Nhân danh bóng đêm chương 265, mùi máu, nàng đoán có thể thiếu niên kia đã hoàn thành sinh tử quan. Nàng tưởng tượng, nếu mình có quan hệ với Khánh Trần, không biết nàng có thể nhờ đối phương nói với Lý Thúc Đồng để nàng thử làm kỵ sĩ không? Nếu không được, Lý Thúc Đồng có thể thay sư phụ của ông ấy thu Vương Tiểu Cửu làm đồ đệ, vậy Khánh Trần có phải cũng có thể thay sư phụ hắn thu đồ đệ hay không? Đối với Lý Y Nặc mà nói, so với chuyện này, chuyện của gia tộc Diêm Đai còn quan trọng gì nữa? Lúc này, hai người còn lại của gia tộc Diêm Đai còn đang trong đội ngũ thu săn, sau khi họ giải quyết xong vấn đề sinh lý, đôi mắt Diêm Đai Ori lóe sáng lấp lánh nhìn Khánh Hoài. Cha, người này chính là Khánh Hoài sao? Diêm Đai Ori nhìn khuôn mặt giống như tạc tượng của Khánh Hoài, lại nghĩ tới khí chất của đối phương. Trong khi những thiếu gia ăn chơi khác còn đang nhịn tiểu, đối phương lại đang đi bộ nhàn nhã trong cấm địa, bên người còn mang theo hơn 20 cấp dưới tuyệt đối trung thành. Không thể không nói, túi jeep mà Khánh Hoài mang tới rất kịp thời. Hai ngày trước đội ngũ thu săn còn dùng thùng dầu, nhưng vấn đề là bọn hắn có quá nhiều người, thùng đã đầy từ hôm qua. Sau đó Lý Y Nặc liền ra lệnh cho tất cả mọi người không được uống nước, khiến mọi người vô cùng mỏi mệt. Giờ phút này, đương nhiên Jin Dai Ori sẽ cảm thấy Khánh Hoài tốt nhất. Tiếng hò hét ầm ĩ vang lên trong rừng cây, vì đã tụ hợp với Khánh Hoài, thần kinh căng cứng của những thiếu gia ăn chơi kia rốt cục cũng được buông lỏng một chút. Mọi người chia sẻ niềm vui sướng sau khi sống sót, giống như đã được cứu sống. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Bính Tuất, người có cấp bậc cao nhất trong đoàn, đột nhiên kỳ quái nói, "A, tại sao âm thanh đào hố của các binh sĩ trong rừng cây lại dừng lại? Ai đó nói gì đi?" Thế nhưng, những binh sĩ vốn đang đào hố trong rừng cây cũng không trả lời. Đám người bắt đầu cảnh giác, Lý Y Nặc chậm rãi đi về phía rừng cây bên cạnh, Vương Bính Tuất theo sát bên cạnh nàng. Hai người đi đến bên cạnh cái hố, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Hố đã đào xong nhưng không thấy hai binh sĩ đâu. Y Nặc tiểu thư, có mùi máu tươi. Vương Bính Quốc sắc mặt tỉnh táo nói. Lý Y Nặc gật gật đầu, có lẽ họ đã chết. Âm thanh thảo luận của cả hai truyền ra, sắc mặt mọi người trong đội ngũ thu săn đều thay đổi, vô thức tụ tập vào cùng một chỗ, đám người tạo thành một vòng tròn, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cấm địa đang dần bị đêm tối bao phủ. Trong rừng cây, Lý Y Nặc ngược lại không cảm thấy có gì phải sợ hãi, nàng cẩn thận nhìn xuống mặt đất, lại phát hiện trên mặt đất còn lưu lại những vết máu quỷ dị, vết máu kia bị kéo dài vào trong rừng cây, thẳng vào trong bóng tối. Lý Y Nặc ngồi xổm ở bên cạnh cái hố, nhìn chằm chằm mặt đất, kỳ quái, hai người bị giết cùng, chúng ta cách nhau có mấy chục mét mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, có phải do phát động quy tắc nào đó của cấm địa không? Lúc này Khánh Hoài cũng đi tới, hắn nói với Vương Bính Tuất, cấm địa thực sự rất nguy hiểm, giả thú và thực vật hung dữ ở khắp mọi nơi, có thể nhờ Vương Tiên Sinh ra tay được hay không? Đi vào trong rừng cây tìm vị trí của hai tên binh sĩ kia. Vương Bính Quốc nghĩ một lúc rồi trả lời, ta có thể đi vào, nhưng mà, còn chưa nói xong, Lý Y Nặc ngồi xổm bên cạnh cái hố đã bóp nát một chiếc lá. Nàng phủi tay rồi đứng dậy kéo tay cao thủ cấp B lại rồi nói với Khánh Hoài, trong cấm địa quá nguy hiểm, chỉ hai tên binh sĩ thôi, không đáng giá phải mạo hiểm. Nếu Vương Bính Quốc ở lại đội ngũ sẽ có thể bảo vệ nhiều người hơn. Nói xong, Lý Y Nặc quay mặt vào đám người, nói với Nam Canh Thần, bảo bối, từ giờ trở đi ngươi phải ở bên cạnh Vương Bính Quốc, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Nam Canh Thần thở dài, đáp lại một tiếng, được thôi. Vương Bính Quốc hiểu được hàm ý trong lời nói của Lý Y Nặc. Hắn im lặng nhìn Khánh Hoài, biết đại tiểu thư nhà mình không tin tưởng tên Khánh Hoài này, thế là Vương Bính Quốc không còn ý định vào rừng thăm dò nữa, chỉ tập trung bảo vệ bốn người. Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Tiêu Công, còn có một người du hành thời gian lựa chọn sắc dụ khác là Chu Huyên. Khánh Hoài thấy thế thì nhíu mày, bỗng quát, Trung đội trưởng, tập hợp tất cả mọi người lại. Kiểm tra quân số, thế nhưng rất nhanh sau đó mọi người đã phát hiện, đội ngũ vốn nên có 22 binh sĩ lúc này lại chỉ còn lại có 18 người. Trong lòng tất cả đều kêu một tiếng không tốt, không chỉ mất tích hai người, mà tận bốn người, ba người Lý Y Nặc, Khánh Hoài, Vương Bính Tuất đều từng đi kiểm tra cái hố mới đào, phát hiện còn một cái hố khác vừa mới được đào xong. Bên cạnh hố đều có vết máu, những binh sĩ đang đào hố lại biến mất không thấy đâu nữa. Khánh Hoài bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, hai người lúc trước xem như đào binh chỉ sợ cũng không phải bỏ trốn, thiếu niên muốn giết mình đã đuổi theo tới nơi rồi, đối phương đã giết hơn 100 tên cấp dưới của mình, lại còn giết cả Tào Nguy, bây giờ lại đuổi theo tiếp tục giết chính mình. Ngay lúc nãy, đối phương lợi dụng tiếng hò hét ầm ĩ của đám công tử để ra tay, có thể giết chết bốn người ngay trước mắt hắn. Đây là chiến lược mà đối phương đã tính toán kỹ từ trước, hiệu suất cao kinh người. Nhưng vấn đề là đối phương dựa vào gì để giết người trong cấm địa số 002? Cấm địa này không phải có quy tắc không thể giết người sao? Hoặc là nói, những binh sĩ bị kéo kia đi còn chưa chết. Với lại, đối phương cũng chỉ là một người bình thường,
sao bỗng có được thực lực giết chết binh sĩ? Chờ chút, Khánh Hoài bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bên trong cái cấm địa số 002 này, trùng hợp có một nơi có thể tăng lên thực lực của bản thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Lý Y Nặc bình tĩnh đánh giá đám người, người biết sự thật của mọi chuyện lúc này chỉ có một mình nàng. Chiếc lá rụng nàng vừa mới bóc bên cạnh hố đất kia là một thu diệp đao còn cắm trong đất bùn. Thiếu niên kia cố ý cắm thu diệp đao bên cạnh cái hố, thật ra đang chứng minh thân phận của mình, ám chỉ cho nàng nội ứng ngoại hợp, giết Khánh Hoài. Hiện tại, rốt cuộc nàng cũng hiểu được tại sao tiểu đội giả chiến của Khánh Hoài suy giảm quân số. Đối phương căn bản có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bị người khác ép phải từ bỏ. Nội tâm Lý Y Nặc cảm thán, trước đó còn cảm thấy đối phương là người vô hại, lại không ngờ chỉ trong chớp mắt thiếu niên kia đã có thể giết gần hết người của Khánh Hoài. Nhưng nàng có chút hiếu kỳ, bây giờ thiếu niên kia đang muốn làm gì? Lý Y Nặc liếc mắt ra hiệu cho Vương Bính Tuất, bốn người cùng quay về. Nếu phải lựa chọn, nàng chắc chắn sẽ đứng về phía Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Dù không có truyền thừa kỵ sĩ nhưng Lý Thúc Đồng cũng là thất thúc ruột của nàng. Thậm chí có một chuyện nhiều người không biết, gia chủ Lý gia yêu thích Lý Y Nặc một phần là vì Lý Thúc Đồng cũng yêu thích nàng từ nhỏ. Cho nên lúc này, nàng luôn vô tình hoặc cố ý lại gần binh sĩ đội giả chiến, muốn làm nội ứng phải có dáng vẻ của nội ứng. Nếu thiếu niên kia cần nàng giúp thủ tiêu những kẻ râu ria này, nàng có thể kịp thời ra tay. Đây là một trong những điều cần biết nội ứng, chiếm địa hình có lợi cho bản thân từ sớm. Chỉ là, sau khi bốn tên lính kia biến mất thì không có bất kỳ chuyện gì nữa, không ai theo dõi trong rừng, không ai ám sát, tựa như chuyện lúc trước chẳng qua chỉ là ảo giác của mọi người. Khánh Hoài có chút lo lắng, hắn nhìn về phía Lý Y Nặc, cấm địa này quá nguy hiểm, mọi người nên đi về phía Bắc. Theo bản đồ, vị trí chúng ta đang đứng chỉ cần đi 5 giờ về phía Bắc là rời khỏi cấm địa. Mọi người nghe hắn nói vậy thì trở nên chấn phấn, vậy chúng ta nhanh lên đường thôi, còn chờ gì nữa. Nhưng Lý Y Nặc nghe xong thì phản đối ngay, ta không đồng ý. Khánh Hoài nhíu mày nhìn về phía đối phương, vì sao? Lý Y Nặc nhìn đám thiếu gia ăn chơi xung quanh, các ngươi cho rằng rời khỏi cấm địa dễ lắm. Mọi người quên rồi à, hôm qua rõ ràng chúng ta muốn đi về phía Đông, kết quả đi hết một buổi tối lại phát hiện mình ở hướng Tây. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, Lý Y Nặc nói rất đúng. Lý Y Nặc nói tiếp, cấm địa này có gì đó rất kỳ lạ, nếu đi lại trong đêm rất dễ lạc đường, hiện tại trời đã tối, tuyệt đối không được lên đường. Khánh Hoài lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cách biên giới phía Bắc có 5 tiếng đồng hồ thôi. Lý Y Nặc phản đối, càng như vậy, ngược lại chúng ta phải càng bình tĩnh, trong trò xiết đi trên dây, nguy hiểm nhất chính là 3 bước cuối cùng. Bây giờ kẻ bên ngoài chỉ đợi chúng ta tách ra, lúc này mọi người nên tập trung xung quanh đống lửa chứ không phải đi suốt đêm. Với lại, Lý Y Nặc mặt không đổi sắc, ta không tin ngươi, không tin ta. Khánh Hoài hơi bất ngờ, tại sao? Chính ngươi cũng biết nguyên nhân mà. Lý Y Nặc cười lạnh, ta đoán ngươi căn bản không hoàn thành nhiệm vụ, gặp phải tình huống rất nguy hiểm, bị ép phải kết thúc nhiệm vụ. Ta biết ngươi đến đây để tìm vật cấm kỵ Acer 003 quỷ kế chi xà, nếu ngươi muốn phủ nhận thì lấy vật cấm kỵ ra chứng minh trong sạch đi. Lần này, Khánh Hoài không nói gì nữa, bởi vì những gì Lý Y Nặc nói đều là sự thật. Với lại, nhiệm vụ đầu tiên của tất cả ứng cử viên thủ lĩnh ảnh tử đều là tìm vật cấm kỵ. Trong vòng tuyển chọn thứ nhất, bất kỳ người được chọn nào cũng không được phép mang vật cấm kỵ theo hỗ trợ. Sau vòng thứ nhất, những vật cấm kỵ họ lấy được sẽ thuộc bản thân mà không cần giao nộp. Khánh Hoài hít một hơi sâu, nếu bây giờ hắn nói mấy lời kích động, chắc chắn mấy tên thiếu gia sẽ rời đi cùng hắn nhưng Vương Bính Tuất thì không. Điều hắn cần nhất bây giờ là giữ cao thủ cấp B bên người. Lúc này Khánh Hoài vẫn chưa biết, Lý Y Nặc đã trở thành nội ứng. Lý Y Nặc lại phản đối hắn, dù kế hoạch Khánh Hoài nói có hoàn hảo thế nào, nàng sẽ phản đối. Đây là việc nội ứng cần làm. Đoàn người cứ cãi qua cãi lại, mọi người nghĩ về những gì Lý Y Nặc nói rồi lại quan sát phản ứng của Khánh Hoài. Mọi người đợi một lúc cũng không thấy Khánh Hoài lấy vật cấm kỵ Acer 003 quỷ kế chi xà ra, từ đó biết được đối phương đã nói dối. Khánh Hoài lạnh lùng nhìn Lý Y Nặc, trước kia nghe nói trưởng công chúa đời thứ ba của Lý gia vừa can đảm lại cẩn thận, hôm nay đã được chứng thực, không cần nói mấy câu vô nghĩa này. Lý Y Nặc bình tĩnh, bây giờ ta nghi ngờ, chính ngươi đã dẫn nhân vật nguy hiểm nào đó đến đây, vì người đó mà các ngươi mới từ bỏ nhiệm vụ, ngươi hãy rời khỏi đội ngũ đi, chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người nghiêng ngã lảo đảo chạy ra từ trong rừng cây, hắn gào lên kêu cứu, cứu mạng. Mau cứu ta, âm thanh kêu cứu này vang vọng khắp rừng, mọi người nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, phát hiện là một binh sĩ của đội giả chiến vừa mất tích lúc nãy. Mọi người thấy trên người đối phương máu me be bét, có rất nhiều vết thương trên đùi và cánh tay, trang phục chiến đấu chỉnh tề lúc trước nay thủng lỗ chỗ, trung đội trưởng vội vàng đi ra đón, Vương Cường, đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu?
Thế nhưng, trung đội trưởng còn chưa kịp làm gì đã bị Khánh Hoài ngăn lại. Khánh Hoài mặt không thay đổi nói, đứng im tại chỗ, nâng mặt lên. Vương Cường nhanh chóng dừng bước, khổ sở cầu xin, trưởng quan, cứu ta. Khánh Hoài nói với những người khác, cấm địa rất quỷ dị, một người đi ra kiểm tra xem hắn có còn sống thật không. Một binh sĩ ngày thường có quan hệ rất tốt với Vương Cường chạy ra xem, xác nhận đối phương còn mạch đập, con ngươi bình thường, nhịp tim không sao, báo cáo trưởng quan, hắn còn sống, nhanh cứu hắn đi. Ừ, Khánh Hoài hờ hững gật gật đầu, trước khi chữa trị nhớ kiểm tra vết thương của hắn. Có người cầm theo hộp cấp cứu đi đến, trung đội trưởng thì hỏi, Vương Cường, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, những người khác đâu? Vương Cường suy yếu lại nhỏ giọng nói, lúc đầu chúng ta chỉ đang đào hầm nhưng đột nhiên có người tấn công, lôi chúng ta vào trong rừng cây. Cơ thể của hắn ngày càng suy yếu, giọng nói ngày càng nhỏ, nhỏ đến nỗi phải ghé tai sát lại gần mới có thể nghe rõ. Khánh Hoài không tự chủ bước hai bước về phía trước. Chính lúc này, chuyện lại đột nhiên xảy ra. Vương Cường đang hấp hối bỗng đứng dậy đẩy binh sĩ bên cạnh ra, rút dao găm hắn nhét trong giày tác chiến đâm về phía Khánh Hoài. Khánh Hoài lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thế này. Không đợi dao găm của Vương Cường lại gần, dao găm của hắn đã đâm một nhát rất mạnh vào bụng. Khánh Hoài chỉ định ngăn đòn tấn công này của Vương Cường, sau đó trung đội trưởng sẽ khống chế hắn rồi thẩm vấn một chút. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, Vương Cường thấy dao găm đâm mình mà không tránh, hắn không những không dừng lại còn tăng tốc, tựa như dùng tất cả sức lực còn sót lại để tấn công Khánh Hoài. Trong chốc lát, dù Khánh Hoài đã thu tay lại nhưng vẫn không kịp, dao găm trong tay hắn đâm bụng Vương Cường. Vương Cường vốn bị vô số vết thương, lần này cuối cùng không chịu nổi nữa mà chậm rãi ngã xuống. Tất cả mọi người hai lần bất ngờ này làm cho ngây ngẩn cả người, căn bản không ý thức được hậu quả của chuyện vừa xảy ra. Họ chưa kịp phản ứng thì Khánh Hoài đột nhiên im lặng lao nhanh về phía bắc. Trên đường đi, bỗng có dây leo lao ra từ đống lá mục, nó nhanh hướng về phía Khánh Hoài, muốn cuốn lấy hắn. Nhưng Khánh Hoài chỉ cần kéo một nhát đã kéo đứt tất cả dây leo. Ngắn ngủi mấy giây này, sức mạnh và tốc độ mà Khánh Hoài bộc phát kinh khủng. Vương Bính Tuất nhỏ giọng nói, Y Nặc tiểu thư, hóa ra thực lực Khánh Hoài biểu hiện lúc trước là giả, rõ ràng hắn đã đạt cấp C, hơn nữa còn là cao thủ trong cấp C. Lý Y Nặc gật gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra, hiện tại hắn cũng biết mình phạm vào quy tắc, định mạnh mẽ xông tới biên giới cấm địa, chắc chắn không ra được. Vương Bính Tuất lắc đầu, dù nơi này là biên giới cấm địa, nhưng không phải cấp B thì đừng hòng thoát khỏi quy tắc mà rời đi. Nhưng Khánh Hoài không xông cũng không được, nếu hắn còn trong cấm địa, nguy hiểm sẽ tăng thêm từng giây, phạm phải quy tắc của cấm địa sẽ chết ngay lập tức. Cho nên theo lý thuyết, dù phạm phải quy tắc của cấm địa, ngươi vẫn có thể rời khỏi, chỉ là phải xem thực lực ngươi thế nào thôi. Thế giới trong thông hành một câu, nếu ngươi phạm phải quy tắc cấm địa, có thể tìm một chỗ phong thủy không tệ chờ chết. Nhưng nếu như ngươi có thực lực cấp B, có thể thử xông khỏi biên giới cấm địa. Nếu ngươi có thực lực cấp A, có thể thử xông ra khỏi trung tâm cấm địa. Nếu ngươi là cấp S, ngươi không cần lo nữa. Cho nên Vương Bính Tuất mới nói, dù thực lực của Khánh Hoài có là cao thủ cấp C cũng không thể rời khỏi đây. Nhưng vào lúc này, Lý Y Nặc bỗng nói, nhưng nếu những gì hắn nói đều thật, nơi này chỉ cách biên giới cấm địa 5 tiếng đi bộ, nói không chừng hắn thật sự có thể đi được. Nhưng Lý Y Nặc vẫn chưa nói hết, nàng biết thiếu niên kia đang truy sát Khánh Hoài, hắn tuyệt đối không để đối phương rời đi. Thời gian đếm ngược 3 giờ, đã sắp nửa đêm, cánh tay trái của Khánh Hoài buông thõng bên người. Lúc chạy trốn, nó như túi vải rách vung qua vung lại, khi hắn kéo đứt dây leo, vì không chú ý đã bị một con ong vò vẽ trong cấm địa đốt, toàn bộ cánh tay trái vô cùng đau nhức, bàn tay cũng sưng thành hình bánh bao. Nếu không phải hắn có cơ thể mạnh mẽ của cấp C, chỉ sợ vết đốt này có thể khiến toàn thân hắn tê liệt. Khánh Hoài tuyên bố với bên ngoài mình có thực lực cấp D, hắn luôn giấu giếm thực lực của mình vì muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho người muốn ám sát hắn. Kết quả không nghĩ tới, kẻ địch đầu tiên từ lúc bắt đầu tranh đoạt chức vị thủ lĩnh ảnh tử lại mạnh như vậy. Hắn còn nhớ rõ, trước khi Vương Cường chết, rõ ràng đã thầm cười. Mỗi lần Khánh Hoài nghĩ đến khuôn mặt tươi cười kia đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì trước khi tử sĩ hiến thân cũng sẽ dao động, có hối hận, có sợ hãi, nhưng Vương Cường không giống vậy. Đối phương đang cười, nụ cười quỷ dị trước khi chết như đang nói, che giấu thực lực cũng vô dụng thôi, ngươi nhất định phải chết. Trong mơ hồ, Khánh Hoài luôn cảm thấy, tên kia vẫn đang bám theo sau mình, chắc chắn người khống chế Vương Cường vẫn núp trong bóng tối quanh đây. Giờ phút này, sau lưng Khánh Hoài có một đám mây đen đuổi theo, tiếng vo ve truyền ra từ trong đám mây đen, không biết có bao nhiêu độc trùng đang bay trên không trung, theo sát hắn. Trong chốc lát, mặt đất phía trước có rất nhiều dây leo lao ra, tựa như một tấm lưới lớn xông về phía hắn. Khánh Hoài cắn răng nhảy lên, thân thể đột nhiên bay khỏi mặt đất, khó khăn lắm mới tránh được tấm lưới kia. Lần này chỉ cần hắn nhảy thấp một chút,
có lẽ mắt cá chân hắn sẽ bị dây leo trên mặt đất cuốn lấy. Nhưng không đợi hắn cảm thấy may mắn đã nghe tiếng gào thét truyền đến từ trong rừng cây, hai chiếc lá cây ngô đồng xoay tròn xuyên qua tất cả các chướng ngại bay vút ra. Thu diệp đao, Khánh Hoài kinh ngạc nói, quỷ tích bay của hai chiếc thu diệp đao này rất quỷ dị, thời cơ cũng rất thích hợp. Hóa ra thiếu niên ẩn nấp trong rừng cây kia vẫn luôn đi theo hắn, nhưng vì Khánh Hoài đã bị phế một cánh tay nên đây là thời cơ tốt nhất của đối phương. Trong lần nhảy lên này, Khánh Hoài không thể thay đổi được quỷ tích nữa. Nếu so sánh với Tào Nguy, thiếu niên này nhất định là thợ săn giỏi hơn. Không nói đến kỹ thuật, không liên quan đến thực lực, thứ hắn đánh giá chính là lòng kiên nhẫn và trí tuệ khi chiến đấu. Có thể thấy, Khánh Hoài không thể né tránh đòn tấn công này, hắn ta đành cố xoay eo, đưa phần lưng đỡ lấy hai thu diệp đao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi thu diệp đao bắt đầu đâm vào sau lưng hắn, cơ bắp phần lưng Khánh Hoài đột nhiên co lại, kẹp chặt hai chiếc thu diệp đao, không để chúng tiếp tục đâm sâu vào trong. Khánh Hoài cảm thấy may mắn vì mình không gặp phải kỵ sĩ có kinh nghiệm, nếu không hai chiếc thu diệp đao này có thể giết chết hắn. Nhưng sự xuất hiện của thu diệp đao đã làm mất đi sự cân bằng của cuộc chiến. Bản năng của cao thủ cấp C được khởi động trong nháy mắt, cơ bắp trên người hắn rung lên một cách kỳ quái. Trong khoảnh khắc Khánh Hoài tiếp xúc với đống lá mục trên mặt đất, hắn bỗng dùng chân đạp lên phát lực, cả người nhảy lên không trung bay về phía trước như đạn pháo. Hắn cố gắng điều chỉnh góc độ cơ thể để khi rơi xuống đất có thể đứng vững. Đây chính là cấp C, xương cốt, cơ bắp hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của nhân loại, mỗi lần nhảy vọt đều như phi hành gia ở trên mặt trăng, có thể bay nhảy như trong môi trường không trọng lực. Trong cuộc chiến cùng Tào Nguy, không thể không nói Khánh Trần quá cẩn thận, quả thực để giết con mồi bị thương nặng hắn cần đến hơn 20 giờ để khiến đối phương kiệt sức. Vì siêu phàm giả ở thế giới trong vô cùng mạnh, bây giờ Khánh Trần căn bản không có cách nào chiến đấu chính diện. Trong cấm địa u ám, Khánh Hoài vừa chạy vừa tránh né truy sát và chướng ngại trên đường, lại vừa đi vừa xác định phương hướng. Sau một lúc, hắn lại phát hiện vị trí của thiếu niên đang chạy song song cùng hắn cách hắn hơn 10 mét. Khánh Hoài cắn răng nhìn sang, trong tầm mắt hắn, cây cối giữa hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng con đường phía trước lại mịt mờ như chạy mãi không hết. Hắn cần tránh né các chướng ngại, nhưng Khánh Trần không cần, khoảng cách hai bên khó lòng kéo giãn thêm. Lúc này thiếu niên thì thầm gì đó, Khánh Hoài cố gắng nhìn rõ. Sau đó hắn nhìn thấy đối phương mặt không thay đổi nói thầm, sau này ngươi sinh con không có lỗ đít. Khánh Hoài cảm giác cục tức nghẹn trong người hắn, không làm sao để trút ra được, như muốn làm hỏng tiết tấu hành động của hắn, sự cân bằng của hơi thở, cơ bắp, tim phổi, xương cốt đều trở nên hỗn loạn. Không đợi hắn điều hòa lại mọi thứ, lại nghe Khánh Trần tiếp tục bình tĩnh nói thêm một câu nữa, vợ của ngươi ngoại tình với người đàn ông khác, ngươi không phải là cha đẻ của con ngươi, cha của cha gọi là ông nội, ta là cha của ngươi, Khánh Hoài, chấm hỏi. Khánh Hoài cảm thấy mình sắp điên rồi, ngươi đã đuổi theo ta sao còn nguyền rủa ta nữa, nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, hắn không thể chửi lại được, nếu không sẽ phạm vào quy tắc, hắn đang bị sinh vật và thực vật của cấm địa đuổi giết, nếu phạm thêm một quy tắc nữa, sinh vật trong trung tâm cấm địa sẽ chạy ra đuổi giết hắn, khi đó hắn chết không có chỗ chôn. Đang chạy, Khánh Hoài bỗng nhiên chuyển hướng về phía Khánh Trần, như hai đoàn tàu đang chạy trên hai đường ray song song bỗng nhiên có một đường ray đổi hướng đâm sang cái còn lại, nhưng khi hắn vừa chuyển hướng, Khánh Trần đã lẫn vào bóng tối, không cho đối phương cơ hội đánh chính diện. Ngay lúc Khánh Trần chui vào trong bóng tối, hắn đã nói một câu với Khánh Hoài, ngươi không bằng Tào Nguy. Khánh Hoài vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ đối phương đột nhiên nói vậy. Chính lúc hắn mất tập trung này, hắn cảm thấy đùi phải bỗng vô cùng đau đớn, như có người cầm một thanh đao sắc bén cắt từng miếng thịt trên chân hắn xuống. Khánh Hoài thầm biết đã xảy ra chuyện, hắn lập tức hành động, không chút do dự dùng dao găm cắt một miếng thịt đùi cùng với lục xí trùng đang bám cắn trên đó. Dù vậy, vết thương xung quanh vẫn đau đớn như cũ, chắc chắn độc tố vẫn còn lưu lại. Khánh Hoài vô cùng ân hận, nếu hắn thăng lên cấp B, làn da được cải tạo, lục xí trùng có cắn cũng không thể đâm xuyên qua da được, nhưng hắn vẫn chưa phải cấp B. Đếm ngược 2 giờ, 10 giờ tối, đêm tối dày đặc đã hoàn toàn bao phủ lên cấm địa, cấm khu vốn dĩ đã vắng vẻ không một bóng người nay càng thêm khủng bố quỷ dị. Khánh Hoài khập khiễng chạy như bay, một cánh tay và nửa cái chân của hắn đã tàn phế, vết thương trên đùi không ngừng chảy máu, may mà năng lực tự lành của cao thủ cấp C mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong lòng Khánh Hoài vẫn còn chút hy vọng mong manh, lúc trước đúng là hắn đã lừa gạt đội ngũ thu thú, nhưng có một câu là thật, dựa theo bản đồ chiến thuật, họ chỉ cần đi thêm 5 tiếng là có thể rời khỏi cấm địa, hơn nữa đây là tính toán theo tốc độ đi bộ. Theo lý thuyết, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Bắc, hẳn đã sớm thoát được rồi. Khánh Hoài tính toán thời gian, bây giờ đội cứu viện chắc đã đến bên ngoài cấm địa rồi. Doanh trại giả chiến kia do cậu ruột hắn dẫn đầu, chắc chắn không xảy ra sai sót gì, nhưng chính hắn lại gây ra rủi ro.
Khánh Hoài không ngừng né tránh cây cối kỳ quái trong cấm địa, điều khiến người ta tức giận là thỉnh thoảng có mấy con khỉ núp trong tán cây không ngừng ném quả về phía hắn. Đám quái vật nhỏ kia có sức lực rất lớn, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị quả đập trúng mà mất thăng bằng. Khánh Hoài thầm nghĩ, thiếu niên vừa mắng chửi kia có thể sử dụng thu diệt đao, lại nắm nhiều quy tắc của cấm địa số 002 thì chắc chắn là kỵ sĩ. Nghe đồn cấm địa số 002 là sân nhà của kỵ sĩ, hắn chạy hết sức lâu như thế vẫn chưa ra ngoài được, có phải vì vùng đất khổng lồ này không muốn hắn ra ngoài không? Lúc hắn càng nghĩ càng sợ, thiếu niên kia lại xuất hiện, đi song song với hắn, ngươi không phải con ruột của mẹ ngươi, vợ ngươi ngoại tình. Đã nói rồi, đổi câu khác, ông nội ngươi qua lại với đàn ông, Khánh Hoài, chấm hỏi, suýt nữa thì hắn phun máu tại chỗ. Con mẹ nó. Ngươi vẫn chưa thôi à, nhưng một giây sau, chuyện đáng sợ hơn lại xảy ra, thiếu niên vừa lên cấp kỵ sĩ còn có thể sử dụng thu diệt đao kia, lấy một xấp lá rụng rất dày trong túi ra, vừa rồi ngươi biến mất một lúc, là đi nhặt lá cây sao, này, không cần nhặt nhiều vậy chứ, dù thực lực đối phương thấp, lực sát thương của thu diệt đao không mạnh, không cách nào gây ra vết thương trí mạng cho hắn nhưng vấn đề là nhiều quá, một xấp lá cây, ít nhất cũng phải trên trăm chiếc, lại thấy Khánh Trần chạy vượt qua hắn, bỗng rút một chiếc lá ra, nhẹ nhàng lắc cổ tay ném ra ngoài. Khánh Hoài vô thức muốn tránh nhưng rất nhanh hắn phát hiện chiếc lá kia không biến thành đao, chỉ nhẹ nhàng bay lên, như đang vung tiền giấy vậy. Khánh Hoài đen mặt, ngươi ném thu diệt đao thì thôi, hù người ta làm gì? Trên thực tế, bây giờ Khánh Trần vừa mới lên cấp kỵ sĩ, chút khí kia có thể ném ra 4-5 chiếc thu diệt đao, nhưng thực lực hắn cách nhau quá xa Khánh Hoài, dù 5 chiếc trúng đích cũng không thể giết đối phương, huống chi rất khó để 5 chiếc cùng trúng đích, vết thương trên người đối phương ngày càng nghiêm trọng, nhưng dù sao cấp C vẫn là cấp C. Cho nên biện pháp tốt nhất là vừa thật vừa giả, dùng cái giá thấp nhất để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Thỉnh thoảng Khánh Trần lại ném ra một chiếc lá cây, một giây trước chiếc lá còn bay thẳng ra, một giây sau đã bay lệch xoay 7-8 vòng. Khánh Hoài không thể không tránh, mà né sẽ khiến tốc độ của hắn giảm đi. Lúc này, Khánh Hoài tức đến mức đau đầu lẫn mắt, hắn đã phải cố hết sức chống lại quy tắc, còn có tên này lại vung tiền giấy cho hắn. Hơn nữa, hơn 20 lần vung lá mà chẳng lần nào là thu diệt đao trong khi tốc độ hắn ngày càng chậm vì né tránh, mây đen đằng sau đã sắp kéo đến tận đỉnh đầu rồi, con mẹ nó, quá kinh người. Một giây sau, Khánh Hoài thấy thiếu niên lắc cổ tay, nhưng lần này hắn không tránh né, vì mây đen đằng sau đã đến quá gần, hắn không thể trốn nữa, vèo một tiếng, lá cây đâm vào người hắn, lần này là thu diệt đao thật, a, Khánh Hoài hít một hơi, cả người căng cứng, quá đau, cơ bắp ở eo là khó tăng lên nhất. Nhất là sau lưng, hắn căn bản không thể dùng cơ thể của mình để kẹp lấy thu diệt đao. Cũng may thân xác cấp C của hắn khá mạnh, thu diệt đao chỉ cắm vào 1 cm. Nhưng Khánh Hoài biết, mục tiêu của thiếu niên kia không phải dùng thu diệt đao giết mình, mà muốn giảm tốc độ của mình. Ý chí của hắn cũng không mạnh đến mức trúng một đao mà vẫn thản nhiên được. Trong nháy mắt cơ thể hắn vô thức căng ra, đám mây đen sau lưng đã bay đến đỉnh đầu, lao xuống dưới. Thời gian dần trôi, độc trùng đi theo Khánh Hoài ngày càng nhiều. Mây đen ban đầu chỉ một nhúm nhỏ nay nhìn như một đám mây giông to lớn, cực kỳ khủng bố. Khánh Hoài nghe tiếng ầm ầm đang không ngừng tới gần phía sau thì da đầu tê dại, hắn cảm thấy bản thân đã thu hút hết tất cả độc trùng ở biên giới cấm địa đến đây. Hắn bỗng xoay người, cơ bắp ở đùi, bắp chân, bàn chân nổ vang như máy móc bốc cháy. Đây là tiềm năng cuối cùng trên cơ thể của một cao thủ cấp C. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được lớp mỡ vốn không nhiều trên người mình đang run rẩy, sau đó chuyển hóa thành nhiên liệu cho cơ thể. Nhảy lên phía trước, cả người Khánh Hoài như tên rời cung, trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi bầy sâu lao xuống, nhưng Khánh Trần chỉ chờ đến lúc này, hắn vẫn luôn đi song song trong rừng cây bình tĩnh giống như mặt hồ không gợn sóng, nước hồ trong veo thấy đáy, lúc thế nhảy lên của Khánh Hoài sắp yếu đi, Khánh Trần vung mấy chục chiếc lá trong tay trái lên bầu trời, lá rụng đầy trời cứ như đang tiễn đưa Khánh Hoài, cũng cản trở tầm mắt Khánh Hoài nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát lực tay phải vẫn luôn đặt sau lưng, lần lượt ném 3 chiếc thu diệt đao. Như sấm đánh ra, ở tầm mắt Khánh Hoài, 3 chiếc thu diệt đao bay ra từ kẽ hở của đám lá, nhắm vào 3 chỗ hiểm yếu trên người hắn, trái tim, lá lách, lồng ngực, Khánh Hoài trên không trung thay đổi sức mạnh ở eo, quay người, hắn muốn lấy cơ bắp phần lưng dày rộng để chặn thu diệt đao lần nữa, nhưng trong nháy mắt hắn đưa lưng về phía Khánh Trần lại lấy một chiếc lá từ trong mái tóc hơi dài, ném về phía động mạch cổ của Khánh Hoài, đây là kết quả Khánh Trần muốn thấy, mẹ Diệp từng nói, nếu không cân nhắc đến nhân tố bên ngoài, như vậy động mạch chủ ở cổ chính là nơi yếu ớt nhất của con người, nó lộ ra ngoài, chỉ được một lớp da rất mỏng bao lấy. Một khi đâm xuyên, đại não sẽ khô cạn trong vài giây vì thiếu dưỡng khí. Kẻ địch bình thường đều có ý thức bảo vệ chỗ đó, nhưng nếu có một ngày ngươi mạnh hơn,
sẽ có thể học được cách khiến đối phương đưa điểm yếu đến trước mặt ngươi. Thời gian như chậm lại. Không, thời gian không có khả năng chậm lại thật. Mà là khi Khánh Trần ném Thu Diệp đao ra, mây đen vốn đang đuổi theo Khánh Hoài đột nhiên dừng lại, chậm rãi tản đi. Cứ như không cần nhìn Thu Diệp đao có trúng đích không, thứ kinh khủng to lớn ở cấm địa này đã biết trước kết quả. Người vi phạm quy tắc sắp chết, không cần đuổi theo nữa. Đồng tử Khánh Trần dựng thẳng lên như mắt thú dữ. Trong mắt của hắn chỉ có quỹ tích của Thu Diệp đao, cứ như lúc chiếc lá kia xẹt qua trong không khí đã để lại một quỹ đạo rõ ràng, cũng để lại một vết máu rất mảnh trên cổ Khánh Hoài. Khánh Hoài lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên trời. Hắn dùng tay bịt cổ để giảm bớt tốc độ máu phun ra, tựa như làm như vậy có thể kéo dài thời gian sống của mình. Mây đen đã biến mất, thực vật cũng không để ý đến hắn nữa. Sau mấy tiếng chạy trốn mệt mỏi, bây giờ Khánh Hoài cảm thấy vô cùng an nhàn, thật sự quá mệt rồi. Tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, nhẹ nhàng dẫm lên lá mục nghe như là bài hát ru con. Khánh Hoài cảm thấy hơi buồn ngủ. Khánh Hoài quay đầu muốn nhìn rõ mặt thiếu niên kia, nhưng thiếu niên kia lại không đến gần hắn mà ngồi xuống một chỗ cách hắn rất xa, lẳng lặng chờ đợi hắn chết đi. Cho đến giờ phút này vẫn cẩn thận như vậy sao? Khánh Hoài thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn vì sung huyết mà biến thành màu đỏ thẫm, rốt cục hắn cũng thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên. Trước khi chết, Khánh Hoài nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Thiếu niên này là người mới được công nhận là kỵ sĩ. Không phải mọi người đã nói, truyền thừa kỵ sĩ sắp biến mất sao, căn bản không ai có thể vượt qua được bậc cửa kia. Không ai biết bậc cửa đó là cái gì, mọi người chỉ biết nó rất khó. Nghe nói hàng xã Lý Đông Trạch đã suýt trở thành người thừa kế kỵ sĩ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đây là một trong những điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời Lý Đông Trạch. Nếu vậy, thiếu niên này là đồ đệ của ai? Của Trần Gia Chương? Hay Vương Tiểu Cửu? Hay của Lý Thúc Đồng? Không đúng, Khánh Hoài nhớ lại lần đầu tiên mình gặp thiếu niên này, hắn chợt nhớ ra một vấn đề, mấy ngày trước đối phương vẫn chỉ là người bình thường, hôm nay lại có thể dùng tốc độ cực nhanh để chạy song song cùng mình. Cho dù hắn bị thương, lại phải tránh né chướng ngại ở cấm địa, nhưng đối phương đã vượt qua phạm trù của người bình thường. Thiếu niên kia chỉ vừa đột phá được một ngày, hắn vừa mới thăng cấp thành kỵ sĩ. Khánh Hoài vô cùng bất ngờ, rất nhiều người vẫn chưa biết chuyện Lý Thúc Đồng đã âm thầm rời khỏi ngục giam số 18. Vì mãi không tìm được tung tích của Lý Thúc Đồng nên tập đoàn vẫn giữ bí mật chuyện này. Dù sao tập đoàn yêu cầu Lý Thúc Đồng ở trong tù, kết quả là trong thời gian ngắn, đối phương đã ra vào những hai lần. Nếu loại chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tập đoàn. Nhưng chuyện này, Khánh Hoài lại biết. Trước đó, tất cả mọi người đang suy đoán Lý Thúc Đồng đi đâu, mà lúc này Khánh Hoài mới nghĩ đến, rất có thể đối phương đang ở đây. Khánh Hoài còn đoán được đối phương đến đây làm gì, dẫn người thừa kế leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Lý Thúc Đồng tìm được học trò từ lúc nào? Vì sao hắn thấy thiếu niên kia nhìn quen mắt như vậy? Vì sao đối phương vừa thăng cấp liền có thể sử dụng Thu Diệp đao? Những vấn đề này không ngừng xoay quanh trong đầu hắn, giống như muốn quấy não hắn thành bột nhão. Nhưng hắn tìm cho mình một lý do để an ủi bản thân, chắc chắn Lý Thúc Đồng cũng ở gần đây, nếu thiếu niên này không thể chết hắn, Lý Thúc Đồng cũng sẽ giết hắn. Vừa nghĩ như thế, Khánh Hoài liền cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Chờ chút, rốt cuộc Khánh Hoài cũng nhớ được mình đã gặp đối phương ở nơi nào. Tiệc sinh nhật một năm trước của một tinh anh tập đoàn là Khánh Xưa, đối phương ngồi trong một góc. Khánh Xưa từng nói mấy câu với thiếu niên này, nhưng đối phương vô cùng ngại ngùng. Lúc đó hắn còn hỏi người bên cạnh, thiếu niên này là ai, tại sao Khánh Xưa lại quen biết hắn. Kết quả là không có ai quen biết hắn cả, cũng không biết là con cháu của gia tộc nào. Cho đến một đoạn thời gian trước, hắn mới biết người mình thấy lúc đó gọi là Khánh Trần, một trong những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Hoài biết, hắn đã dần quên mất khuôn mặt của Khánh Trần, vì hắn không coi trọng đối phương. Bây giờ, Khánh Trần vốn nên ở trong ngục giam số 18 lại xuất hiện ở nơi này, cộng thêm việc Lý Thúc Đồng mất tích. Khánh Hoài có ngu như lợn cũng nhận ra, từ đầu đến cuối, đối phương không hề chọc giận Lý Thúc Đồng, mà trở thành học trò của Lý Thúc Đồng. Về phần lời đồn nói đối phương bị Lý Thúc Đồng giam giữ, chỉ sợ chỉ là dựng lên cho người khác nhìn. Ánh mắt Khánh Hoài dần dần mê man. Hóa ra từ đầu hắn đã sai, người bình thường nhất, người mà mọi người không coi trọng nhất đã núp trong bóng tối trở thành người đáng gờm nhất trong cuộc chạy đua này. Kỵ sĩ, hàng xã đều nổi danh bao che khuyết điểm, thành viên nhà mình tham dự cuộc, chắc chắn sẽ làm mọi cách để trợ giúp. Sau một lúc, Khánh Hoài mở to hai mắt, không phải hắn cũng là một bước trong kế hoạch của đối phương sao? Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi vào cấm địa số 002, mục tiêu từ đầu đến cuối đều là hắn. Sau chuyện này, vòng thứ nhất cuộc chiến giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử vừa mới bắt đầu, nhánh thứ tư đã bị loại khỏi cuộc chơi. Khánh Hoài dùng chút sức lực cuối cùng để cười, hắn rất muốn biết khi những người dự bị khác phát hiện ra Khánh Trần, họ sẽ có biểu cảm gì.
không thể chỉ có hắn bị lừa được. Máu của hắn đã chảy thành từng vũng ở bên cạnh. Trong giây phút hấp hối cuối cùng, thiếu niên ngồi xổm ở phương xa bỗng nói, trước khi chết, Tào Nguy còn phản kích giống như một mảnh hổ bị dồn vào đường cùng, nhưng ngươi căn bản không nghĩ đến chuyện liều chết đánh cược một lần cuối cùng, cho nên ta nói ngươi không bằng hắn. Thiếu niên kia ngồi xổm ở đó, giọng điệu rất bình tĩnh, giống như đang nói một câu kết luận rất bình thường. Dáng vẻ tươi cười của Khánh Hoài cứng lại trong nháy mắt, sau đó hắn chết, giết người, tru tâm. Nhưng Khánh Trần nói cũng không sai, vốn hắn nghĩ Khánh Hoài mới là kẻ địch cuối cùng khó giải quyết nhất, nhưng trên thực tế, sau khi giết chết Tào Nguy, hắn mới hiểu được, đáng sợ nhất là những kẻ liều chết chém giết đến giây phút cuối cùng, những kẻ phấn đấu đi lên từ tầng chót đi lên, vì họ không có đường lui, cũng chưa lui lại bao giờ. Thời gian đếm ngược 0 giờ 30 phút, sắp đến lúc phải trở về rồi. Khánh Trần cúi đầu nhìn con rối giật dây trên cổ tay, lần đuổi giết Khánh Hoài này, con rối giật dây chiếm công đầu, đồng thời cũng giúp Khánh Trần biết được vật cấm kỵ mạnh thế nào. Hắn săn giết 5 tên binh lính liên bang đầu tiên, hiến tế linh hồn 5 người kia. Khánh Trần trơ mắt nhìn thi thể của 5 người biến thành bụi phấn, gió thổi qua liền bay đi. Hiến tế thật sự rất đáng sợ, vượt quá sức tưởng tượng của hắn, một sinh mệnh từ máu thịt tươi sống đến khi trở thành cát bụi, thời gian vẻn vẹn chỉ mất 5 giây. Khó trách sư phụ đã từng nói, trong mắt mọi người, con rối giật dây vô cùng độc ác. Sau khi hiến tế, sợi tơ của con rối giật dây từ màu đỏ chuyển sang trong suốt, bây giờ đang quấn ở trên cổ tay Khánh Trần, nếu không nhìn kỹ dưới ánh sáng thì khó mà phát hiện được. Khánh Trần giết binh sĩ xong, hắn dùng 30 phút mới thẩm vấn tên Vương Cường, sau đó hắn đã thấy tận mắt sự đáng sợ của con rối giật dây. Khi đầu bên kia của sợi tơ quấn trên cổ tay của Vương Cường, tựa như Khánh Trần bỗng nhiên biến thành ngón tay, cánh tay, đại não của người sống sờ sờ kia, con rối sẽ nghiêm ngặt nghe theo ý muốn của ký chủ, chấp hành tất cả mọi sai bảo, không có sai lầm, không có trì hoãn, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc, Khánh Trần nói về phía rừng cây, sư phụ, ngài có ở gần đây không? Khụ khụ, ở đây, Lý Thúc Đồng đi ra, có vấn đề gì muốn hỏi sao? Cấp bậc hiện tại của ta là gì? Khánh Trần nghi hoặc, cấp E, Lý Thúc Đồng nói, không phải ngài nói, sau khi vượt qua hạng thứ nhất của sinh tử quan, sẽ đạt cấp F sao? Khánh Trần lại hỏi một câu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mọi bộ phận trên thân thể của ngươi bây giờ đều là cấp E, đương nhiên ngươi là cấp E. Lý Thúc Đồng thở dài nói, rất nhiều quy luật của kỵ sĩ đều bị ngươi phá vỡ. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, thì ra là thế. Lý Thúc Đồng cười hỏi, thế nào, ta phát hiện sau khi ngươi giết Tào Nguy, trong quá trình giết Khánh Hoài đã thành thạo điêu luyện hơn nhiều, một tên cấp E giết hai kẻ cấp C, có cảm giác gì? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, rất nhẹ nhàng, so với trong tưởng tượng còn nhẹ nhàng hơn. Giống như những gì ta đã nói với sư phụ vậy, Tào Nguy mới là mãnh hổ, Khánh Hoài chỉ là một con sói có bộ lông xinh đẹp mà thôi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Lý Thúc Đồng nhìn học trò nhà mình nghiêm túc nói, lần này ngươi chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, ưu thế sân nhà của cấm địa số 002 bị ngươi lợi dụng và phát huy vô cùng tinh tế, còn một đám lão già giúp ngươi, sau khi đi ra ngoài, nếu gặp cấp C phải thật cẩn thận. Đương nhiên, ngươi đã rất cẩn thận, từ đầu đến cuối không cho bọn họ cơ hội phản kích, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi. Khánh Trần thành thật gật đầu, một chút cảm xúc kiêu ngạo cũng không có, ta đã nhớ kỹ, sư phụ. Lý Thúc Đồng cười, nhỏ giọng nói, ừ, đám lão già kia nhìn thấy ngươi vượt cấp giết người nhất định vô cùng vui vẻ, nhớ kỹ nếu sau này lại đến hoang dã, không có việc gì thì có thể đi dạo một vòng ở cấm địa số 002, lừa gạt lấy hết bảo bối trong tay bọn họ. Bảo bối, có phải ngươi sắp phải quay về rồi không? Lý Y Nặc nhỏ giọng hỏi Nam Canh Thần. Nam Canh Thần thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm nhìn thoáng qua thời gian trên cánh tay, còn nửa giờ nữa, ừ, sắp phải về rồi, trở về nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Mấy ngày nay ngươi cũng ngủ không ngon, về thế giới ngoài nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Lý Y Nặc tỉ mỉ dặn dò, không biết chúng ta sẽ bị vây ở đây bao lâu, trước khi quay về đây, nhớ đi tiểu, chúng ta không còn túi bịt kín để dùng. Nam Canh Thần không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ lời dặn dò này cũng nhỏ nhặt quá đi, cũng may không ai nghe thấy. Từ lúc Khánh Hoài phạm phải quy tắc rồi chạy đi, đội ngũ thu săn, hai người của gia tộc Diêm Đai, bảy binh sĩ của đội giả chiến, tất cả đều ở yên tại chỗ. Không dám nhúc nhích, họ đốt một đống lửa rất lớn, tất cả mọi người cùng ngồi vây quanh đống lửa, ai cũng không dám một mình đi đường ban đêm, sợ mình sẽ biến mất bóng tối trong cấm địa. Tất cả mọi người bị chuyện lúc trước dọa cho tâm thần không yên, trầm mặc ít nói, nhưng vào lúc này, phía bắc lại truyền đến tiếng bước chân dày đặc, hỗn loạn lại mạnh mẽ. Đám người cùng nhau nhìn sang lại phát hiện ánh đèn pin chiếu đến, độ sáng của ánh đèn kia quá cao, đến mức tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đưa tay chắn bớt ánh sáng. Ở cái cấm địa nguy hiểm này,
thần kinh các thành viên đội ngũ săn thú luôn căng như dây đàn, khi họ trông thấy có gì bất thường, có mấy người theo bản năng muốn chạy về phía sau, nhưng khi xoay mặt, họ lại phát hiện đã có binh sĩ lặng lẽ đi đến phía sau bọn họ, mặt không thay đổi mà vây quanh bọn họ, mấy chục con chó robot, đám người nhao nhao đứng lên bên cạnh đống lửa, tất cả bọn họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra, những người đó là mấy trăm tên binh lính liên bang, bọn họ bao vây lấy đoàn người, một người trung niên chậm rãi đi ra từ trong đám binh lính. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Y Nặc hay Jindai Seisho mà quay sang hỏi những binh sĩ đang đứng cạnh họ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này, Khánh Hoài đâu? Đội quân này vốn nhận nhiệm vụ tuần tra xung quanh cấm địa, tiến hành huấn luyện ngoài trời, sẵn sàng tiếp ứng cho Khánh Hoài bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được lời cầu cứu của Lý Y Nặc, bọn họ là những người chạy đến đầu tiên. Dù sao tất cả những người tham gia đội ngũ thu săn đều là con em tập đoàn, nếu những người này bị người hoang dã giết hết, không biết những phóng viên của truyền thông và nhật báo liên bang sẽ viết ra cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, đội dã chiến phải vài ngày sau mới có thể rời khỏi vùng trung tâm, bây giờ lại có thể xuất hiện ở vùng biên giới cấm địa. Điều này có nghĩa là Khánh Hoài đã xảy ra chuyện. Vương Bính Tuất tiến lên phía trước một bước, muốn nhờ những người này hộ tống Lý Y Nặc ra ngoài trước, không cần quan tâm đến những người khác. Kết quả là Lý Y Nặc lại ngăn cản hắn, vì nàng cũng muốn biết rõ bọn Khánh Hoài đã trải qua chuyện gì, hoặc nói đúng hơn là Khánh Trần làm thế nào để lấy sức một mình cũng có thể tiêu diệt hết đội quân của Khánh Hoài. Khánh Hoài đang ở đâu? Người đàn ông trung niên thấy đám binh sĩ kia không nói chuyện thì hỏi lại lần nữa. Mấy giờ trước, Khánh Hoài trưởng quan phạm phải quy tắc của cấm địa, không nói gì mà chạy thẳng về phía Bắc, hẳn là muốn trước khi quy tắc kịp giết chết hắn, có thể chạy khỏi nơi này. Trung đội trưởng Ninh Thuận trả lời. Người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa, quay đầu nói với đội phó, cho người tìm kiếm về phía Bắc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc này, người trung niên đang cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn không biết khi quay về liên bang, mình sẽ phải giải thích như thế nào với mẹ của Khánh Hoài. Đây chính là tinh anh của nhánh thứ tư Khánh Thị, hắn nhìn về phía trung đội trưởng, chuyện này nhất định phải có đáp án. Ngươi vừa nói Khánh Hoài phạm vào quy tắc, người đàn ông trung niên cảm thấy có gì đó không thích hợp, rõ ràng Khánh Hoài biết nhiều quy tắc hơn so với các binh sĩ, tại sao binh sĩ không bị làm sao, chỉ có Khánh Hoài xảy ra chuyện. Ninh Thuận giải thích, có một binh sĩ giống như là bị ma nhập vậy, đột nhiên muốn giết Khánh Hoài trưởng quan. Khánh Hoài trưởng quan vốn định dùng dao găm ngăn hắn lại, nhưng hắn lại cố tình lao về phía dao găm, dẫn đến trưởng quan phạm phải quy tắc. Khi nói đến đây, ở đây tất cả mọi người đều nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bọn họ không biết tác dụng của con rối nên khi nhớ đến hành động kỳ lạ của Vương Cường cùng nụ cười quỷ dị của đối phương trước khi chết, cả đám đều cảm thấy tên này chắc đã bị ma nhập. Người trung niên nhìn phản ứng của tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Làm gì có chuyện ma nhập, rõ ràng là có người biết quy tắc, khống chế hoặc mua chuộc tên lính này. Tại sao các ngươi lại trở về sớm hơn dự định, vì sao lại xuất hiện ở đây, nói tất cả những gì ngươi biết cho ta. Người đàn ông trung niên nói, Ninh Thuận do dự một lúc rồi nói, trưởng quan, nói ở chỗ này, có thể sẽ phạm phải quy tắc gì đó. Người trung niên cười lạnh, nếu không nói thì ngươi phải chết ngay bây giờ. Ninh Thuận hung hăng trả lời, bởi vì không tìm thấy người hoang dã. Khánh Hoài trưởng quan sai bọn ta bắt một nhà nông dân bên trong nơi sản xuất 981, đưa bọn họ tới nơi này để thử nghiệm quy tắc của cấm địa. Ngay sau đó một thiếu niên xuất hiện, hắn lợi dụng quy tắc nào đó đã giết hai binh sĩ một lúc, thế là Khánh Hoài trưởng quan quyết định dẫn chúng ta đi đuổi giết hắn. Nhưng sau đó toàn quân gần như chết hết, chỉ có thể lập tức rút lui, từ bỏ nhiệm vụ. Ninh Thuận sợ phạm phải quy tắc, không nói tỉ mỉ quá trình. Lúc này, bên cạnh người trung niên, một sĩ quan đại đội nghe xong thì nhíu mày mắng, con mẹ nó ngươi nói gì đó, một người có thể giết chết hơn 100 người các ngươi, quy tắc, không được phép nói lời thô tục. Khuôn mặt sĩ quan kia dần dần biến thành màu xanh đen, hiển nhiên là bị côn trùng không biết tên nào đó giết chết. Người đàn ông trung niên nhìn thi thể sĩ quan, đã thông báo từ sớm. Đem thi thể tên ngu dốt này kéo đi cho ta, trung đội trưởng Ninh Thuận cầu xin, trưởng quan, chiến hữu của chúng ta cũng là bị quy tắc này giết chết đó. Thiếu niên kia có thể dễ dàng làm chúng ta trúng chiêu. A, à, Tào Nguy đâu? Người đàn ông trung niên giống như chợt nhớ đến cái gì, lạnh lùng hỏi, vì sao không thấy Tào Nguy? Ninh Thuận nói, sau đó Tào Nguy trưởng quan một mình đuổi giết thiếu niên kia, nhưng cũng không quay trở lại. Khánh Hoài trưởng quan nói, chắc chắn hắn chết rồi. Người đàn ông trung niên nói, ngươi đang nói cái gì? Tào Nguy là cao thủ cấp C, với lại hắn đã dùng thuốc biến đổi gen cải tạo giác quan. Ngươi nói hắn đuổi giết một người bình thường, sao có thể bị giết? Người trung niên biết rất rõ Tào Nguy là ai, vì vị trí chỉ huy đội dã chiến này vốn thuộc về Tào Nguy, hắn còn là nhân vật nổi danh trong quân, hắn chỉ muốn hỏi tình huống Tào Nguy như nào, không ngờ đối phương lại chết rồi. Ninh Thuận nói, trưởng quan, ngài có thể cách ly thẩm vấn từng người,
nếu lời ta nói có câu nào không đúng sự thật, ngài có thể đưa chúng ta lên tòa án quân sự. Thật ra khi nghe được những lời này, Lý Y Nặc có thể chắc chắn thiếu niên này đó chính là Khánh Trần. Nam Canh thần mặt không biểu tình đứng bên người nàng, thoạt nhìn như đang ngẩn người, nhưng trong nội tâm lại đang đậu xanh rau má. Với trí thông minh Trần ca, các ngươi chết cũng không cần cảm thấy oan uổng. Mà những thành viên không biết chuyện gì của đội ngũ thu săn, gia tộc Diên Đai, đây là lần đầu tiên nghe được sự thật. Trước đó, Khánh Hoài đã nói, họ hoàn thành nhiệm vụ nên trở về sớm. Dù mọi người có nghi ngờ nhưng không ai nghĩ lý do thật sự là vì họ bị một thiếu niên đuổi giết. Với lại, nếu so sánh về số lượng thì quá kinh khủng, một bên là đội giả chiến, một bên khác chỉ có một thiếu niên. Sự thật này thật kinh khủng, đám người chỉ biết nhìn nhau, chưa ai từng nghe nói đến có nhân vật như vậy. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, nói quá trình cụ thể, hắn dụ bọn ta đi qua một lùm cây quỷ dị, hắn có thể dễ dàng đi qua, nhưng khi chúng ta đi thì thịt nát xương tan. Chúng ta dụ hắn vào bãi mìn, nhưng hắn lại giống như được trang bị máy rà quét kim loại, có thể dễ dàng tránh được tất cả những vị trí chôn mình. Thiếu niên kia hát một bài là có thể giết gần hết thành viên của chúng ta. Ninh Thuận nói, hát một bài là giết được mấy chục người các ngươi. Người đàn ông trung niên sửng sốt, đúng. Ninh Thuận gật đầu, mỗi khi hắn nói đến quy tắc đều vô cùng cẩn thận, sợ nói ra gì đó phạm vào. Người trung niên nhíu mày, hắn chưa từng nghe có quy tắc hát một bài là có thể giết người, hắn hát cái gì? Có thể nói được không? Ninh Thuận vội vàng nói, báo cáo trưởng quan, chuyện này có thể nói, không phải bài hát có thể giết người, mà là, vậy ngươi hát cho ta nghe một lần, người đàn ông trung niên nói. Ninh Thuận hát, dưới cây cầu lớn, một đám vịt bơi qua, có vài tên con cháu tập đoàn cười khúc khích, ta cũng đã biết bài hát này, nhanh đến đếm số, 24678, tất cả mọi người trợn mắt nhìn, gần như tất cả đều đoán được quy tắc là gì, bọn họ muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói. Lý Y Nặc lập tức cảm thấy đau đầu, loại thẩm vấn này thật quá não tàn. Nàng nói với người đàn ông trung niên kia, kêu những người khác đi ra xa, để mấy người chúng ta tìm hiểu tình huống là được. Người trung niên gật gật đầu, Y Nặc tiểu thư, Dinh Đai Xê Sô tiên sinh ở lại, những người khác đi ra xa. Vương phó quan, ngươi cũng ở lại. Ninh Thuận, ngươi nói tiếp đi. Nam Canh thần chuẩn bị rời đi lại bị Lý Y Nặc kéo lại, nàng nói với người đàn ông trung niên, đây là người của ta, không cần rời đi. Người đàn ông trung niên chần chờ một lúc, được thôi, Ninh Thuận nói, trưởng quan, thiếu niên kia rất quỷ dị, vô cùng quen thuộc với quy tắc ở cấm địa số 002, hắn rất quen thuộc với địa hình ở đây, giống như đây là nhà hắn vậy, chúng ta thử bắt hắn nhưng hắn luôn có thể lợi dụng địa hình để thoát khỏi. Đối phương chạy trên núi mà như đi trên đất bằng, người hoang dã, người đàn ông trung niên hỏi, chỉ có người hoang dã mới có thể chạy trên núi như đi trên đất bằng, vì từ nhỏ bọn họ đã sinh sống trong hoàn cảnh như vậy. Ninh Thuận nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời, trưởng quan, chúng ta không thể nào xác định được hắn có phải người hoang dã hay không, nhưng quần áo không giống như người liên bang. Lúc đó, Khánh Trần đã đổi sang quần áo mà Tần Đồng hay mặc lúc đi săn, thật sự không giống như người liên bang. Chờ chút, trên người hắn có bộ phận nào là máy móc không? Người trung niên hỏi, không có. Ninh Thuận trả lời, đội chúng ta chưa đánh chính diện với hắn bao giờ, nhưng nếu hắn có cơ thể máy móc, những binh sĩ nhìn thấy sẽ báo lại ngay. Vì việc này là đặc điểm vô cùng quan trọng, lần này, người đàn ông trung niên cảm thấy đối phương rất phù hợp với đặc điểm của người hoang dã. Nhưng vào lúc này, Lý Y Nặc bỗng nhiên hững hờ nói, nghe vậy, ta đột nhiên nhớ đến một việc. Trước khi tiến vào cấm địa, chúng ta có bị người hoang dã đuổi giết, nhưng bọn họ cũng không đơn giản, vì có người của hỏa đường xen lẫn trong đó. Hỏa đường, người đàn ông trung niên sững lại, tập đoàn quân của liên bang không e ngại hỏa đường, đối phương luôn trốn chạy khắp nói khi đối mặt với quân chính quy. Vấn đề mấu chốt là, đối phương không thể xuất hiện ở đây. Hắn nhìn về phía Dinh Đai Ori và Dinh Đai Seisho, bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Lý Y Nặc nói tiếp, hỏa đường tiêu diệt gia tộc Dinh Đai trên vùng hoang dã, dùng chúng ta vào cấm địa. Lúc trước ta đã hoài nghi, họ có trưởng lão dẫn đội, nếu không phải vậy thì khó mà tiêu diệt được hết gia tộc Dinh Đai. Sắc mặt Dinh Đai Seisho đen lại, Lý Y Nặc không quan tâm đến hắn. Các ngươi nhận được tín hiệu cầu cứu mới đến nơi này, lúc ấy ta đã nói chuyện bị người hoang dã đuổi giết. Nhưng kỳ lạ là, sau khi đám người của hỏa đường đuổi theo chúng ta đến đây thì đột nhiên không đuổi theo nữa, sau đó bọn họ đã biến mất. Ta nghi ngờ, họ đã tiến vào trung tâm cấm địa. Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, hắn biết nhánh thứ nhất của Khánh Thị có bí mật liên hệ với hỏa đường. Có một số chuyện nếu liên quan thì có thể giải thích rất nhiều việc. Cuộc chiến giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, nhánh thứ nhất, hỏa đường, thiếu niên như người hoang dã. Người đàn ông trung niên cảm thấy mình đã hiểu được mọi chuyện. Giờ phút này, Lý Y Nặc không nói gì nữa,
dù sao làm nội ứng cũng phải biết nên dừng ở đâu, nói quá chi tiết dễ làm người khác nhận ra, với lại, làm nội ứng đến bây giờ cũng được rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên nghi ngờ, người của hỏa đường đến nhiều như vậy nhưng sao chỉ có một thiếu niên ra tay. Lúc này, Jindai Seisho đột nhiên nói, ngươi biết hỏa đường có lễ trưởng thành không? Nội tâm Lý Y Nặc đang thầm cảm thấy giật mình, lúc này, nàng thậm chí còn cảm thấy Jindai Seisho cũng là nội ứng như nàng, nhát dao này đâm rất kịp thời. Cái gọi là lễ trưởng thành của hỏa đường là khi người trẻ tuổi ưu tú nhất trong núi tuyết muốn trưởng thành, nhất định phải một mình giết chết một con ly ngưu hung mãnh. Sau khi giết chết ly ngưu, phải cắt đi đầu nó đem về hỏa đường, treo sừng trâu trong nhà xem như biểu tượng cho dũng khí. Nhưng đó là quy củ từ mấy trăm năm trước, sau khi cấm địa xuất hiện, hoang dã đối đầu với liên bang, lễ trưởng thành cũng đã thay đổi từ săn giết giả thù sang săn giết cao thủ liên bang để hoàn thành. Chỉ có người hoàn thành lễ trưởng thành mới có tư cách trở thành dũng sĩ chân chính trong hỏa đường, một mình dẫn đầu một đội đi săn. Những người không hoàn thành lễ trưởng thành chỉ có thể trở thành tùy tùng đi theo thủ lĩnh. Cho nên bây giờ Khánh Hoài bị giết, có phải do đứa con trai của trưởng lão nào đó đang làm lễ trưởng thành không? Tự nhiên, còn một lý do hướng về hỏa đường nữa, đó là cuộc ảnh tử, cụ thể là giữa chi thứ nhất và chi thứ tư. Người đàn ông trung niên trầm tư rất lâu, hắn dùng nghi ngờ nhìn về phía Lý Y Nặc và Jindai Seisho. Mọi người trong nội bộ tập đoàn đều biết Lý Y Nặc là người tiên phong trong phái chủ chiến, căn bản không có khả năng có quan hệ thân thiết với gia tộc Jindai. Cho nên, suy đoán này hẳn là sự thật đi. Lúc này, bộ đàm truyền đến âm thanh, trưởng quan, đã tìm thấy thi thể của Khánh Hoài. Sắc mặt người trung niên trở nên ngưng trọng, tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn nói với binh sĩ đang nắm mấy con chó săn robot ở đằng xa, thả tất cả chó săn ra, lần theo mùi, nhất định phải tìm được hung thủ. Giờ phút này, người cảm khái nhất chính là Lý Y Nặc. Trong tất cả mọi người ở đây, nàng là người biết rõ thực lực của Khánh Trần nhất, vì từ nhỏ nàng đã luôn vây quanh thất thúc, lập chí phải trở thành một kỵ sĩ, cho nên nàng cũng hiểu rõ nhất quy tắc cơ bản của một kỵ sĩ. Trước khi trở thành kỵ sĩ, đầu tiên, Khánh Trần nhất định phải là người bình thường, mà sau khi hoàn thành hạng thứ nhất sinh tử quan, hắn sẽ đạt tiêu chuẩn cao thủ trong cấp F. Con đường thăng cấp của kỵ sĩ vô cùng khác biệt với những con đường truyền thừa khác. Cách thăng cấp của các truyền thừa khác đều rất ổn định, nhưng sau khi kỵ sĩ hoàn thành sinh tử quan, thực lực tăng lên sẽ khác nhau. Nghe nói trong những năm nhân loại chưa phát minh ra thuật hô hấp, kỵ sĩ chỉ cần hoàn thành 8 hạng mục của sinh tử quan là sẽ đạt tới tiêu chuẩn cao thủ cấp A. Khi đó kỵ sĩ có rất nhiều người, truyền thừa khá ổn định, chỉ cần hoàn thành 8 hạng mục của sinh tử quan sẽ nhất định là cấp A, cho nên thường có cảnh mười mấy tên cấp A đánh một người. Chỉ cần có người hô một câu là cả đám sẽ cùng nhau đi đánh. Sau đó biển trở nên quá nguy hiểm, Tần Sinh sáng tạo ra thuật hô hấp, quả thực là không nghĩ đến thực lực mỗi cá nhân kỵ sĩ sẽ tăng mạnh như vậy. Bây giờ Lý Thúc Đồng còn chưa vượt qua hạng thứ 8 của sinh tử quan đã đạt cấp bán thần, không biết sau khi hoàn thành sẽ là cảnh giới gì. Đáng tiếc, cấm đoạn chi hải vẫn là cấm địa của con người, có khả năng cả đời này Lý Thúc Đồng cũng không thể chạm đến bậc cửa cao nhất kia. Hiện tại, mỗi kỵ sĩ vừa mới thăng lên cấp F đã có thể giết gần hết một đoàn người trong cấm địa, cuối cùng còn có thể dụ Khánh Hoài phạm vào quy tắc, không thể không trốn. Muốn làm chuyện này không phải chỉ cần dựa vào võ lực, mà là trí tuệ. Giờ phút này, Khánh Hoài chắc chắn đã chết. Nói thật, Lý Y Nặc cũng rất bội phục Khánh Trần, những chuyện đối phương làm nàng chắc chắn sẽ không làm được. Nàng đang nghĩ, nếu thất thúc ám chỉ họ có thể tin tưởng lẫn nhau, không phải tương lai nàng có thể hợp tác một chút, thử liên thủ vị kỵ sĩ mới này. Nếu được thì nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Giờ phút này, Lý Y Nặc bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng nàng nhất định phải giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cho nên, biểu cảm có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng mà Lý Y Nặc cũng không phát hiện, bảo bối đang ngồi bên người nàng biểu cảm còn kỳ quái hơn so với nàng. Giờ phút này, trong vùng trung tâm cấm địa số 002, mười mấy người hoang dã đang ngồi vây quanh một đống lửa, một người đàn ông trung niên tết tóc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên bím tóc của hắn cài đầy mã não và ngọc lam. Trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền sâu một chuỗi xương ngón tay, những khúc xương trên sợi dây chuyền đó đều là đốt cuối cùng của ngón út, số xương đại biểu cho số người liên bang hắn từng giết. Sắc mặt những người hoang dã này trắng bệch, thân thể cũng trắng bệch, không phải do họ bị bệnh, mà vì họ bôi một loại phấn kỳ lạ lên người. Sau một lúc, có người móc một túi da dê ra, đưa cho người đàn ông trung niên này, trưởng lão, đến lúc bôi thêm phấn rồi. Từ, trưởng lão đứng dậy, dây xương trên cổ của hắn đung đưa qua lại phát ra tiếng vang rầm rầm. Hắn lấy ra một chút bột phấn từ trong túi da dê bôi lên trên mặt và trên thân, tùy tùng ngồi một bên nói, trưởng lão, phấn hoa phong tuyển hoa mà đại trưởng lão đưa còn rất ít, chúng ta cũng càng ngày càng gặp nhiều nguy hiểm trong cấm địa, nhưng con mồi từ đầu đến cuối chưa xuất hiện, nếu đợi thêm một ngày nữa mà không thấy thì chúng ta nên trở về núi tuyết thôi.
Không có phấn hoa phong tuyển hoa, sợ là giả thú và thực vật của vùng trung tâm sẽ không để yên cho chúng ta. Sau khi bôi phấn xong, vị trưởng lão này liền trầm tư, rất khó thu thập phấn của phong tuyển hoa, nếu chúng ta đi chuyến này không thu được gì, phải giải thích thế nào với tổ tiên đây? Nhưng chúng ta cũng không thể chết ở nơi này được. Kẻ bên cạnh nhỏ giọng nói, ta nghe đại trưởng lão nói, cấm địa số 002 vô cùng quỷ dị. Trưởng lão thở dài một tiếng rồi lại ngồi xuống, hắn đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, ngày và nhiệt độ trên đồng hồ điện tử đeo trên tay, sắc mặt không được tốt lắm. Nếu Khánh Trần nhìn thấy vị sợi dây chuyền tràn đầy hơi thở hoang dã, sau đó nhìn đồng hồ điện tử trên tay đối phương, sợ rằng sẽ cảm thấy rất không hài hòa. Nhưng những điều này lại vô cùng bình thường đối với những người hỏa đường này. Thu thập đốt xương vì sùng kính đối với sức mạnh của tiên tổ, cũng là biểu tượng của địa vị trong tộc. Dùng đồng hồ điện tử là bởi vì đồng hồ điện tử vô cùng dễ dùng, ít nhất thì nó cũng dễ hơn nhiều so với nhìn hướng mặt trời. Người hỏa đường từng gặp một vài chuyện, nên có được sức mạnh đến từ tiên tổ, khiến họ rất tôn thờ đồ đằng và thần minh. Nhưng việc này không có nghĩa mọi người sẽ ghét bỏ khoa học kỹ thuật, dù sao thì tiên tổ cũng không bài xích khoa học kỹ thuật, lái xe đi săn hiệu quả hơn đi bộ săn nhiều. Tất cả những người trên thế giới này, cuối cùng đều sẽ theo chủ nghĩa thực dụng. Đây thời đại mà mọi người có cả khoa học lẫn truyền thống, tuy nói khác nhưng lại kết hợp chặt chẽ với nhau. Lúc này, trưởng lão nhìn sang một hướng khác mà cảm thán, đợi thêm 2 ngày nữa, nếu không thấy người, chúng ta sẽ rời đi trước khi dùng hết phấn hoa phong tuyển hoa. Ở phương xa, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đã thuận lợi rời khỏi cấm địa. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn rừng cây u ám phía sau, cảm thấy vô cùng thân thiết. Thiếu niên nhẹ nhàng nói, ta sẽ còn trở lại. Chuyến đi đến hoang dã lần này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều kỳ quan, trải qua rất nhiều chuyện. Giống như một bài hát có ca từ rất đẹp, nó đang không ngừng vang lên trong tâm trí của hắn, cũng thay đổi vận mệnh của hắn. Khánh Trần cảm thấy, tính từ lúc hắn xuyên qua đến giờ, cuộc đời thuộc về chính hắn, mới chính thức bắt đầu. Không giờ, thời gian đếm ngược quay về không, trở về. Đếm ngược đến lúc bóng tối kết thúc, Khánh Trần lặng lặng đứng trong dải cây xanh. 7 ngày trước, hắn đứng ở chỗ này tố cáo Khánh Quốc Trung, sau đó tận mắt nhìn thấy đối phương bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Cơ chế xuyên qua này thật kỳ diệu. Lúc này, xe cảnh sát vẫn chưa lái đi. Khánh Trần yên lặng nhìn chằm chằm vào xe cảnh sát khởi động trong đêm, dần đi xa, thậm chí hắn còn có thể thấy Khánh Quốc Trung đang cúi đầu thấp trong xe, cực kỳ uể oải, quá kỳ diệu, cùng một sự kiện mà có thể sảng khoái tận 2 lần. Nhưng sau lần tố cáo này, Khánh Trần có muốn tố cáo nữa sẽ hơi khó, vì khi đó Khánh Quốc Trung không còn bị tạm giam nữa mà sẽ bị tố tụng hình sự. Thật ra có một chuyện cực kỳ quan trọng trong lần tố cáo này. Khánh Trần không chút do dự đồng ý để đối phương chuyển nhượng nhà cửa nên Khánh Quốc Trung đã sang tên xong trong cùng ngày, cũng lấy được mấy trăm nghìn tiền bán nhà. Điều này có nghĩa, Khánh Quốc Trung có đủ tiền để đánh bạc, đã cấu thành hình phạt theo điều 303 về tội tụ tập đánh bạc, tổ chức 3 người trở lên đánh bạc, tổng số tiền đánh bạc gộp lại đạt tới trên 50.000, sẽ bị phạt tù có thời hạn 3 năm trở xuống, quản chế, tạm giam ngắn hạn. Cho nên ban đầu, khi hắn nghĩ báo cảnh sát đã đặc biệt nhắc với chị gái tổng đài. Bây giờ Khánh Trần đã trở thành người du hành thời gian, lại là người thừa kế đời sau của tổ chức kỵ sĩ, sớm không để 50.000 ở trong mắt, hiển nhiên mấy chục nghìn này để trên người Khánh Quốc Trung sẽ có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Chỉ là, khi hắn đưa mắt nhìn xe cảnh sát đi xa, Khánh Trần bỗng cảm giác hình như mình cũng không thoải mái lắm, không phải hối hận vì đã đưa Khánh Quốc Trung vào tù, mà hắn đột nhiên cảm giác được, dường như cuộc đời của mình đã không cần suy nghĩ về loại chuyện này nữa. Khánh Trần đã có cuộc đời mới, lúc này, máy truyền tin trong túi hắn không ngừng chấn động, Lưu Đức Trụ đang điên cuồng nhắn tin đến, ông chủ, bao giờ ngài về thế, ông chủ, ngài nhanh chóng trở về quản lý Lâm Tiểu Tiếu đi, nếu không quản lý hắn, có lẽ ta sẽ chết mất. Khánh Trần thấy hơi khó hiểu, Lâm Tiểu Tiếu muốn giết ngươi. Tại sao hắn muốn giết ngươi, Lưu Đức Trụ lo lắng nói, mọi người đã nói 3 ngày phối hợp diễn kịch là xong, kết quả đến đêm hắn liền báo thù riêng, mỗi ngày đều khiến ta gặp ác mộng. Khánh Trần từng được trải nghiệm ác mộng rồi. Hắn biết rõ Lưu Đức Trụ đang phải trải qua cái gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ hỏi chuyện khác, mấy ngày nay trong ngục giam có chuyện gì đặc biệt không? Có người du hành thời gian mới không? Lưu Đức Trụ thành thật trả lời, có. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Sau khi ngài rời đi, trong vòng 7 ngày liên tục có hơn 300 người chuyển từ ngục giam khác đến ngục giam số 18, ai nấy đều cực kỳ ác độc. Khánh Trần nhíu mày, Lâm Tiểu Tiếu có nói họ tới làm gì không? Lưu Đức Trụ nói ra, có. Lâm Tiểu Tiếu nói bọn họ đến tìm chết, Khánh Trần, .. Nhưng nếu Lâm Tiểu Tiếu đã nói vậy, Khánh Trần cũng hiểu được đại khái, nhất định có thế lực lớn phát hiện ra Lý Thúc Đồng đã rời đi, sau đó chuyển mấy trăm người từ ngục giam khác đến để gây sự, hơn nữa chắc hẳn là đến vì vật cấm kỵ Acer 005 kia.
Ta biết rồi, Khánh Trần nói xong liền nhét máy truyền tin vào trong túi. Bây giờ hắn đã tăng cấp thành kỵ sĩ, tiếp theo chính là đi theo Lý Thúc Đồng trở lại ngục giam số 18. Xem ra, lần xuyên qua tiếp theo sẽ có chuyện lớn. Khánh Trần nghĩ mình còn một giao hẹn, hắn liền kéo mũ trùm quay người rời đi. Trường ngoại ngữ Lạc Thành, sân trường nửa đêm cực kỳ yên tĩnh, không có xe hàng, không có học sinh rộn ràng. Ông Tần bảo vệ cổng cũng đang ngồi ngủ gật trong phòng bảo vệ. Một cái bóng đen lặng lẽ phóng qua bờ tường, động tác nhẹ nhàng giống như một con mèo li hua. Khánh Trần đi qua con đường nhỏ quen thuộc, đến trước tòa nhà dạy học cấp 3 thì dùng cả tay lẫn chân trèo tường lên tầng cao nhất. Tường của tòa nhà dạy học dễ bò hơn vách đá treo leo ở Thanh Sơn nhiều. Ngồi ở mép sân thượng mái nhà, không lâu sau cánh cửa nhỏ ở sau lưng bị đẩy ra, kêu lên tiếng kẽo kẹt, là nam canh thần gầy gò nho nhỏ. Cánh cửa vốn bị khóa, về sau do đám tình nhân không có nơi riêng tư để gặp nhau trong trường nên có người vụng trộm cậy khóa ra, bên ngoài nhìn thì không sao nhưng khóa đã hỏng. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên có hai thiếu niên độc thân lên sân thượng này. Lúc nam canh thần đẩy cửa ra còn có vẻ hơi nhăn nhó. Khánh Trần nói, đưa sim điện thoại đây. Nam canh thần làm theo. Khánh Trần nói, nếu sau này nói về chuyện của thế giới bên trong, hai chúng ta phải tìm chỗ không người như thế này. Nam canh thần nhìn thoáng qua Khánh Trần ngồi ở mép sân thượng, vốn hắn cũng muốn ngồi lên nhưng khi hắn nhìn xuống dưới tầng thì lập tức rùng mình một cái. Khụ khụ, Trần ca, nam canh thần do dự nửa ngày mới nói, ta nói về chuyện chỗ ta trước đi, đầu tiên Lý Y Nặc đã biết ta là người du hành thời gian rồi. Khánh Trần bình thản hỏi, không phải lúc trước ngươi nói nàng không biết sao? Nam canh thần nhớ lại, Lý Y Nặc đã nhiều lần hỏi hắn có phải là người du hành thời gian không, hắn đã nói không phải, sau đó đối phương sẽ cưng chiều nhìn hắn như tên ngốc. Ừ, được, ngươi không phải. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại lại thấy rất xấu hổ. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi hỏi, nàng có bảo ngươi nói gì với ta, hoặc nhắc về ta với ngươi không? Không có. Nam canh thần sửng sốt, vậy xem ra nàng vẫn chưa biết gì về quan hệ của hai ta, không biết ta là người du hành thời gian. Khánh Trần đoán, vừa rồi hắn hỏi vậy là lo lắng nam canh thần không biết giữ mồm giữ miệng, để lộ ra tin tức này. Nếu như Lý Y Nặc đoán được quan hệ của hắn và nam canh thần, hắn lại là đồ đệ của Lý Thúc Đồng, người thừa kế kỵ sĩ đời sau, chắc chắn đối phương sẽ muốn thông qua nam canh thần nói gì đó, làm gì đó, ít nhất là thăm dò nam canh thần. Bây giờ, lúc nói chuyện với nam canh thần tuyệt đối không thể nói trực tiếp như trước nữa, cho nên Khánh Trần hỏi vòng vo rồi, sau đó tự mình phán đoán. Khánh Trần hỏi, sau khi nàng biết ngươi là người du hành thời gian thì không có phản ứng gì sao? Nam canh thần nói, nàng bảo ta phải giấu giếm không được để lộ ra, vì bây giờ nội bộ tập đoàn đang lập ra kế hoạch thanh trừ. Kế hoạch thanh trừ? Khánh Trần ngơ ngác, đó là gì vậy? Kế hoạch đảo ngược ảnh hưởng đến thế giới bên trong. Nam canh thần giải thích, thật ra người của thế giới bên trong vẫn rất phản cảm với người du hành thời gian, nhất là những nhân vật lớn. Bây giờ bọn họ đã xác định được một điều, người ở thế giới bên trong bị thay thế gần như không khác gì tử vong, toàn bộ ý thức đều tiêu tán không biết đi nơi nào, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Trần ca, ta có thể hiểu, nếu thế giới của chúng ta cũng bị như vậy, đột nhiên có một ngày cha ta bị người khác thay thế, nghĩ vậy thôi đã cảm thấy, hình như cũng rất cốt nha. Khánh Trần, chấm chấm chấm, ví dụ này không đúng. Nam canh thần trầm tư một lát mới nói, ta cũng chỉ có mỗi người bạn là ngươi, nếu có ngày ngươi đột nhiên bị thay thế, ngươi không biết ta, không coi ta là bạn, ta sẽ sợ hãi biết bao. Ở thế giới trong, rất nhiều người đều đang đứng trước tình huống thế này, bạn bè biến thành xa lạ, con trai biến mất không thấy gì nữa, cha biến thành người khác. Chuyện này chẳng khác gì người ngoài hành tinh khống chế người trái đất trong phim khoa học viễn tưởng chúng ta xem trước đây cả. Cho nên, thật ra người du hành thời gian và người của thế giới trong là một loại trạng thái đối địch tự nhiên, không ai muốn bị giống loài ngoại lai khống chế cả. Sau đó liền có kế hoạch thanh trừ. Ta nghe Lý Y Nặc nói, bây giờ thế lực ở thế giới bên trong đã khống chế không ít người du hành thời gian. Nam canh thần tiếp tục nói, dựa theo tính toán của nàng, chỉ riêng Lý Thị đã khống chế hơn 300 người du hành thời gian. Những người này là nhân tố quyết định của kế hoạch thanh trừ, họ khống chế người du hành thời gian để làm gì? Khánh Trần nhíu mày, họ muốn khống chế những người du hành thời gian này để sau khi trở lại thế giới ngoài sẽ giúp bọn họ săn giết tất cả những người trùng tên trùng họ với họ. Nam canh thần nói, đây chính là kế hoạch thanh trừ. Một trận gió rét thổi tới, Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác đêm cuối thu có chút lạnh. Cơ chế người du hành thời gian xuyên qua, người trùng tên trùng họ, khuôn mặt giống nhau, xuất hiện ở vị trí đại khái đối ứng sẽ lấy được tư cách Open Beta. Thật ra quy tắc này không phức tạp, người thế giới trong cũng rất dễ dàng hẩm vấn ra. Những nhân vật lớn kia vất vả phấn đấu nửa đời, sao lại dễ dàng để cho người khác thay thế lúc mình đang hưởng thụ chứ? Thế là, họ thi nhau lập ra kế hoạch thanh trừ, quyết định loại bỏ khả năng mình bị thay thế từ nguồn gốc, giết chết người trùng tên trùng họ.
Đây là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất, chỉ cần thế giới bên không có người có thể thay thế họ, đương nhiên không cần phải lo gì hết, chỉ có một chiều xuyên qua, dù người thế giới trong ở trạng thái bị động chịu đòn, nhưng chuyện bọn họ muốn làm, chưa chắc không làm được. Sau khi những nhân vật lớn thông minh kia phát hiện ra người du hành thời gian thì không giết đối phương để báo thù cho người nhà, người thân, mà lựa chọn lợi dụng. Khánh Trần hỏi, bọn họ định lúc nào sẽ thực hiện kế hoạch thanh trừ, tạm thời thì chưa, Nam Canh Thần nói, Lý Y Nặc nói, Lý Thị Toan tính rất lớn. Thậm chí bọn họ còn sử dụng người du hành thời gian như công cụ á, không chỉ có kế hoạch thanh trừ, họ còn có kế hoạch xuyên qua nữa. Cái gì? Khánh Trần mờ mịt, bọn họ còn muốn chủ động xuyên qua. Ừm, Nam Canh Thần gật đầu, mới chỉ suy nghĩ tới thôi, ta nêu ví dụ cho rõ nhé, ví dụ như chủ nhà của gia tộc Kashima tên là Li Biung Chung, hắn thường xuyên ở gia tộc Kashima trong một thành phố nào đó, tương ứng với Seoul. Lúc này, thế giới ngoài có một người trùng tên trùng họ, khuôn mặt giống hắn nhưng hắn không ở Seoul, cho nên cơ chế hai tên Li Biung Chung xuyên qua không được khởi động. Nếu như Lý Thị có thể tìm ra Li Biung Chung ở nông thôn, sau đó đưa hắn đến nơi tương ứng với Seoul ở thế giới bên ngoài. Như vậy, có lẽ chủ nhà gia tộc Kashima sẽ đột nhiên biến thành một người du hành thời gian. Khánh Trần kinh ngạc, họ muốn làm gì? À, quan hệ của Lý Thị và gia tộc Kashima, Jin Dai không tốt lắm, chỉ muốn ám hại kẻ thù thôi. Ám sát Li Biung Chung ở thế giới trông rất khó, hơn nữa còn xuất hiện kết quả không lường trước. Nhưng nếu Li Biung Chung bị thay thế thì không còn cách nào, thiên tai nhân họa khó mà nói được nha. Lúc Lý Y Nặc nói đến chuyện này rất hưng phấn, Nam Canh Thần nói, nếu là kế hoạch thanh trừ trước đó, Khánh Trần còn có phỏng đoán, nhưng đúng là hắn chưa từng nghĩ đến kế hoạch chủ động xuyên qua này, đúng là độc ác, lấy cái giá thấp nhất để hại một người trâu bò nhất. Khánh Trần hơi xúc động, đừng thấy hắn thông minh cơ trí trong mấy lần chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn không bẩn bằng những người đã chơi trò quyền mưu cả đời kia. Hắn cảm thấy may mắn vì mình xuyên qua vào ngục giam, lại gặp được Lý Thúc Đồng. Nếu như hắn xuyên đến Khánh Thị, chỉ sợ bây giờ đã bị khống chế rồi. Nam Canh Thần bổ sung, ta cũng chỉ lấy ví dụ thôi, hình như Li Biung Chung đã hơn 100 tuổi rồi, không thể tìm được người thay thế ở thế giới bên ngoài, nhưng phương pháp này có thể dùng với người khác được. Khoan đã, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu cũng sẽ bị xuyên qua sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu thế giới ngoài cũng có một Lý Thúc Đồng, thế lực ở thế giới trong cũng cố ý tìm đối phương và đưa đến Lạc Thành. Vậy có phải Lý Thúc Đồng sẽ gặp nguy hiểm hay không? Trong phút chốc, ngay cả Khánh Trần cũng muốn thực hiện kế hoạch thanh trừ, vất vả lắm hắn mới gặp được một sư phụ tốt, kết quả đối phương lại bị người khác xuyên qua, hắn không chấp nhận nổi đâu. Quay lại vấn đề, nếu thật sự có một Lý Thúc Đồng ở thế giới ngoài, vậy đối phương có lỗi gì? Chỉ vì trùng tên trùng họ, giống nhau mà bị giết sao? Hắn đột nhiên hỏi Nam Canh Thần, những người du hành thời gian bị Lý Thị khống chế có phải siêu phàm giả không? Siêu phàm giả cũng sẽ bị thay thế sao? Đúng là có một siêu phàm giả, Nam Canh Thần nói, Lý Y Nặc từng phàn nàn là hình như năng lực của siêu phàm giả kia không đáng tin lắm. Khánh Trần nghe siêu phàm giả cũng có thể bị xuyên, lập tức nhíu mày lại, chẳng phải như thế có nghĩa là Lý Thúc Đồng sẽ bị thay thế thật sao? Hơn nữa sau này những người bạn của hắn ở thế giới trong cũng có thể sẽ bị thay thế. Hắn hỏi lại, vậy trong số những người này, có ai từng tiêm thuốc biến đổi gen không? Không có ai tiêm thuốc biến đổi gen, Nam Canh Thần nói. Lý Y Nặc còn phàn nàn trong những người du hành thời giờ này không có một ai tiêm thuốc biến đổi gen. Nàng nghi ngờ người tiêm thuốc biến đổi gen đã thay đổi gen nên không đủ điều kiện xuyên qua. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Khoan đã, không phải tất cả Lý Thị đều tiêm thuốc biến đổi gen là được rồi à, còn thực hiện kế hoạch thanh trừ làm gì? Nam Canh Thần nhìn về phía Khánh Trần. Trần ca, ngươi không biết sao, thuốc biến đổi gen có di chứng. Di chứng? Khánh Trần sửng sốt, có ý gì? Không giống với việc trở thành siêu phàm giả, người tiêm thuốc biến đổi gen rất khó có đời sau, Nam Canh Thần nói, trong quá trình sinh dục, phôi thai của đứa bé khó để thành hình, cho nên trong tập đoàn đều tìm kiếm đủ loại truyền thừa, nghĩ biện pháp để con cháu tập đoàn trở thành siêu phàm giả mà không phải trực tiếp tiêm thuốc biến đổi gen, ví dụ như Lý Y Nặc có một sư phụ chuyên môn dạy nàng tu hành vậy, Nam Canh Thần tiếp tục nói, Lý Y Nặc nói, trước mắt chỉ có một danh sách thuốc biến đổi gen nào đó của tòa án cấm kỵ sẽ không ảnh hưởng đến sinh dục. Nhưng hiệu quả tăng thực lực lại chẳng ra sao cả, hơn nữa cũng rất khó nhìn thấy trên thị trường. Ngoài ra tập đoàn lo nhỡ may có người thật sự tìm được người giống với mình, sau đó tiêm cho người thay thế ở thế giới bên ngoài thuốc biến đổi gen giống vậy thì có thể xuyên qua được không? Cho nên, kế hoạch thanh trừ vẫn đáng tin hơn một chút. Khánh Trần kinh ngạc, hắn thật sự không biết thuốc biến đổi gen còn có loại di chứng này, con mẹ nó hắn cũng đã thay đổi gen rồi, có phải cũng không thể có đời sau? Sao sư phụ không nhắc đến chuyện này?
Không đúng, nếu chuyện nghiêm trọng như vậy, nhất định sư phụ sẽ cho hắn biết, đối phương không nói nghĩa là không có di chứng lớn như vậy. Lần sau xuyên qua, nhất định hắn phải hỏi sư phụ một chút mới được, dù sao vẫn rất quan trọng. Đương nhiên còn một tin tức cốt hát, dựa theo logic trước mắt, chắc hẳn sư phụ sẽ không bị thay thế, vì vào lúc tăng cấp thành kỵ sĩ, gen đã được thay đổi rồi. Chỉ là siêu phàm giả như Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nam Canh Thần nói, Trần ca, ngươi có cách gì để ngăn cản việc xuyên qua không? Lý Y Nặc rất cốt với ta, nhỡ may nàng bị thay thế, chẳng phải xem như đã chết sao? Nói thật, không riêng gì người thế giới trong lo lắng mình bị thay thế, ngay cả người ở thế giới ngoài như Khánh Trần, Nam Canh Thần cũng sẽ lo lắng bạn bè mình ở thế giới trong sẽ bị thay thế. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ ta nghĩ ra một biện pháp, chờ ta xác nhận xong sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, gần như mỗi người ở tổ chức Côn Luân đều có tố chất thân thể vượt xa người thường, chắc chắn là có liên quan đến thuốc biến đổi gen, chẳng lẽ họ không lo di chứng sao, hoặc là bọn họ có biết về di chứng nhưng vẫn lựa chọn như vậy. Lý Thị định lúc nào thực hiện kế hoạch thanh trừ? Khánh Trần hỏi. Nam Canh Thần nói, ta chỉ biết là trước mắt Lý Thị vẫn chưa vội, họ muốn số người du hành thời gian kia mạnh hơn một chút, đến khi đủ để hành động rồi mới tính sau. Bây giờ kiếm người du hành thời gian ngày càng khó, nhiều người du hành thời gian đã học được cách ẩn nấp, cho nên sau khi Lý Thị có kế hoạch kinh khủng này, bọn họ đã coi người du hành thời gian như một loại tài nguyên quý giá. Người của tập đoàn hiểu về sự lợi hại của lợi ích, họ sẽ nghĩ hết mọi cách để biến nhân tố bất lợi thành có lợi. Nam Canh Thần nói, Trần ca, ta đã nói hết những gì mình biết cho ngươi rồi. Ta chỉ là bạn của Lý Y Nặc nên không cách nào biết được nhiều như vậy. Nếu muốn hiểu rõ hơn thì phải hỏi thành viên quan trọng của Lý Thị. Ta không quen loại người này ở thế giới ngoài. Nam Canh Thần không biết, nhưng Khánh Trần lại biết một thành viên quan trọng của Lý Thị, Lý Đồng Vân. Xem ra, có thể trở về tìm cô bé để hỏi về chuyện này, dù bây giờ đối phương không biết nhưng cũng có thể để ý vào lần xuyên qua tiếp theo. Đương nhiên, đầu tiên là không được để lộ thân phận người du hành thời gian của cô bé mới được. Khánh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV tạm thời nhìn xuống, hắn hỏi, ngươi ở khu vực cấm kỵ thế nào? Có an toàn không? Nam Canh Thần nhớ lại buổi thẩm vấn hơi ghê người kia, bây giờ chúng ta chỉ biết mấy quy tắc là không thể đi vệ sinh lung tung, không thể hát theo người khác, không thể giết người, không thể nói bậy. Trần ca, nhất định ngươi biết rất nhiều quy tắc, có thể nói với ta được không? Khánh Trần lắc đầu, không thể, nếu là khu vực cấm kỵ khác ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta đã thề với sư phụ là sẽ giữ bí mật về quy tắc ở khu vực cấm kỵ số 002, có điều sư phụ đã nói, ngươi chỉ cần theo sát Lý Y Nặc sẽ không có chuyện gì. Nam Canh Thần ngẫm nghĩ rồi nói, Trần ca, bên trong khu vực cấm kỵ xảy ra rất nhiều chuyện, họ nói có một thiếu niên chỉ bằng vào sức một mình đã giết cả một đội giả chiến, nhưng mà ta cảm thấy những người kia cũng không đáng đồng tình, dù sao họ dùng người sống để thử nghiệm quy tắc. Ừm, Khánh Trần bình tĩnh đáp lại, còn nữa, bọn họ nói có một cao thủ cấp C đuổi giết thiếu niên nhưng không trở về. Ừm, còn nữa, thiếu niên kia khiến Khánh Hoài chảy mất dép. Trước kia Lý Y Nặc từng nói Khánh Hoài là một trong những người cạnh tranh mạnh nhất của trận chiến ảnh tử, được kỳ vọng rất cao, tương lai cực kỳ sáng lạn. Kết quả vẫn bị thiếu niên kia chơi một vố, Khánh Trần cười nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, Trần ca, Nam Canh Thần bỗng nhiên nhìn Khánh Trần, thiếu niên mà bọn họ nhắc đến là ngươi đúng không, ngươi mới là đồ đệ của Lý Thúc Đồng, Khánh Trần cười, là sao, từ khi ta biết Lý Y Nặc, nàng thường nói giấc mơ của mình là trở thành một kỵ sĩ. Người kính để nhất chính là thất thúc Lý Thúc Đồng của nàng, Nam Canh Thần nói, nàng rất ít tôn kính ai, nhưng nàng lại gọi sư phụ ngươi là ngài, còn nói khi còn bé ông từng bế nàng, có thể để nàng tôn kính như thế, lại là người lợi hại như vậy, ta nghĩ rồi, chỉ có thể nghĩ đến Lý Thúc Đồng thôi, như thế vẫn chưa đủ để chèo chống suy đoán của ngươi, ta cảm thấy chắc chắn Lý Y Nặc không chỉ tôn kính mỗi mình Lý Thúc Đồng, Khánh Trần nói, Nam Canh Thần gãi đầu một cái, đêm hôm ấy ở núi Lão Quân, Lưu Đức Trụ nói tay chân của hắn ở gần đây, sau đó Trần ca liền xuất hiện, giết chết tất cả côn đồ. Ta luôn cảm thấy, người tham sống sợ chết như Lưu Đức Trụ, dựa vào gì mà lại trở thành tâm phúc bên cạnh Lý Thúc Đồng, còn có thể chỉ huy ngươi. Kết quả về sau ta nghĩ kỹ, nếu hai ngươi trao đổi thân phận, ta lại cảm thấy tất cả đều hợp lý. Ta cũng không có logic và chứng cứ gì, dù sao chỉ là trực giác, Khánh Trần vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng với đầu óc của Nam Canh Thần sẽ xem nhẹ chuyện đêm đó ở núi Lão Quân chứ, không nghĩ rằng đối phương vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Ta đoán đúng không Trần ca? Sư phụ của ngươi chính là Lý Thúc Đồng. Nam Canh Thần hỏi, ngươi yên tâm, lúc trước vì cứu ta nên ngươi mới bị lộ, dù Nam Canh Thần ta phải bỏ mạng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trên sân thượng, gió thu vốn đang gào thét đột nhiên ngừng lại, thế giới cũng đột nhiên yên tĩnh,
giống như chờ một câu trả lời. Từng, sư phụ của ta chính là Lý Thúc Đồng. Trên sân thượng trong trường ban đêm, một bí mật bỗng nhiên được vạch trần. Nam canh thần hưng phấn hẳn lên, ta nói rồi, Lưu Đức Trụ dựa vào cái gì mà chỉ huy ngươi, ngươi thông minh như thế thì sao có thể làm đàn em cho loại người này được. Hơn nữa, người như ngươi đến thế giới trong chắc chắn sẽ cực kỳ lợi hại, sao có thể chỉ là một thợ săn hoang dã bình thường được. Khánh Trần quay đầu nhìn người bạn cùng bàn khoa tay múa chân, mà Nam canh thần vui vẻ như vậy cũng vì mình có cuộc sống tương lai sáng lạng ở thế giới trong. Có rất nhiều người không hiểu được tình bạn thuần khiết nhất thời còn học sinh, mãi đến khi mọi người ra trường, đi vào trong xã hội lòng người hiểm ác mới có thể ý thức được, hóa ra trước đây mình từng có được thứ quý giá trên đời này là tình bạn. Bạn bè sẽ vui vẻ vì ngươi, liều mạng vì ngươi, cùng đuổi theo gió với ngươi, cùng nằm mơ với ngươi ở độ tuổi không hề có chút kiêng dè nào, không có cái gì đẹp hơn đây cả. Trần ca, ngươi đã trở thành kỵ sĩ rồi sao? Từng, Trần ca, ngươi có thể khống chế được binh sĩ tên là Vương Cường, ép Khánh Hoài khởi động quy tắc, quá ngầu luôn. Ngươi khống chế hắn kiểu gì vậy? Được rồi đây là con át chủ bài của ngươi, ta không hỏi. Từng, Khánh Trần ngồi ở mép sân thượng, một tay chống đầu nhìn về phía người bạn ngồi cùng bàn, gió đêm lại thổi lên nhưng không còn lạnh nữa. Lúc này, Nam canh thần lại nói, Trần ca, còn có một chuyện nữa. Về sau lúc chúng ta gặp tập đoàn quân liên bang, họ đang thẩm vấn Khánh Hoài về binh sĩ, Lý Y Nặc giúp ngươi chuyển mũi nhọn về hướng hỏa đường. Bây giờ ta thấy tất cả mọi người đều tưởng rằng hỏa đường đang đi săn Khánh Hoài, không có liên quan gì đến ngươi hết. Đôi mắt của Khánh Trần sáng lên, lúc trước hắn còn lo lắng về chuyện này nhưng không nghĩ rằng Lý Y Nặc đã giúp hắn giải trừ nỗi lo về sau. Khi đó hắn cố ý để lại một con diệp thu đao ở bên cạnh hố chôn, muốn bảo Lý Y Nặc làm nội ứng, nhưng hắn chỉ cân nhắc là đừng để Vương Bính tức đuổi giết mình thôi. Không nghĩ rằng Lý Y Nặc còn cho hắn bất ngờ, em dâu này cũng không tệ đâu. Này, Khánh Trần đưa sim điện thoại cho Nam canh thần, nhớ kỹ một điều, trước khi ta lấy được thông tin mấu chốt, tuyệt đối không được nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến người du hành thời gian trong uy chát. Nam canh thần mở điện thoại ra, tiện tay liếc nhìn tin tức, dù sao vừa trở về chưa được mấy giờ, chắc chắn vẫn còn có người nạp danh gửi đến vài chuyện về thế giới bên trong. Hắn và Khánh Trần đều ở trên vùng hoang dã, biết thêm chuyện xảy ra trong liên bang cũng rất quan trọng. Nhưng đúng lúc này, Nam canh thần ngây người ra, Trần ca ngươi xem này, Sấm Vương đăng Weibo, còn có liên quan đến chúng ta nữa. Khánh Trần nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy bài đăng Weibo kia đang nói về khu vực cấm kỵ số 002. Hết thời gian xuyên qua lần trước, bạn Hà Tiểu Tiểu công bố tiến triển mới của bản mở rộng trận chiến ảnh tử. Người dự bị đứng đầu Khánh Hoài bị đánh giết thảm hại khi đang chấp hành nhiệm vụ ở khu vực cấm kỵ số 002, trên đường chuẩn bị rút lui khỏi khu vực cấm kỵ sau khi nhiệm vụ thất bại vũng không thể may mắn thoát được. Trước mắt, tập đoàn quân liên bang đã tìm ra thi thể của Khánh Hoài, vết thương trí mạng của người dự bị kia là do động mạch chủ ở cổ vỡ tan, đã được xác định là giết người. Tiến độ bản mở rộng trận chiến ảnh tử thay đổi, 8/9, hung thủ giết Khánh Hoài được nghi là con trai của trưởng lão hỏa đường nào đó. Nghi ngờ hung thủ có được vật cấm kỵ, thực lực cực kỳ mạnh, có trí thông minh hơn người. Đối phương lấy sức một mình gần như diệt hết cả đội ngũ của Khánh Hoài, hệ số nguy hiểm cực kỳ cao. Đã lâu rồi hai người Sấm Vương và Hà Tiểu Tiểu không đăng tin tức quan trọng, trước kia tất cả mọi người đều cho rằng phải rất lâu sau trận chiến ảnh tử mới có tiến triển, không nghĩ ngờ nhanh như vậy mà đã chết một người. Chuyện này nhanh chóng leo lên bảng hot search, nhưng phân tích của Sấm Vương cũng là kết quả phân tích sau khi bị Lý Y Nặc lừa dối. Lần này, Khánh Trần là người tự trải nghiệm, hoặc nói là nhân vật chính trong chuyện này nên mới biết được tất cả sự thật. Nhưng Khánh Trần và Nam canh thần lại chú ý đến việc, rốt cuộc Sấm Vương này là ai hơn? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Nam canh thần, ta hỏi ngươi đáp, ta cần phân tích manh mối về người này. Ừm, Trần ca hỏi đi, Nam canh thần nói, có những ai biết về chuyện hỏa đường? Khánh Trần hỏi, có rất ít người biết chuyện này, chỉ có ta, Lý Y Nặc, cậu của Khánh Hoài là Trương Dương, còn có một sĩ quan phụ tá Vương, trung đội trưởng hàng 7 đội giả chiến, Ninh Thuận. Nam canh thần nói, những người khác đều bị đuổi đi. Sau khi các ngươi thảo luận xong, có phải đã có người thông báo việc này cho những người khác không? Khánh Trần hỏi, không có, Nam canh thần nói, trước khi trở về Lý Y Nặc bảo ta đi vệ sinh, để tránh thay đổi trước sau xuyên qua khiến những người khác nghi ngờ, nhưng ta dám xác định, trong khoảng thời gian ta cầm túi zip đi vệ sinh, mấy người kia đều không rời đi. Được rồi, tạm thời có thể khóa chặt mục tiêu ở giữa mấy người kia. Khánh Trần hỏi tiếp, tập đoàn quân liên bang đã thông báo với Lý Y Nặc nguyên nhân cái chết của Khánh Hoài chưa? Chưa, Nam canh thần lắc đầu, quân nhân liên bang đều đeo tai nghe truyền tin, chúng ta không nghe được họ nói gì với nhau. Ninh Thuận là đối tượng bị thẩm vấn, hẳn là không đeo tai nghe. Khánh Trần hỏi, không, Khánh Trần thả lỏng lại, nguyên nhân cái chết của Khánh Hoài là thật,
vì là ta tự tay giết hắn. Trước mắt, căn cứ vào manh mối có thể đoán được Sấm Vương là một trong hai người sĩ quan phụ tá Vương hoặc Trương Dương. Khánh Trần nói, lần sau lúc xuyên qua, ta sẽ nghĩ cách lấy được ảnh của hai người này, nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ. Điều khiến hắn không ngờ được là Sấm Vương này vì độ hót mà đã để lộ ra thân phận của mình. Chỉ là Khánh Trần có chút khó hiểu, chẳng lẽ tên này lại chắc chắn trong mấy người có mặt lúc ấy không có người du hành thời gian sao? Ngang nhiên để lộ tiến độ trận chiến ảnh tử ra ngoài như thế, mục tiêu đối với người trong cuộc cũng quá rõ ràng. Hay là đối phương còn chuẩn bị gì ở sau nữa? Hai người du hành ẩn núp trên mạng này đã lộ một người, còn lại Hà Tiểu Tiểu. Nhưng cũng kỳ lạ, trước đó Hà Tiểu Tiểu nói phải dùng số liệu quan trọng để thành lập nhóm chat, sao lâu vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì? Khánh Trần về nhà rón rén mở cửa, sợ đánh thức Giang Tuyết và Lý Đồng Vân đang ngủ say trong phòng. Nhưng hắn không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một đống món ăn khác nhau bày biện trên bàn ăn. Xem ra, sau khi Giang Tuyết trở về đã không ngủ ngay, nàng đoán chắc chắn Khánh Trần vẫn chưa ăn cơm nên nấu cơm xong rồi mới đi ngủ. Khánh Trần ngồi vào bên cạnh bàn ăn, sờ đĩa thức ăn vẫn còn nóng. Lúc hắn đang cảm thấy ấm áp, cửa phòng ngủ đã lặng lẽ mở ra một khe hở. Lý Đồng Vân mặc váy ngủ, ông một con búp bê vải cao cỡ nửa người, rón rén ra khỏi phòng. Nàng đi đến bên cạnh Khánh Trần, tội nghiệp nói, Khánh Trần ca, cứu ta. Khánh Trần không hề nghĩ ngợi liền từ chối, chưa làm bài tập xong à. Ta không thể làm giúp ngươi, không phải chuyện làm bài tập. Lý Đồng Vân thấp giọng nói thầm, là thân phận người du hành thời gian của ta, có lẽ sắp bị Lý Thị phát hiện rồi. Lý Thị sắp phát hiện thân phận người du hành thời gian của ngươi. Khánh Trần đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cô bé sẽ không lấy việc đó ra để nói đùa, nói xem có chuyện gì xảy ra. Lý Đồng Vân thấp giọng nói, lần này ta ở thế giới trong lúc vô tình nghe được người lớn nói chuyện, họ nói đã khống chế hơn 300 người du hành thời gian, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch thanh trừ, như thế giống với tin tức mà Khánh Trần lấy được. Vốn hắn còn muốn tìm cơ hội hỏi Lý Đồng Vân, không ngờ đối phương đã lấy được tin tức liên quan trước một bước rồi. Vậy kế tiếp tại sao ngươi bị lộ? Khánh Trần hỏi. Lý Đồng Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi, Khánh Trần ca, ngươi không hỏi ta kế hoạch thanh trừ là gì trước, ngươi cũng đã biết nội dung kế hoạch này rồi đúng không? Khánh Trần dở khóc dở cười, cũng thông minh đấy. Lúc trước cô bé dựa vào việc Khánh Trần nhìn lén phản ứng của Côn Luân để kết luận hắn là người du hành thời gian. Bây giờ lại tóm được một lỗ hổng trong lời nói để đoán ra được Khánh Trần đã biết về kế hoạch thanh trừ rồi. Năng lực suy luận, năng lực bắt lấy từng chi tiết này, sợ rằng ngay cả học sinh cấp 3 như Lưu Đức Trụ cũng không làm được. Khánh Trần nói, ta biết kế hoạch thanh trừ tồn tại, cũng biết nội dung đại khái, ngươi có thể nói tiếp. Ừm, Lý Đồng Vân ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời tập đoàn Lý Thị còn chưa khởi động kế hoạch thanh trừ, vì đám người du hành thời gian còn quá yếu, cơ bản đều là người bình thường. Hơn nữa, cũng cần một khoảng thời gian để tiến hành tẩy não cho người du hành thời gian, có thể sẽ huấn luyện bọn họ thành bộ đội cần thêm mấy tháng. Bọn họ nói, nếu không trải qua huấn luyện, những người du hành thời gian này sẽ không có lòng trung thành, cho dù cưỡng chế tăng cấp cũng chỉ là đồ vô dụng có cấp bậc, bị người ta giết chỉ trong vài phút. Khánh Trần gật đầu, như thế mới phù hợp với chiến lược tài nguyên, nếu tùy tiện sử dụng nhóm người du hành này, xác suất thiệt hại rất lớn, sợ rằng kế hoạch hãm hại của Lý Thị sẽ không thành công không được. Lý Thị không có ý chuẩn bị chân tay máy móc cho họ sao, đây là phương pháp nhanh nhất để tăng thực lực lên. Khánh Trần nói, không, Lý Đồng Vân lắc đầu, phải phân phối chân tay máy móc quá nhiều, không có cách nào thuận lợi thông qua kiểm tra ở thế giới bên ngoài, còn bị cưỡng chế đăng ký, sang nơi khác cũng sẽ bị giám sát, việc này không phù hợp với mong muốn của Lý Thị, suy nghĩ cực kỳ chu đáo. Khánh Trần cảm thán, cho nên, họ lựa chọn dùng thuốc biến đổi gen, sản lượng thuốc biến đổi gen hàng năm đều có hạn. Phải giới hạn cho bộ đội dòng chính, thành viên dòng chính, tạm thời chỉ có thể tiêm vào cho mấy chục người du hành thời gian, nhưng họ đã quyết định, trong vòng 3 tháng sẽ tiêm hết cho tất cả người du hành thời gian. Lý Đồng Vân nói, trước nay vẫn luôn tiêm cấp độ F, họ dự định tăng lên cấp bậc gì? Khánh Trần hỏi, tăng lên cấp D, Lý Đồng Vân nói, đây là cấp bậc bình quân của bộ đội đặc chủng ở thế giới bên trong, vẫn còn sớm lắm. Khánh Trần nói, khoảng cách tiêm thuốc biến đổi gen phải là 1 tháng, cũng phải 3 tháng sau kế hoạch thanh trừ bắt đầu được. Nhưng trước khi bắt đầu kế hoạch thanh trừ, họ sẽ có một kế hoạch nữa, Lý Đồng Vân nói, Lý Thị phái ra mấy người du hành thời gian để lấy trộm thông tin hộ tịch ở thế giới bên ngoài, dùng nó để tìm kiếm tin tức, xác định mục tiêu ám sát của kế hoạch thanh trừ. Khánh Trần nhíu mày, đúng vậy, muốn thực hiện kế hoạch thanh trừ để giết mấy người trùng tên trùng họ thì phải biết trước có bao nhiêu người như vậy, ở nơi nào, mà những thứ này đều có trong mạng thông tin hộ tịch của cả nước, hơn nữa nếu có kho thông tin hộ tịch, mục tiêu ám sát của kế hoạch thanh trừ sẽ càng thêm chính xác. Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ, nếu Lý Thị có người tên là Lý Tường, vậy thì phải giết đến hàng trăm, hàng ngàn người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
nhưng có kho thông tin hộ tịch thì sẽ không cần phiền phức như vậy, so sánh ảnh chụp là được. Khánh Trần biết rõ, lấy trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới bên trong, sợ rằng những người kia chỉ cần mang một thiết bị nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy được thông tin của Bộ Công an ở thế giới ngoài. Không phải cấp bậc bảo mật của kho thông tin hộ tịch không đủ cao, mà đối phương có kỹ thuật vượt thời đại. Khoan đã, người du hành mà nghe lời như vậy sao? Khánh Trần khó hiểu, nhưng mà rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Đúng rồi, chắc chắn sẽ có người chủ động phản bội, dùng việc này để mượn thế lực của Lý Thị làm mình mạnh hơn. Đây cũng là một cách bám víu, chỉ là lợi ích này phải đổi bằng mạng sống của người vô tội. Lý Đồng Vân nói, nhưng những người du hành kia không hiểu gì về kỹ thuật hacker, cũng không hiểu rõ lắm về cơ chế vận hành của kho hộ tịch, chỉ có thể dùng cách lấy thiết bị mà Lý Thị cho bọn họ, tìm cửa vào kho thông tin hộ tịch, dựa vào thiết bị sao chép lại. Cô bé tiếp tục nói, nếu Lý Thị lấy được thông tin hộ tịch, chỉ sợ sẽ sàng lọc toàn bộ gia tộc Lý Thị một lần, đến lúc đó tên, tuổi tác, ảnh chụp của ta đều tương ứng, sợ sẽ bị lộ. Khánh Trần thở dài, hắn không ngờ được mình vừa về đã gặp phải chuyện khó giải quyết như thế. Bao giờ kế hoạch lấy trộm thông tin hộ tịch này đã được chấp hành? Sắp rồi, nhưng ta không biết thời gian cụ thể, có thể sau lần trở về tiếp theo, cũng có thể là lần sau. Lý Đồng Vân giải thích, ta còn quá nhỏ tuổi, ưu thế là lúc họ nói chuyện sẽ không cố gắng tránh ta, khuyết điểm là ta không thể chủ động mở miệng hỏi. Hắn hỏi, bây giờ ngươi đang ở chỗ nào thế giới trong? Lý Đồng Vân nói, trước khi ta trở về đã lấy cớ ra ngoài chơi, bây giờ đang ở trên đường Dạ Hành khu 1 thành phố số 18, nơi đó đang có học sinh biểu tình. Lưu lượng người rất lớn, ta có thể trà trộn vào trong đám người bất kỳ lúc nào. Nhưng bên cạnh ta có hai tên vệ sĩ, ta không xác định mình có cắt đuôi được họ không. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, không ngờ ngươi cũng rất lanh lợi, biết tự cứu như thế nào. Không sao, nếu họ thành công, ngươi cứ thoát khỏi vệ sĩ trước, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tới đó giúp ngươi, ít nhất sẽ không để ngươi rơi vào tay Lý Thị chịu tội. Nhưng trước khi bị lộ, vẫn nên cố gắng giải quyết chuyện ở thế giới ngoài thì hơn. Dù sao kho thông tin bị lộ sẽ liên quan đến toàn bộ người du hành thời gian ở thế giới ngoài. Nếu để cho Lý Thị lấy được thứ này, họ sẽ có thể kiểm tra đối chiếu toàn bộ thế giới trong rất nhanh. Khánh Trần ca, làm sao bây giờ? Lý Đồng Vân thấp giọng hỏi. Sắp tới đây, sẽ có bước ngoặt lớn giữa hai thế giới. Tập đoàn phản ứng quá mức đột ngột, họ dùng hành động thực tế để nói cho tất cả mọi người, thế giới trong cũng không phải là cừu non mặt người chém giết. Nhưng đây mới thật sự là tập đoàn, họ sẽ mở cái miệng lớn, để lộ răng nanh sắc bén của mình ra vào lúc gặp nguy hiểm. Khánh Trần nhìn Lý Đồng Vân, đây không phải là chuyện ta ngươi có thể nhúng tay vào, phải nghĩ biện pháp truyền tin cho Côn Luân. Đêm khuya, Khánh Trần quay lại phòng, mở máy truyền tin ra, có đó không? Lần này, dù đã 3 giờ sáng, Lưu Đức Trụ vẫn lập tức trả lời, ông chủ. Có ta. Dù ngủ ta vẫn để máy truyền tin bên cạnh gối, có tin nhắn là ta tỉnh, sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào. Ông chủ. Biểu hiện của ta có tốt không? Khánh Trần ngồi trên giường, sắc mặt vô cùng kỳ quái, sao tên Lưu Đức Trụ này bỗng đổi tính thế, đột nhiên biểu lộ sự trung thành làm hắn không thích ứng kịp, chẳng lẽ hình phạt lúc trước đã khiến Lưu Đức Trụ hối cải, muốn thay đổi thành con người mới? Khánh Trần trả lời, gọi cho Côn Luân ngay, có chuyện rất quan trọng nhất định phải thông báo cho họ liền. Vài phút sau, Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn cho Khánh Trần, ông chủ, điện thoại của đội trưởng Lộ ở Côn Luân đã tắt máy. Khánh Trần bó tay. Lần trước hắn bảo Giang Tuyết gọi cho Lộ Viễn, điện thoại tên này cũng tắt máy, không ngờ bây giờ vẫn gặp chuyện này. Người khác chẳng bao giờ liên lạc được ngươi, cho người ta số điện thoại làm gì, cầu nguyện với số điện thoại của ngươi sao? Nếu là ngày thường thì không sao, chuyện hôm nay quan trọng như vậy, Khánh Trần nhất định phải liên hệ với Côn Luân. Lúc này, Lưu Đức Trụ bỗng nói, ông chủ, đã đến lúc cho ta biểu hiện rồi, ngài phải tin ta có cách lập tức liên lạc được với Côn Luân. Hơn 10 phút sau, trong khu nhà Hưng Long có hai thành viên của Côn Luân yên lặng ngồi đối diện khu nhà của Lưu Đức Trụ. Tiểu Ưng giơ kính viễn vọng, tinh thần phấn chấn quan sát xung quanh, Băng Đường thì bưng một ly cà phê, chán nản ngồi bên cạnh. Không thể không nói, thành viên của những tổ chức khác đều có những cái tên ngầu lòi, hoặc là Hắc Lang, hoặc là Chu Tước, tên nào nghe cũng đầy khí thế. Côn Luân thì trái lại, mấy cái tên Tiểu Ưng, Sơn Tra, Ban Thủ, Băng Đường, Hồ Lô vừa nghe đã thấy khả ái rồi. Mà Tiểu Ưng lúc nào cũng giống như bính mệnh tam lang, không biết mệt, cũng không biết sợ. Ngươi nghĩ vì sao chúng ta phải bảo vệ hắn? Băng Đường bất đắc dĩ nói, ta cũng không thấy hắn có gì cần phải bảo vệ. Tiểu Ưng nhìn xung quanh rồi trả lời, ngươi nói sai rồi, không phải chúng ta bảo vệ hắn, đội trưởng Lộ muốn chúng ta ở chỗ này xem hắn như mồi nhũ, câu những phần tử ngoài vòng luật pháp. Giá trị của Lưu Đức Trụ rất cao, có rất nhiều người chú ý tới hắn. Rất nhiều người du hành núp trong bóng tối nhưng chúng ta không phát hiện ra. Từ khi có Lưu Đức Trụ,
hắn như một đèn lồng trong đêm, mấy con muỗi sẽ tự động nhào tới. Cũng đúng, Băng Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng vào lúc này, Tiểu Ưng bỗng nhiên hỏi, a, sao đột nhiên Lưu Đức Trụ lại ra cửa, hắn đang làm gì? Băng Đường mở cửa sổ nhìn xuống dưới, rõ ràng Lưu Đức Trụ vừa chạy lòng vòng xung quanh vừa điên cuồng vẫy tay, như tên thiểu năng trí tuệ, khiến người ta không tự chủ được mà nhớ tới một màn đêm hôm đó. Hắn làm vậy chẳng lẽ vì muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, muốn chúng ta tìm hắn? Tiểu Ưng nghi ngờ, tìm chúng ta có cần làm vậy không? Chỉ cần gọi điện thoại cho đội trưởng Lộ là được mà. Băng Đường nói, hắn có số điện thoại của đội trưởng Lộ. Tiểu Ưng thấy Băng Đường nói cũng có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Bây giờ, Lưu Đức Trụ thấy không ai để ý mình nên chạy ra bên ngoài. Hắn đi ra cổng, ở cửa ra vào có hai chiếc xe taxi đậu ở đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ngồi vào trong một chiếc, vì lái xe của chiếc này nhìn khá trẻ tuổi, rất phù hợp với đặc điểm của thành viên Côn Luân. Sau khi lên xe, Lưu Đức Trụ nhìn chằm chằm lái xe. Giờ đã hơn nửa đêm, lái xe hơi run, hắn đang định hỏi Lưu Đức Trụ muốn đi đâu, Lưu Đức Trụ đã mở miệng nói, ta là Lưu Đức Trụ, lái xe. À, lúc này, cảm xúc của lái xe bỗng thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu nhìn nhau chằm chằm. Trong kính viễn vọng, Tiểu Ưng thấy Lưu Đức Trụ lên một chiếc taxi, nhưng taxi mãi vẫn không khởi động. Tiểu Ưng hít một ngụm khí lạnh, quay người phóng xuống. Băng Đường ngồi phía sau hỏi, ngươi đi đâu đấy? Tiểu Ưng vội vàng nói, chắc chắn tên này đang tìm chúng ta, hắn tưởng lái xe là người của chúng ta, nhưng xe taxi của chúng ta vẫn đang sửa, kia căn bản không phải người chúng ta. Trong xe lúc này, Lưu Đức Trụ nhìn lái xe, giả dạng cũng khá giống đấy, còn có máy tính tiền theo số km, nhưng ngươi có sơ hở. Tài xế xe taxi nghi ngờ, sơ hở gì? Tài xế taxi nửa đêm đều nghe radio, nhưng ngươi thì không. Lưu Đức Trụ nói, lái xe thắc mắc nói, radio của ta hỏng rồi. Lưu Đức Trụ nhỏ giọng lại gần, không cần giải thích, ta biết bí mật của ngươi. Tài xế xe taxi khó hiểu, hắn run rẩy hỏi, người anh em, ngươi là bạn trai của Tiểu Hoa sao, sao ngươi tìm được ta? Ta và nàng chỉ là bạn bè bình thường. Lưu Đức Trụ nhẹ giọng nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi làm gì, ta có việc gấp muốn tìm ông chủ của ngươi. Tài xế xe taxi lúc này dở khóc dở cười, người anh em, ngươi đừng như vậy, đừng làm ta sợ. Đột nhiên, cửa xe taxi bị mở ra, Tiểu Ưng kéo Lưu Đức Trụ ra khỏi ghế phụ, sau đó giải thích với lái xe, không có gì đâu, đầu óc người bạn này của ta có chút vấn đề. Lưu Đức Trụ nhận ra Tiểu Ưng, ấy, ngươi là lái xe đêm chở ta đến đường hành thự hôm đó, ta biết ngươi. Hắn kéo cánh tay Tiểu Ưng, ta muốn tìm ông chủ của các ngươi, có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với hắn. Nhanh lên, không thể chậm trễ nữa, bây giờ ta muốn nói chuyện trực tiếp luôn. Tiểu Ưng sửng sốt, bây giờ ông chủ của chúng ta không ở trong Lạc Thành, ngươi nói với ta cũng được. Giờ phút này, một chiếc máy bay vừa mới bay đến sân bay Đại Hưng ở thủ đô. Trong đêm tối, sân bay bị ánh đèn màu da cam bao phủ, nhìn vô cùng ấm áp. Hành khách lục tục rời khỏi máy bay, mọi người tò mò nhìn một chiếc xe Việt giả màu đen được trang bị đầy đủ cách đó không xa. Bên cạnh xe Việt giả có hai vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đứng bên cạnh, nhìn như nhân vật quan trọng nào đó đang đợi người giống trong phim, vô cùng nghiêm túc và thần bí. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xe Việt giả, họ rất tò mò, không biết đối phương đang chờ là ai. Nhưng mãi đến khi hành khách đều đã lên xe rời đi, xe Việt giả màu đen kia vẫn chưa đợi được người mà nó muốn đợi. Sau vài phút, Trịnh Viễn Đông mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen chậm rãi đi ra từ trong máy bay. Hắn bình tĩnh đi đến bên cạnh xe Việt giả, Hà Kim Thu nhảy xuống mở cửa, cười híp mắt nói, đội trưởng đại giá quang lâm, sao lại đi máy bay dân dụng, Côn Luân đã xuống dốc đến nỗi này rồi. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nhìn Hà Kim Thu, lưỡi dao cần đúc từ thép tốt, Côn Luân không có thói quen phô trương lãng phí. Số tiền kia có thể mua thêm vài cái bảo hiểm cho thành viên, để họ không cần lo gì khi về già. Đội trưởng vẫn quan tâm đến cấp dưới như trước. Hà Kim Thu mặc một bộ Âu phục nghiêm túc, cảm thán, nhưng ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới khiến ngươi đích thân đến thủ đô, có chuyện rất quan trọng. Trịnh Viễn Đông nói, người của chúng ta phát hiện tập đoàn có hành động mới, có rất nhiều người du hành xảy ra chuyện, không tìm thấy họ ở thế giới trong. Trước mắt, có lẽ những người này đã bị tập đoàn giam giữ ở đâu đó rồi. Hai thành viên Cửu Châu cũng bị lộ, bây giờ đang bị Khánh Thị giam ở một nơi bí mật. Hà Kim Thu dần thu lại nụ cười, sắc mặt ngưng trọng, hơn nửa đêm đội trưởng bay đến thủ đô, chẳng lẽ chỉ để nói những cái ta biết. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói, trước đây không lâu, người của ta bị Lý Thị nhốt lại, hắn biết được có gần trăm người bị nhốt cùng chỗ với hắn. Ta nghi ngờ Lý Thị sắp có hành động mới, không chỉ Lý Thị, chắc chắn Khánh Thị và Trần Thị cũng sẽ có hành động, không thể không nói, kế hoạch của các tập đoàn vô cùng bí mật,
họ không giam giữ người du hành ở chung một chỗ, có lẽ vì tránh cho sau này người du hành trở lại thế giới ngoài có thể xâu chuỗi mọi việc. Hà Kim Thu đáp lại, ta cũng nghĩ giống đội trưởng, hành động này chắc chắn có liên quan đến thế giới ngoài chúng ta. Khi đám quái vật khổng lồ của thế giới trong cảm thấy bị uy hiếp, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Sự thật chứng minh, so với những người đơn độc như Khánh Trần, tổ chức lớn có ưu thế của riêng nó. Nhưng bây giờ tập đoàn sẽ không nói kế hoạch diệt trừ cho những người du hành bị giam giữ kia biết. Chỉ có những nhân vật quan trọng như Lý Đồng Vân và Lý Y Nặc mới biết được. Cho nên, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu cũng không biết rốt cuộc tập đoàn muốn làm gì nên chỉ có thể suy đoán. Lúc này, Trịnh Viễn Đông bỗng nói, bất cứ lúc nào thân phận người của ta cũng có thể bại lộ. Hẳn ngươi cũng hiểu được, tập đoàn không hy vọng chúng ta biết về hành động này của họ. Nếu không họ sẽ bị tổ chức của chúng ta đánh trả, cho nên trước khi thi hành, họ nhất định nghĩ cách loại bỏ người không liên quan. Người của ta đã chuẩn bị trước có thể sẽ hy sinh. Hà Kim Thu suy nghĩ một lúc rồi nói, đội trưởng, nếu ngươi muốn ta đi cứu bọn họ, vậy ta từ chối. Cái giá quá lớn, bây giờ Côn Luân và Cửu Châu chưa thể chống lại thế giới trong, chúng ta phải chịu đựng chờ thời cơ. Ta không muốn cứu bọn họ. Sắc mặt Trịnh Viễn Đông vô cùng nghiêm túc, dù hắn rất đau lòng, thậm chí có thể đoán được kết cục của cấp dưới nhưng hắn lại không thể làm gì ở thế giới trong. Vậy đội trưởng muốn làm gì? Hà Kim Thu bình tĩnh lấy một đồng xu từ trong ngực ra, đây là vật cấm kỵ Acer 099. Đồng xu không ngừng lật qua lật lại trên tay hắn, còn có thể linh hoạt nhảy lên như một tinh linh bé nhỏ đang nhảy múa. Ban đêm tại sân bay, người trẻ tuổi mặc âu phục trên xe Việt giả, đồng xu thần bí, những thứ này khiến khí Hà Kim Thu trở nên vô cùng đặc biệt. Trịnh Viễn Đông nhìn viên đồng xu rồi nói, Kim Thu, ngươi chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào nên mới dùng đồng xu để phân biệt thật giả, đúng không? Hà Kim Thu cười cười, ông chủ Trịnh, ta có thể tin được ai đây? Trịnh Viễn Đông nói, không thể tin tưởng lẫn nhau, hai bên không coi nhau như chiến hữu thì sao đi xa được? Hà Kim Thu từ chối trả lời, trước tiên ông chủ Trịnh cứ nói ngươi muốn ta làm gì đi, nhớ phải nói thật lòng. Mặt Trịnh Viễn Đông không chút thay đổi, khi thế giới trong đánh trả, thứ quan trọng nhất không phải mạng sống chúng ta, mà là mạng sống của tất cả người du hành. Ta không có ý cứu cấp dưới của mình, thậm chí ngay cả ta cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng có một thứ mà tập đoàn không thể lấy được, đó là kho thông tin hộ tịch. Đây là thứ nguy hiểm nhất, một khi họ lấy được, tất cả người du hành đều sẽ bị tra ra. Mấu chốt nhất chính là, kho thông tin hộ tịch có thể truy cập từ mạng lưới liên lạc trên cả nước, bất cứ chiếc máy tính nội bộ của cục công an nào cũng có thể dễ dàng truy cập vào, cho nên nó rất dễ dàng bị phát tán. Họ không thể phái người trông coi máy tính của hàng vạn cục công an mỗi ngày sao? Hà Kim Thu nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi muốn ta đi đóng kho thông tin hộ tịch và khóa nó lại, vậy ta làm không được. Ông chủ Trịnh, ngươi và ta đều không có quyền hạn lớn như vậy, với lại nếu làm chuyện này thì phải qua rất nhiều bước, mời người đến, báo cáo, phê duyệt, sợ là mất mấy tháng cũng chưa chắc có thể được. Trịnh Viễn Đông nói, ta biết dữ liệu 12 cứ điểm của ngươi đã thành lập xong, mấy ngày nữa sẽ tuyên bố thành lập nhóm chat, có thể dễ dàng đưa tất cả người du hành vào phạm vi quản lý của mình. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hoãn lại một chút, hãy dùng dữ liệu của cứ điểm bảo vệ kho thông tin hộ tịch. Có vật này, tập đoàn muốn có được dữ liệu về hộ tịch nhất định phải mang theo máy giải mã rất cồng kềnh, con người chắc chắn không thể mang thứ như vậy xuyên qua được. Hà Kim Thu nhíu mày, ông chủ Trịnh, ta có kế hoạch của ta. Ngươi không nên đi chuyến này vì làm chậm kế hoạch của ta, ngươi cũng hiểu được cái gì nhẹ nặng, ta hy vọng ngươi sẽ vì mọi người. Nói xong, Trịnh Viễn Đông sải bước rời khỏi sân bay. Lúc này, đồng xu trên mu bàn tay Hà Kim Thu dừng lại rồi im bặt. Hắn nhẹ giọng hỏi, hắn đang nói thật lòng. Đồng xu đột nhiên chảy thành một thứ như nước, khi nó lại ngưng tụ lần nữa, mặt hướng lên trên là hình vòng tròn lúa mì. Nói thật, hắn lấy ra một thỏi vàng tan ra, hòa vào trong đồng xu, hắn nhỏ giọng nói, ta đã trả nợ. Hà Kim Thu cất đồng xu sự thật vào, sau đó nhìn bóng lưng cô đơn của Trịnh Viễn Đông. Người kia đi một mình mà không ai đồng hành, nhưng có vẻ đối phương cũng không cần người đồng hành, tựa như hắn luôn có một lý tưởng trong lòng, không quan tâm mình có cô đơn không. Hắn hô, ta đồng ý với ngươi, dữ liệu cửa cứ điểm ta sẽ dùng để bảo vệ thông tin hộ tịch trước. Trịnh Viễn Đông vẫy tay, ra hiệu mình biết rồi. Hà Kim Thu lại hô, đội trưởng không cần tự mình đợi máy bay tư nhân của Cửu Châu ở ngay bên cạnh, ta sẽ sai người đưa ngươi về, bây giờ thời gian là tài nguyên quý báu nhất của chúng ta. Lúc này, điện thoại Trịnh Viễn Đông đột nhiên vang lên. Sau khi hắn nhận điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, có vẻ cuộc gọi có vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi ngắt điện thoại, hắn quay người nói với Hà Kim Thu, có người lấy được tin cụ thể hơn. Tập đoàn đã lên kế hoạch diệt trừ chúng ta, họ muốn khống chế thế giới ngoài. Nếu muốn chống lại sự phản công của bọn họ, lần này ngươi và ta nhất định phải liên thủ.
mỗi tập đoàn đều khống chế mấy trăm người du hành, bọn họ định gia tăng thực lực của nhóm người này rồi tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp cho họ. Hà Kim Thu vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ có người lấy được tin còn kỹ hơn so với Côn Luân và Cửu Châu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ông chủ Trịnh không sợ ta sẽ mượn lần này để nhúng tay vào việc trong nước. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, lấy đại cục làm trọng, đây là sứ mệnh của ngươi và ta, nếu có khác nhau, sau này bàn lại cũng không muộn. Hà Kim Thu cười hít mắt, được thôi, ta từng tưởng có một ngày được kề vai chiến đấu với đội trưởng lần nữa, nhưng không nghĩ ngày này lại đến nhanh vậy. Nhưng lúc này Hà Kim Thu lại có một nghi vấn, người cung cấp tình báo lần này cung cấp thông tin vô cùng chuẩn xác, ít nhất thì chuẩn xác hơn nhiều so với tin mà Cửu Châu và Côn Luân có được. Hà Kim Thu ý thức được, trong khi họ chỉ có thể suy đoán thì chỉ sợ có người du hành trốn sau màn, đi trước tất cả mọi người trong cuộc đua này. Hắn nhất định phải tìm được người này. Hà Kim Thu làm như không có chuyện gì nhìn thoáng qua Trịnh Viễn Đông, chỉ sợ đối phương cũng có suy nghĩ giống mình. Bất kỳ tổ chức nào có được siêu phàm giả như vậy, chắc chắn có thể chiếm trọn phần thắng. Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là họ cần bàn kỹ hơn về kế hoạch diệt trừ. Thời gian đếm ngược 161.00.00. 7 giờ sáng, Khánh Trần chưa ngủ được bao lâu đã phải rời giường đến trường, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, tin tức Sấm Vương công bố đã nhanh chóng leo lên hot search đầu tiên. 1/3 người bình luận đều thảo luận về cuộc chiến ảnh tử, tất cả đều bị hấp dẫn bởi cuộc chiến này, họ giống như đang xem một bộ phim cung đấu. Có người gom bài đăng của một ít người du hành, tập hợp thông tin về những người tham dự cuộc chiến. Khánh Trần xem tất cả, những tài liệu kia nhiều hơn những thứ hắn biết một chút. Ví dụ Khánh Hoài là con trai trưởng đời thứ ba của dòng thứ tư của Khánh Thị, là người có triển vọng đạt được vị trí thủ lĩnh ảnh tử nhất. Ví dụ Khánh Văn thích xem đấu thú, phòng xa hoa nhất trong trường đấu thú nổi tiếng nhất thành phố số 12 vĩnh viễn để trống cho hắn. Hắn còn nuôi một con bạch hổ bắt về từ cấm địa, vô cùng hung dữ. Ví dụ Khánh Thi là cô gái duy nhất trong số người được chọn tham gia cuộc chiến, nàng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Ví dụ Khánh Nhất là người nhỏ tuổi nhất trong số những người tham gia, nghe nói còn đang học cấp 2. Đương nhiên, đây cũng không phải thông tin mật, không quan trọng lắm. Đây là tin tức có từ lâu rồi, người du hành bây giờ đều lo cho an nguy bản thân, đã biến mất trước mặt công chúng. Nhưng lúc mọi người theo dõi thông tin về những người được chọn mới phát hiện, họ chỉ biết được thông tin về 8 người được chọn, nhưng không ai biết gì về người được chọn cuối cùng. Trong danh sách, phía sau tên tuổi của người được chọn khác đều có thông tin đi kèm. Duy chỉ có người thứ 9, ngay cả tên của hắn mọi người cũng không biết, chuyện này thật kỳ lạ. Trong phần bình luận, có 1/2 người thảo luận về thân phận của Sấm Vương, mọi người rất tò mò hắn là ai, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy. 1/2 khác thảo luận có phải thầy Uông chuẩn bị chương trình gì mới nên Sấm Vương mới nhảy ra thông báo tin lớn như vậy không? Nhưng vào lúc này, máy truyền tin bên cạnh hắn rung lên. Khánh Trần cầm lên xem, là tin nhắn của Lưu Đức Trụ, ông chủ, ta vừa nhận được một lá thư kỳ quái. Sáng sớm hôm nay khi vừa tỉnh ngủ, nó ở ngay bên cạnh gối đầu của ta. Ông chủ, ta rất sợ, người nắm giữ con tem ác ma lại xuất hiện rồi, không cần sợ, mục tiêu của hắn không phải ngươi. Khánh Trần trả lời, trên thư viết gì? Lưu Đức Trụ nhắn, ngươi có thể nắm nhiều tin hơn ta ngày càng hứng thú với ngươi hơn, hì hì. Khánh Trần đọc tin nhắn xong thì nhíu mày. Tin tức đối phương nói tới rõ ràng liên quan tới kế hoạch diệt trừ, vì tin nó tới rất đúng lúc. Hôm qua hắn vừa nói cho Lưu Đức Trụ biết, còn nhấn mạnh phải giữ bí mật chuyện này, chỉ được trực tiếp nói với người phụ trách của Côn Luân. Vì không ai biết trong Côn Luân và Cửu Châu có gián điệp của thế giới trong không, nếu chuyện này bị gián điệp của thế giới trong biết, tập đoàn nhất định sẽ có phản ứng vô cùng kịch liệt. Ví dụ loại bỏ người làm lộ tin ra thế giới ngoài, ví dụ thay đổi kế hoạch diệt trừ, khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Thế giới trong và ngoài bây giờ đang theo dõi lẫn nhau, như đang phát động một trận chiến gián điệp, hai bên đều có nội ứng của đối phương. Ai lộ trước, người đó liền thua. Khánh Trần không thể xác định làm thế nào mà người nắm giữ con tem ác ma biết được tin, nhưng đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, hoặc Côn Luân và Cửu Châu không giữ bí mật được, hoặc là người này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn. Tóm lại, đều rất hiểm. Vào lúc này, Lưu Đức Trụ lại gửi tin đến, ông chủ, có thêm lá thư nữa bỗng xuất hiện ở bên cạnh gối đầu của ta, hắn nói là, không cần lo lắng chuyện tiết lộ bí mật, biện pháp giữ bí mật của Côn Luân và Cửu Châu vô cùng nghiêm ngặt, ta cũng không được lợi gì từ việc tập đoàn khống chế người du hành ở thế giới trong, hì hì, không bằng chúng ta sau một lần, ai tìm được nhiều gián điệp hơn đi, hì hì. Khánh Trần đọc mấy chữ hì hì này lại bắt đầu đau đầu, sau đó hắn nghĩ, có khi nào bên kia là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đang hì hì không? Nghĩ tới đây đầu Khánh Trần càng đau hơn. Nhưng tin tức cốt là, đối phương không tiết lộ bí mật này cho thế giới trong, những người khác cũng rất khó biết được tin này. Bấy giờ Khánh Trần không biết mình nên vui hay buồn. Chờ chút, lần này đối phương gửi hai lá thư,
Nói rõ số lượng chữ con tem ác ma có thể gửi là có hạn, nếu không đối phương chỉ cần gửi một phong thư là được. Lúc này, Lưu Đức Trụ nói, ông chủ, một lá thư nữa ghi là, có thể bảo nô lệ của ngươi nhỏ giọt máu lên con tem, sau đó thiêu cháy, ta sẽ nhận được thư trả lời của ngươi. Khánh Trần rất kinh ngạc, Lâm Tiểu Tiếu không hề nói vật cấm kỵ Acer 017, con tem ác ma còn có thể trả lời lại. Ngẫm lại cũng đúng, vật cấm kỵ quá thần bí, ngay cả người nắm giữ cũng chưa chắc có thể biết tất cả tác dụng, những người khác cũng chỉ có thể đoán. Khánh Trần cân nhắc một chút rồi nói, hỏi hắn, tìm ta làm gì? Lưu Đức Trụ lấy ra một con dao gọt trái cây ra, cắn răng cắt ngón tay, sau đó nhỏ máu lên tem. Trong nháy mắt khi máu nhỏ lên, những giọt máu đó chậm rãi nhúc nhích, tạo thành một hình tròn quỷ dị trên con tem, trong vòng tròn là vài chữ gì đó hắn không hiểu. Lưu Đức Trụ viết lên trên thư, tìm ta làm gì? Sau đó lại đi vào trong phòng bếp lấy ra một cái đĩa inox, đặt lá thư vào bên trong rồi châm lửa thiêu cháy. Đối phương trả lời, đương nhiên là tìm ngươi để ngươi làm nô lệ của ta nha, hì hì. Khánh Trần nói với Lưu Đức Trụ, viết thư, ngươi không sợ sẽ trở thành nô lệ của ta sao? Lưu Đức Trụ mang theo vẻ mặt cầu xin rồi tiếp tục nhỏ máu. Đối phương trả lời, cũng là lựa chọn không tồi, hì hì. Khánh Trần ngây người, hắn rốt cuộc đụng phải người nào? Đối phương còn cảm thấy làm nô lệ cho hắn mình không tệ. Hắn nhắn cho Lưu Đức Trụ, con tem ác ma chỉ gửi được một câu, lần sau giao dịch với Hồ Tiểu Ngưu, ngươi có thể giữ lại một thỏi vàng mà dùng, đi mua chút thuốc bổ, đây là bồi thường cho ngươi. Sau khi Lưu Đức Trụ gửi nguyên bức thư cho Khánh Trần, bỗng nhiên thỉnh cầu, ông chủ, chúng ta không thể nói một lần hết chuyện được à, nếu các ngươi nói tiếp, ta sợ mình không chịu nổi mất, trên đời không ai phục vụ cho người khác không công, Khánh Trần cũng sẽ không để Lưu Đức Trụ mất công mà không có gì. Với lại, bồi thường mà hắn nói tới thật ra còn kèm theo thuốc biến đổi gen nữa, dù sao không cẩn thận khiến người ta mất khả năng có con, điều này sẽ khiến Khánh Trần cắn rứt lương tâm cả đời. Dù sao Lưu Đức Trụ cũng chỉ là học sinh cấp 3, tội không nặng đến mức mất khả năng có con, cũng không biết sau này có cách gì cứu chữa được không nữa. Nhưng đối với một tên chỉ cần thấy tiền là sáng mắt như Lưu Đức Trụ, vừa nghe thấy có thể giữ lại một thỏi vàng, mặt mày hắn lập tức hớn hở, cảm ơn ông chủ. Ông chủ thật hào phóng. Chúc ông chủ nhanh phát tài. So với sự nghiệp của ông chủ, một chút máu của Lưu Đức Trụ ta tính là gì? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi hỏi hắn, hắn có phải chủ mưu của việc trên núi Lão Quân không? Đối phương trả lời, nếu như ngươi nhất định phải tìm kẻ chủ mưu thì cũng có thể là ta, hì hì. Khánh Trần khó hiểu, câu trả lời này nghĩa là gì? Dựa theo tính cách của đối phương, hẳn không sợ thừa nhận mình từng làm chuyện xấu. Dù sao người nắm giữ vật cấm kỵ sao có thể dễ dàng xấu hổ hoặc bị đạo đức kèm kẹp được. Trong câu trả lời này, đối phương không hề trực tiếp thừa nhận. Khánh Trần gửi tin, ngươi hỏi hắn, làm chuyện xấu không sợ không ngủ được, bị đày xuống địa ngục sao? Đối phương trả lời, không phải chúng ta đang ở trong địa ngục sao? Không đợi Khánh Trần trả lời, đối phương lại gửi một bức thư tới, anh trai ta sắp tỉnh rồi, lần sau trò chuyện tiếp, hì hì. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng kết thúc. Mỗi lần giao tiếp với loại người này, nói mấy câu đơn giản cũng khiến người khác mệt mỏi. Bây giờ lại xuất hiện một người du hành như vậy, hắn không có tí cảm giác an toàn nào, đối phương tựa như ác quỷ trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn, đợi thời cơ hút máu nhai xương hắn, sau đó cướp đi linh hồn. Nhưng mà, trong cuộc nói chuyện này, Khánh Trần có thể chiếm chút ưu thế nhỏ, ít nhất hắn không cần cắt ngón tay lấy máu. Ở một nơi khác, trong nhà Lưu Đức Trụ, cha mẹ của hắn ngửi thấy mùi khét nên đi ra. Từ sau khi Lưu Đức Trụ trở thành người du hành thời gian, cha mẹ của hắn cũng chú ý dư luận, biết con trai mình là một trong những người du hành thời gian lợi hại nhất. Dù bọn họ không thể hiểu được những chuyện kỳ quái ở thế giới trong, nhưng con trai mình lại lợi hại như vậy, họ cũng không ngại tìm hiểu thêm, bao dung, cổ vũ và động viên, cũng thử tìm chủ đề chung để nói chuyện với Lưu Đức Trụ. Lúc này, cha của Lưu Đức Trụ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ngủ thì thấy trong phòng con mình khói mù lượn lờ, sau đó thấy Lưu Đức Trụ với ngón tay đang chảy máu. Rồi lại nhìn đống tro trong cái đĩa kia, cha của Lưu Đức Trụ nhịn nửa ngày rồi hỏi, à, đang làm pháp sư hả, Lưu Đức Trụ, chấm hỏi, cha hắn vội vàng nói, làm phép xong thì tranh thủ thời gian ra ăn cơm. Giang Tuyết đã làm bữa sáng, nàng đeo chiếc tạp dề màu nâu, hai bên tay áo được xắn lên cao, lúc bưng đĩa ra bàn còn đang nhỏ giọng hát một bài, khác với lúc trước, bây giờ nàng không còn áp lực gì, không e ngại ai, thể xác và tinh thần đều thoải mái, khí chất cũng thay đổi. Tựa như một viên trân châu phủ bụi đột nhiên được lau sạch sẽ. Giang Tuyết thấy Khánh Trần bước ra liền cười nói, Tiểu Trần, lần này trông có gặp nguy hiểm gì ở thế giới không? Không có. Khánh Trần cười, vì Giang Tuyết, ta cảm thấy hôm nay ngươi rất vui. Từ. Giang Tuyết cười híp mắt, ta mua được hai lọ thuốc đặc hiệu điều trị vết thương hở từ chợ đen.
nếu sau này ngươi huấn luyện thì cứ lấy dùng. Mỗi lần vào thế giới trong ta sẽ mua thêm cho ngươi. Lý Đồng Vân ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nói, đêm qua lúc mẹ trở về từ thế giới trong, hai bên má phình lên như con chuột hamster. Giang Tuyết cười vỗ đầu Lý Đồng Vân, ngươi lo ăn cơm đi. Lúc này, Giang Tuyết lại nói với Khánh Trần, sáng nay lúc ta đi mua đồ ăn, phát hiện nhà bên cạnh hình như đã có người ở, hẳn là người đổ xe máy ở cửa ra vào, ta còn tưởng rằng phải một thời gian nữa mới có người vào ở, ít nhất cũng phải sửa chữa một chút. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, vội vào như vậy, không phải là người du hành chứ. Dì Giang Tuyết, ngươi có thấy khuôn mặt chủ nhà mới không? Căn nhà trước kia của hắn lúc bán đi đã rất cũ, vỏ tường tróc ra, góc tường mốc meo, bóng đèn trong phòng cũng hỏng một cái, Khánh Trần chẳng muốn sửa nữa, đối phương cũng không thèm sửa sang gì đã dọn vào ở luôn. Với lại bọn họ cũng không nghe thấy tiếng dọn nhà, không phải đối phương sẽ trực tiếp ngủ ở trên giường cũ đấy chứ. Lúc ra cửa, Khánh Trần lặng yên không tiếng động quan sát chiếc xe máy đổ trước cửa ra vào, nhưng hình như nó không có gì lạ cả. Lúc tới trường học, hắn phát hiện có rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu ở trong trường, tùy tiện một cái cũng có giá mấy triệu tệ, mấy chiếc xe đó còn chiếm hết chỗ đậu xe của các thầy cô giáo. Khánh Trần không hiểu nổi, trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh hắn, có không ít người vừa đi vừa nói chuyện. Có rất nhiều học sinh chuyển đến trường chúng ta, lúc trước ta đã đoán vậy nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Có người nói, cô họ ta là một trong những lãnh đạo của trường, nàng nói đột nhiên có rất nhiều học sinh chuyển tới, họ đều là con ông cháu cha, thậm chí có người là con của tỷ phú. Tất cả những chiếc xe sang trọng đậu ở cửa đều là của học sinh chuyển trường, hầu hết bọn họ đều tự lái xe đến. Ta cũng vừa nghe nói, phòng của Á Đinh Peninsula Hotel đã đều bị người ta bao hết, còn bao trọn một năm. Đúng rồi. Cô họ ta nói tất cả bọn họ đều chuyển vào lớp 11 ban 4, Lạc Thành chỉ là một thành phố hạng 3, nhà ai có công ty mấy chục triệu đã được xem là học sinh giàu nhất rồi, nhưng những công tử tiểu thư ở đây, khi đi học nhìn không khác gì học sinh bình thường, chỉ là quần áo có nhiều hơn mọi người một chút, giày thể thao họ mang đắt hơn một chút, hút thuốc đắt hơn một chút, trừ những cái đó ra thì không khác gì nữa. Mọi người từng thấy cảnh những chiếc xe sang trọng tụ tập như vậy bao giờ đâu? Có bạn học thắc mắc, sao đều là người giàu nhỉ, thật khoa trương. Nhưng Khánh Trần lại cảm thấy đây không hề khoa trương, mà là sự thật của xã hội, giống như có người muốn đánh giá kém một công ty, nhưng vì người muốn đánh giá kém đều chết nên không đánh giá kém được, cho nên, mọi người nhìn thấy vào trong chỗ bình luận chỉ có khen ngợi, đạo lý này đặt ở đâu cũng như nhau, chỉ có con nhà giàu mới có thể tùy ý chuyển trường, học sinh của những gia đình bình thường dù trở thành người du hành cũng chưa chắc có thể tùy ý chuyển trường đến bên cạnh, đại ca, cho nên mọi người nghĩ học sinh chuyển trường chỉ có con nhà giàu. Các học sinh rộn ràng, náo nhiệt đi vào trường, trong đám người, có vẻ chỉ có Khánh Trần là bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng khi hắn đi qua hành lang trước cửa ra vào lớp 11 ban 4, dù là người du hành đã thấy nhiều việc lớn như Khánh Trần cũng phải ngây ngẩn cả người. Có thể thấy được, trong phòng học không lớn kia tụ rất nhiều học sinh, trong đám học sinh kia có những người mặc những bộ quần áo kỳ quái được cho là thời thượng, còn có những người làm tóc kiểu dreadlock, dreadlock là kiểu tóc bệnh thần của mấy anh da đen hay làm. Mấu chốt nhất chính là một lớp lại chứa hơn 100 người. Học sinh chuyển trường vây quanh Lưu Đức Trụ chật như nêm cối, mồm năm miệng 10 báo nhu cầu. Cái kia, đại ca, ta có hai kẻ địch ở thế giới trong, ngươi có thể sai Lý Đông Trạch giết chúng giúp ta không? Ta cho ngươi địa chỉ. Đại ca, ta muốn mua hai liều thuốc biến đổi gen, ngươi có hàng không? Đại ca, ta muốn. Giọng nói vô lực của Lưu Đức Trụ truyền ra, mọi người đừng gấp, từng người nói, ta cũng không vạn năng như mọi người tưởng. Khánh Trần thầm nghĩ, lớp này còn có thể dạy học được không đây? Đây rõ ràng không phải lớp 11 ban 4, mà là một khu chợ đen mới đúng, còn Lưu Đức Trụ bị họ coi thành thương nhân chợ đen như NPC. Nhưng mà, lúc hắn nghe nhu cầu để Lý Đông Trạch giết người, bỗng ý thức được tại sao lại có nhiều học sinh chuyển trường đến như vậy. Bởi vì Vương Vân đã chết, chuyện Lý Đông Trạch ra tay giết Vương Vân đã nhanh chóng lan truyền. Trong mắt của mọi người, đây đều là năng lực của Lưu Đức Trụ, có thể thể hiện được địa vị của hắn. Một tiểu thư giàu có như vậy lại bị giết ở thế giới trong, người bình thường cảm thấy sợ hãi nhưng những người này lại cho rằng đó là kích thích, đó là một thế giới có thể kích thích adrenaline của mọi người. Lúc này, Khánh Trần gặp lại Nam Canh Thần, đối phương đi lại gần hắn sau đó dương dương đắc ý nói, Trần ca, tất cả họ đều đến vì Lưu Đức Trụ, chỉ sợ họ không ngờ người thật sự có quyền lực căn bản không ở trong cái lớp đó mà ở lớp bên cạnh. Sắc mặt Nam Canh Thần vô cùng hưng phấn. Loại cảm giác tất cả mọi người không biết chỉ có ta biết thật là khó nói thành lời. Khánh Trần nhìn hắn một cái, đừng đắc ý vội, rất nguy hiểm. Trần ca yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật. Nam Canh Thần lại liếc mắt nhìn vào trong lớp 11 ban 4, tự nhủ mình mới là người ôm được bắp đùi a.
Lúc hắn quay lại lớp học của mình, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân trong phòng học bỗng quay đầu cười với Khánh Trần. Xin chào bạn học, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn. Khánh Trần có chút ngoài ý muốn, sao hai người lại ở lớp này? Hồ Tiểu Ngưu cười, chắc ngươi cũng nhìn tình trạng lớp bên rồi, bên đó đông người quá, đêm hôm qua hai chúng ta đã xin phép đổi sang lớp các ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta là người du hành, bản thân cũng vì Lưu Đức Trụ mà tới, nhưng bây giờ có quá nhiều người vây quanh hắn, chúng ta ở bên kia cũng không làm được gì, không bằng bỏ ý nghĩ muốn nhờ vào người khác, tự mình tìm cách xoay sở còn hơn. Hồ Tiểu Ngưu nói rất thản nhiên, cũng rất thẳng thắn. Họ đã làm quen được với Lưu Đức Trụ, cũng từng giao dịch với nhau, từng để lại ấn tượng với người lãnh đạo phía sau Lưu Đức Trụ, có những thứ này là đủ rồi. Lúc này, việc hắn muốn làm không phải là tiếp cận Lưu Đức Trụ mà đề cao giá trị bản thân, chỉ như vậy hắn mới có tư cách để giao dịch tiếp. Hồ Tiểu Ngưu từng suy đoán thông qua hành vi và logic của người phía sau màn, đối phương vừa khiêm tốn lại cẩn thận, vừa cơ trí tỉnh táo lại quyết đoán, loại người này chắc chắn sẽ chướng mắt đám thiếu gia ăn chơi kia. Nếu hắn chơi cùng đám thiếu gia nhà giàu mới nổi, chỉ sợ ngược lại sẽ mất đi giá trị trong mắt người sau màn. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nguyện ý quên đi gia thế của mình, kết bạn với các bạn học, hòa mình với họ, nhưng bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc này, Trương Thiên Chân bổ sung thêm, với lại, lớp bên cạnh cũng quá chật, sắc mặt nam canh thần vô cùng cổ quái, hắn thầm tự nhủ, các ngươi làm chuyện này mà có thể đi đến gần người sau màn hơn, thật là trâu bò. Hai người đang dọn dẹp bàn của mình, là hai cái bàn lúc trước Vương Vân và Bạch Uyển Nhi từng ngồi, không cần chuyển bàn mới tới. Cuối cùng bốn cái bàn theo thứ tự là Nam Canh Thần, Khánh Trần, Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu xếp thành một hàng. Nam Canh Thần bỗng nhiên có cảm giác, chẳng lẽ họ nhằm vào Khánh Trần và mình, họ phát hiện ra gì rồi sao? Sau một lúc, giáo viên chủ nhiệm Điền Hải Long đi vào lớp. Phía sau hắn còn đi theo một cô gái có dáng người cực cao gầy, hai tay đối phương nhét trong túi áo hoodie, sắc mặt rất bình tĩnh. Trước khi vào cửa đối phương đội mũ nhưng sau khi tiến vào thì đã bỏ xuống, một bộ tóc dài vừa đen vừa mực rủ xuống sau lưng. Trên mặt trái xoan tiêu chuẩn kia ẩn giấu một loại khí thế bí ẩn. Điền Hải Long đứng trên bục giảng nói, các bạn học, đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta. Vị bạn học này tên là, thầy giáo vẫn đang giới thiệu trên bục, ở phía dưới, khuôn mặt Khánh Trần không thay đổi đánh giá cô gái kia, thầy giáo nói gì hắn cũng không để ý, vì hắn đã từng gặp cô gái này. Đây là người đã từng giúp hắn giải quyết tên côn đồ trên núi Lão Quân. Khánh Trần đang nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở bãi đậu xe đêm hôm đó, hắn đang so sánh khuôn mặt cô gái trong ký ức với cô gái trên bục. Hắn thậm chí vẫn còn nhớ, lúc đó cô gái này đã giơ lên bàn tay, dùng trọng lực đè xuống tên côn đồ làm hắn phải quỳ xuống, sắc mặt dưới mũ trùm trong bóng tối đêm hôm ấy cũng bình tĩnh như bây giờ. Nhưng lúc Khánh Trần đang quan sát, ánh mắt của cô gái kia cũng quét qua Khánh Trần, ánh mắt cô gái lướt qua người Khánh Trần, rơi vào trên người Trương Thiên Chân, sau đó rất nhanh lại quay sang nhìn Khánh Trần, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc, nàng chăm chú đánh giá, thay vì nói dò xét còn không bằng nói là quan sát kỹ từng chi tiết một, cho đến khi Điền Hải Long nói, xin mời bạn học mới tự giới thiệu một chút về bản thân, cô gái kia nhìn về phía Khánh Trần nói, mọi người có thể gọi ta là Ương Ương, cảm ơn. Khánh Trần phát hiện hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều kinh ngạc nhìn cô gái kia, hắn quay đầu hỏi, các ngươi quen biết sao? Trương Thiên Chân giải thích, gia đình chúng ta có quen biết nên chúng ta đã quen nhau từ nhỏ. Nàng là nhân vật truyền kỳ trong trường cấp 3 ở Hải Thành. Các ngươi có từng xem một video, nội, dung là có một cô bé 10 tuổi người ngoại quốc đang cầm súng nhắm bắn rừng cây, gọn gàng linh hoạt lắp súng, đổi hộp đạn, mỗi phát súng đều trúng hồng tâm. Lúc chúng ta còn bé đã từng ra nước ngoài săn bắn với bố mẹ, nàng còn hung hãn hơn so với cô bé kia. Khánh Trần ngây ngẩn cả người, hắn đã từng xem video kia, nhưng hắn không nghĩ tới trong nước cũng có cô gái hung hãn như thế. Hồ Tiểu Ngưu bổ sung thêm, lúc Ương Ương 16 tuổi đã từng điều khiển du thuyền vượt qua Ấn Độ Dương một mình, ở trên biển từng gặp phải cướp biển. Cha ta nói lần đó nàng dùng súng tự động giết 3 tên cướp biển cách hơn 100 mét, sau đó còn đánh lui hải tặc. Hai người Khánh Trần và Nam Canh Thần quay ra nhìn nhau, đối với những học sinh ở thành phố nhỏ như bọn họ mà nói, sự tích này nghe như truyền thuyết vậy. Lúc này, Ương Ương đi xuống từ trên bục giảng, nàng đứng trước bàn của Trương Thiên Chân, im lặng nhìn đối phương. Một giây, hai giây, ba giây, Trương Thiên Chân sợ hãi thu dọn sách vở rồi đứng dậy, nhường vị trí cho nàng. Trong mắt các bạn học, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu vừa đẹp trai lại giàu có. Lúc mọi người đến bệnh viện thăm họ có thể nhìn thấy cảnh hoành tráng như trên phim. Vệ sĩ bảo vệ ngoài cửa vô cùng chuyên nghiệp, đội ngũ y bác sĩ chuyên phụ trách việc chữa bệnh của hai người cũng chuyên nghiệp nốt. Tất cả những đãi ngộ này không phải chỉ cần giàu là được hưởng. Nhưng mà chính những công tử này, mỗi khi bị Ương Ương bình tĩnh nhìn lại không thể giữ nổi khí thế lúc đầu nữa.
Trương Thiên Chân vừa thu dọn đồ đạc vừa nói thầm, chỉ biết bắt nạt ta, sao ngươi không đi bắt nạt tiểu ngưu đi, bộ ta dễ bắt nạt lắm sao? Ương Ương liếc mắt nhìn hắn, lại muốn bị đánh. Trương Thiên Chân lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật chuyển chỗ. Từ nhỏ họ đã học trong trường tư nhân, nam sinh lúc nhỏ đều hay ngứa tay, thích cầm bút chì chọc chọc phía sau lưng, thích kéo bím tóc đuôi ngựa của các bạn nữ. Chỉ biết dùng mấy cách vụng về này để thu hút sự chú ý của các bạn nữ nhưng lại khiến bạn nữ cảm thấy rất phiền. Nhưng mấy chuyện như thế này không bao giờ tồn tại trên người Ương Ương, vì khi cô nàng này ngứa tay sẽ tìm người đánh nhau. Cô nàng ngồi xuống vị trí giữa Khánh Trần và Hồ Tiểu Ngưu, Hồ Tiểu Ngưu nhỏ giọng hỏi, Ương Ương, ngươi có biết chuyện của Vương Vân không? Có, Ương Ương gật đầu, chuyện của các ngươi nổi tiếng như vậy, muốn không biết cũng không được. Nhưng chuyện này cũng không trách được người khác, thân thiết với những người có vấn đề, xảy ra vấn đề cũng là bình thường. Tiếng chuông vào học vang lên, Hồ Tiểu Ngưu thở dài một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Khánh Trần và Nam Canh Thần quay sang nhìn nhau, họ phát hiện trong đám Hồ Tiểu Ngưu, có vẻ vị Ương Ương này có địa vị cực cao, nhưng, Khánh Trần nghĩ mãi không hiểu, tại sao đối phương lại ngồi cạnh mình, vì nhận ra hắn, ban đầu, rõ ràng cô nàng này không để ý đến hắn, ánh mắt chỉ lướt qua hắn một lượt, nhưng bây giờ thì khác, xem ra, ngay ban đầu đối phương không nhận ra hắn, nhưng giờ nhất định đã nghi ngờ gì đó. Tiết thứ nhất tiết tiếng Anh, cô nàng tên là Ương Ương này không thèm ngẩng lên một lần, cứ tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Trong lúc sắp tan học, cô bỗng nhiên cầm một tờ giấy bí mật truyền cho Khánh Trần. Hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân yên lặng chú ý đến, khi nhìn thấy động tác này đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ương Ương viết tờ giấy nhỏ cho nam sinh. Hai người họ không nhìn nhầm chứ? Theo ấn tượng của họ về cô nàng này, đối phương đánh Khánh Trần thì họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng họ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến nàng sẽ đưa tờ giấy nhỏ. Nếu để các học sinh trong trường cấp 3 Hải Thành biết việc này, họ chắc chắn cũng không tin đâu. Trương Thiên Chân viết cho Hồ Tiểu Ngưu một tờ giấy nhỏ, không phải Ương Ương vì bạn học Khánh Trần kia mà tới đấy chứ. Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu, theo quan sát của ta, nàng cũng không biết Khánh Trần, cũng không biết Khánh Trần ở chỗ này. Có phải là vì Khánh Trần khá đẹp trai nên mới truyền giấy cho hắn? Ngươi nói gì vậy, Ương Ương không phải đứa mê trai. Chắc chắn nàng có lý do của mình. Trong lúc hai thiếu gia đang nói chuyện, ở bên cạnh, Khánh Trần lặng yên nhìn tờ giấy trước mặt viết, ta biết ngươi nhận ra ta. Hắn nghĩ một lúc rồi viết lên tờ giấy, bạn học, ngươi có ý gì? Cô nàng bình tĩnh viết, ta cũng nhận ra ngươi. Thật bất ngờ, quả nhiên đối phương nhận ra hắn. Cô nàng nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm nửa mặt của Khánh Trần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ánh mắt kia vô cùng sắc bén, như đang quan sát tất cả chi tiết trên khuôn mặt Khánh Trần. Ánh mắt này như có động vật nguy hiểm nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khánh Trần trả lời một câu, bạn học, chắc ngươi nhận nhầm người rồi. Hắn không tin đối phương chắc chắn 100%, xác suất lớn nhất là đang lừa mình. Ương Ương lại viết, ngươi chính là sát thủ trên núi Lão Quân đêm hôm ấy, dù ngươi thay đổi kiểu tóc, nhưng ánh mắt rất giống, điều này ta không nhận sai được. Khánh Trần trả lời, bạn học, ngươi nhận nhầm người thật. Lúc này, Ương Ương không nói nhảm nữa. Nàng rút ra một bức tranh phác họa từ trong cuốn sách của mình, đặt trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần nhìn bức tranh đơn giản trước mặt, đường nét đậm nhạt cực kỳ rõ ràng. Hóa ra lúc trước cô nàng này tô tô vẽ vẽ, là vẽ hắn. Bức tranh kia chỉ vẽ nửa khuôn mặt của Khánh Trần, ánh mắt sinh động như thật. Ương Ương viết, đêm hôm đó là lần đầu tiên ngươi giết người. Nếu như là lần đầu tiên, vậy ngươi mạnh hơn ta nhiều. Khánh Trần nhìn bức tranh trước mặt, hắn trên tranh vô cùng luộm thuộm, tóc tai rối bời, trên mặt cũng có vết bẩn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định và cố chấp, đằng đằng sát khí. Hắn cảm thấy, nếu đêm đó hắn soi gương, mình trong gương nhất định giống y đúc bức tranh này. Chẳng lẽ cô nàng này cũng có khả năng nhìn một lần là không quên? Không chỉ Khánh Trần có cảm giác này, Nam Canh Thần ở bên cạnh cũng len lén liếc đến bức tranh, như nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm hôm ấy. Bọn côn đồ hung hãn, ánh lửa ngập trời, tiếng gào thét. Lúc hắn gặp nguy hiểm nhất là Khánh Trần cứu hắn. Dù đã qua nhiều ngày, Nam Canh Thần sắp quên mất mọi chuyện xảy ra đêm đó, nhưng bức tranh phác họa này vô cùng thần kỳ, nó có thể lôi hắn trở lại đêm hôm đó. Ương Ương thấy hắn không nói lời nào, lại viết một tờ giấy. Ta đã vẽ tranh 12 năm, am hiểu nhất là về chi tiết trên khuôn mặt. Thomas Lawrence là một trong những họa sĩ mà ta thích nhất, đôi mắt và biểu cảm trên khuôn mặt của ngươi lúc ấy đặc biệt như vậy, ta nhìn một lần tuyệt đối không quên. Ta tin tưởng bản thân, ngươi không cần phủ nhận nữa. Khánh Trần biết Thomas Lawrence, người này từng là viện trưởng Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất về vẽ tranh chân dung. Hắn hiểu, dù cô nàng này không có khả năng nhìn một lần không quên như mình, nhưng đối phương lại luyện tập khả năng vẽ chân dung quanh năm. Như những người vẽ chân dung dạo ở ven đường, họ có thể nhanh chóng vẽ được đặc điểm khuôn mặt khách hàng trên giấy. Khánh Trần nghĩ một lúc lại viết lên tờ giấy,
Bạn học, ngươi nhận sai người rồi. Ương Ương liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, Khánh Trần biết đối phương không sai nhưng hắn không thể thừa nhận. Hắn kẹp bức phác họa vào trong sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xé nát tờ giấy đầy chữ, bảo đảm không ai có thể ghép lại được. Hồ Tiểu Ngư nhìn mọi chuyện, dù hắn thấy không rõ trên tờ giấy viết gì nhưng hắn biết trên đó viết rất nhiều chữ lít nha lít nhít. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng đang nghi ngờ, có phải Ương Ương vì bạn học Khánh Trần mới tới đây không? Nhưng thứ Khánh Trần đang nghĩ tới là, xem ra biện pháp che mặt này không dùng được nữa, phải đổi sang mặt nạ mới được. Nếu không lần sau gặp phải người vẽ chân dung chuyên nghiệp, hắn sẽ bị phát hiện ra mất. Chờ chút, tại sao cô nàng tên là Ương Ương này lại chuyển đến đây? Đầu tiên, nàng hoàn toàn không cần ôm đùi Lưu Đức Trụ giống những người khác, bởi vì siêu phàm giả đã có con đường của mình. Thứ hai, cô nàng này cũng không phải đến đây để tìm Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, ít nhất hai vị kia cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, cô nàng này cũng không phải vì mình mà đến, sau khi đối phương đến nơi này, mới phát hiện mình cũng ở đây. Trước mắt xem ra, việc đối phương đến lớp này chỉ là trùng hợp, nhưng Khánh Trần nghi đối phương đến chuyển tới đây vì mục đích khác hoặc mục tiêu khác. Lúc này, ngoài hành lang vang vang lên tiếng bước chân dồn dập, một giáo viên của phòng giáo vụ đi vào cửa phòng học, sau khi tan học, các học sinh đến hội trường tập hợp. Dạo gần đây đang có dịch virus viêm gan B, hôm nay nhà trường tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các bạn học sinh. Chương trình học buổi sáng được tạm dừng, mọi người nhanh chóng tập trung. Nam Canh Thần đột nhiên ngơ ngẩn, hắn ngay lập tức muốn nhìn về phía Khánh Trần, nhưng may mắn nhịn được. Hắn có thể cảm giác được, lần kiểm tra sức khỏe này không đơn giản. Quốc gia quy định viêm gan B là một trong những bệnh dễ truyền nhiễm, xét nghiệm không đảm bảo rất dễ lây lan. Nhưng vấn đề là, ai cũng chưa thấy lần kiểm tra sức khỏe nào được tổ chức vội vàng như vậy. Thậm chí còn không có người thông báo trước là không được ăn bữa sáng. Tất cả mọi thứ đều rất vội vàng. Mọi người trong lớp học nháo nhào lên. Không ai quan tâm việc kiểm tra sức khỏe này để làm gì. Chỉ cần không phải học nữa mọi người đều rất vui. Ương Ương thừa cơ hội này nhỏ giọng nói với Khánh Trần. Chắc chuyện này là vì tìm ngươi đấy. Những thứ còn sót lại trong vụ đó cũng chỉ có vết máu ngươi lưu lại trên núi Lão Quân thôi. Không cần cầu may. Ta đề nghị ngươi nên kiếm cớ trốn trước đi. Trừ Khánh Trần, những người khác đương nhiên cũng để lại vết máu. Nhưng những người để lại vết máu kia hoặc là chết rồi, hoặc bị Côn Luân tìm được. Những lời Ương Ương nói có nghĩa, vết máu mà Côn Luân tìm được, chỉ có vết máu của Khánh Trần là không biết của ai. Khánh Trần kinh ngạc nhìn đối phương, hắn không ngờ đối phương sẽ khuyên mình trốn. Hắn nghĩ một lúc rồi kiên trì nói, bạn học, ngươi nhận nhầm người thật rồi. Tiếng chuông tan học vang lên, Khánh Trần vỗ bả vai Nam Canh Thần, hai người cùng đi về phía hội trường ở tầng dưới, không có chút lo lắng nào, cũng không có chút do dự nào. Lần này đến phiên Ương Ương kinh ngạc, nàng nhìn bóng lưng Khánh Trần rồi nghĩ, chẳng lẽ nàng nhận nhầm người thật? Nếu không thì vì sao thiếu niên này lại không lo gì cả? Hoặc là nói, thiếu niên này đã có thủ đoạn để không bị phát hiện ra. Hồ Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua bóng lưng Khánh Trần, sau đó nhìn về phía Ương Ương, hắn có vấn đề gì sao? Ương Ương nhìn hắn một cái, chuyện này ngươi không cần biết, chú ý đừng chọc hắn là được. Hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân ngạc nhiên nhìn nhau. Có phải họ đã bỏ qua chuyện gì vô cùng quan trọng? Vì sao Ương Ương lại nhắc nhở họ không được động vào Khánh Trần? Chẳng lẽ hắn cũng là một tên yêu nghiệt? Họ nhìn về phía Ương Ương, nhưng cô nàng cũng không định giải thích cho họ. Trên thực tế, trong đêm hôm đó, từ khi khách sạn bốc cháy, Ương Ương đã chạy tới hiện trường. Khi đó nàng đợi thời cơ giết đám côn đồ, nhưng còn chưa kịp ra tay đã có một thiếu niên đi ra từ phía sau. Ương Ương tận mắt thấy Khánh Trần mặt không thay đổi, dùng dao găm chuẩn xác đâm vào lá lách từ phía sau một tên. Còn có, kỹ thuật bắn súng của đối phương cũng rất kỳ quái. Rõ ràng ngay cả tư thế cầm súng của thiếu niên này cũng không đúng tiêu chuẩn, phát súng đầu tiên cũng bắn trượt, nhưng phát súng thứ hai lại có thể bắn trúng mục tiêu, máu đỏ, súng ống, thiếu niên, giống như là một bức họa hoàn mỹ. Một phút này, nàng phát hiện thiếu niên không có chút vội vàng hay bối rối nào. Trong tình huống như vậy, đối phương lại có thể loại bỏ tất cả những biểu cảm của con người, trở thành một cỗ máy giết người lạnh băng. Sau đó, nàng lại nhìn thấy bộ máy giết người kia, bộc phát dũng khí và sát khí vô cùng kinh khủng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đến nỗi nàng đứng ngẩn người đằng sau thiếu niên, lặng yên thưởng thức nghệ thuật giết người mà quên mất ra tay. Ương Ương nhớ lại, thật ra trước kia nàng từng bị ép phải giết người khi đi ngang qua Ấn Độ Dương, lúc cướp biển đến, nếu nàng không giết người, người bị giết sẽ là nàng. Với lại, nếu nàng bị bắt làm tù binh, những gì đối phương làm còn tàn nhẫn hơn so với giết người nhiều. Từ đó về sau, nàng cũng không tiếp tục giết người, chỉ đập vụn đầu gối của bọn côn đồ ở trong bãi đậu xe mà thôi. Nhưng Khánh Trần khác nàng, đêm đó Khánh Trần là thợ săn, chủ động tìm kiếm con mồi của mình. Nàng nhớ lại những dấu chân máu trên mặt đất, nhớ lại sự mạnh mẽ và lạnh lùng trong đêm hôm đó của đối phương.
ấn tượng đầu tiên của Ương Ương chính là, thiếu niên này rất nguy hiểm, cho nên Ương Ương mới nhắc nhở Hồ Tiểu Ngưu không nên trêu chọc loại người nguy hiểm như thế này. Lúc xuống tầng, Nam Canh Thần nhỏ giọng thầm thì bên cạnh Khánh Trần, Trần ca, ta đã thấy tranh phác họa của học sinh chuyển trường kia. Có phải nàng ta đã phát hiện ra thân phận của ngươi? Lúc đó nàng ở đâu, sao ta chưa từng gặp bao giờ? Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn, sau này sẽ nói ngươi biết. Được thôi, Nam Canh Thần gật gật đầu, Trần ca, ngươi có thể đưa cho ta bức phác họa kia không? Ta sẽ mang về nhà lồng khung làm kỷ niệm, tay nghề vẽ tranh của cô nàng này thật tốt, lúc ta xem bức phác họa kia, lập tức nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, có muốn đốt thêm chút hương cho ta không? Khụ khụ, ta không có ý đó, Nam Canh Thần nói, lại nói, Trần ca, ta cảm thấy cô nàng kia rất xinh đẹp, có phải nàng có ý đối với ngươi nên mới ngồi cạnh ngươi không? Hai ngươi. Sau khi nghe hắn nói, Khánh Trần quay sang chăm chú nhìn đối phương, nói xấu sau lưng một cô nàng không phải là một thói quen tốt. Biết rồi, Nam Canh Thần khiêm tốn nhận sai, nhưng mà Trần ca, ngươi bị lấy máu xét nghiệm có sao không? Thật xin lỗi, là ta làm liên lụy đến ngươi, đây không phải là chuyện liên lụy hay không? Khánh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ lại những chuyện xảy ra đêm đó, ban đầu là vì cứu ngươi, nhưng sau đó thì thay đổi. Vì sao lại thay đổi? Vì có một số việc nhất định phải làm. Trên hội trường, 10 lều vải màu trắng không biết được dựng lên từ bao giờ. Trước mỗi lều đều để một cái bàn, bác sĩ và y tá mặc áo blue trắng ngồi bên cạnh bàn, cùng khử trùng, ngoáy tai, ống nghiệm đựng máu và các dụng cụ y tế khác cũng đã được chuẩn bị xong. Khánh Trần nhìn sang bên cạnh, thình lình phát hiện Tiểu Ưng, người đã từng bị tai nạn xe trên đường hành thư viện số 4 đang mặc áo blue trắng đứng đó. Ngược lại hắn không nhìn thấy Lộ Viễn, không biết vị đội trưởng Lộ này lại bận bịu gì nữa. Trên hội trường, thứ làm mọi người chú ý nhất không phải những cái lều vải màu trắng này, mà là Lưu Đức Trụ. Phải có hơn 30 tên công tử đang vây quanh người hắn, mọi người hi hi ha ha nhìn các bạn học trên hội trường, biểu cảm trên mặt mới lạ như lần đầu về nông thôn. Khánh Trần nhìn mọi chuyện cũng không thấy lạ lùng, hắn không cảm thấy nơi này có khách hàng tiềm năng nào. Bây giờ hắn đã chính thức thăng cấp lên thành kỵ sĩ, lại có nhân vật như Lý Thúc Đồng làm sư phụ nên cũng có tư cách chọn lựa khách hàng. Cách đó không xa, Ương Ương yên lặng nhìn mọi người. Hai người Khánh Trần và Nam Canh Thần cũng đứng trong đội ngũ, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Nàng nhìn thấy khi đến lượt đội ngũ Khánh Trần, thiếu niên ngồi trước bàn không chút do dự duỗi cánh tay ra, không hề lo lắng chuyện mình sẽ bị phát hiện. Chẳng lẽ thiếu niên này đã tiêm thuốc biến đổi gen nên không sợ? Ương Ương thầm nghĩ, ta còn tưởng hắn mới là người có khả năng là học sinh của Lý Thúc Đồng, nhưng hiện tại xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Trên thực tế, Khánh Trần từng hỏi Lý Thúc Đồng, truyền thừa của kỵ sĩ là vô cùng bí mật. Nếu có người biết cũng chỉ biết chuyện Thanh Sơn Tuyệt Bích, bởi vì Thanh Sơn Tuyệt Bích là thứ không thể di chuyển, nhưng mà hầu như không có người nào biết sinh tử quan là gì. Cũng không biết sau khi hoàn thành sinh tử quan thì làm cách nào để mở ra khóa gen, làm sao để thăng cấp, toàn bộ thế giới trong chỉ có kỵ sĩ là có quan hệ với khóa gen. Cho nên, lúc này Khánh Trần mới không hề lo lắng, hiện tại hắn đã có thể yên tâm lấy máu xét nghiệm, mặc kệ đối phương xét nghiệm bao nhiêu lần. Báo cáo xét nghiệm đều sẽ làm suy đoán của tất cả mọi người đi theo một hướng khác. Trên đường trở về phòng học sau khi hắn lấy máu xong, khi hắn đi ngang qua bên người Ương Ương, cô nàng này bỗng nói, ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng ta sẽ không thay đổi suy nghĩ. Khánh Trần cười cười, không trả lời, không ai chú ý tới. Sau khi Khánh Trần lấy máu xong, Tiểu Ương mặc áo blue trắng đi vào trong lều vải. Y tá phụ trách lấy máu xét nghiệm cho Khánh Trần trước đó im lặng lấy ra một ống máu, cơ thể hai người chỉ đi lướt qua nhau. Ống máu kia đã xuất hiện trong tay Tiểu Ưng, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà quan sát xung quanh, sau đó yên lặng lên một cái xe cứu thương. Lên xe, hắn cởi chiếc áo blue trắng ra, nhìn Trịnh Viễn Đông ngồi bên cạnh, nói, ông chủ, lấy được rồi. Trịnh Viễn Đông gật gật đầu nói, mang đến phòng xét nghiệm đi, ta cần kết quả nhanh nhất có thể. Tiểu Ưng nghĩ một lúc rồi hỏi, ông chủ, chúng ta cẩn thận như vậy làm gì? Ngài tổ chức lấy máu xét nghiệm quy mô lớn ta có thể hiểu được vì không muốn làm cho học sinh và phụ huynh hoảng sợ. Nhưng lúc lấy mẫu máu của hắn, sao phải cẩn thận như vậy? Trịnh Viễn Đông nhìn Tiểu Ưng một chút, bình tĩnh giải thích, có rất nhiều người đang tìm hắn, dù chúng ta muốn xác nhận thân phận của hắn cũng phải bảo đảm an toàn cho hắn, còn có người đang tìm hắn. Cửu Châu sao? Tiểu Ưng hiếu kỳ. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, không chỉ Cửu Châu, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. 5 giờ chiều. Trong căn phòng xét nghiệm nào đó, Tiểu Ưng cầm một bản báo cáo xét nghiệm đi đến trước mặt Trịnh Viễn Đông, hắn do dự một lúc rồi nói, ông chủ, không phải hắn. Biểu cảm trên mặt Trịnh Viễn Đông bỗng thay đổi, hắn liên tục xem lại báo cáo xét nghiệm, cuối cùng mới xác định DNA của thiếu niên tên là Khánh Trần không giống với người mà họ đang tìm kiếm.
hắn nhớ lại tất cả manh mối mà mình đã tìm được. Trong phòng làm việc yên tĩnh, Trịnh Viễn Đông lặng lẽ nhắm mắt, hắn đi theo dấu chân của thiếu niên kia, tưởng mọi chuyện sẽ sáng tỏ, nhưng khi tất cả mọi chuyện gần như rõ ràng, lại vì một báo cáo xét nghiệm mà phủ định tất cả những suy nghĩ của hắn, cứ như hắn bị người ta chặt đứt hết tất cả manh mối vậy. Ông chủ, Tiểu Ưng nhịn không được hỏi, phải làm gì bây giờ? Trịnh Viễn Đông đứng dậy, người giật dây có lẽ không phải hắn, nhưng tên sát thủ trên núi Lão Quân nhất định là hắn, ta tin vào phán đoán của mình. Trịnh Viễn Đông đang nghĩ, nếu như tất cả những manh mối hắn tìm được đều chính xác, nhưng bản báo cáo xét nghiệm lại chứng minh suy đoán của hắn là sai, như vậy trong chuyện này nhất định còn có manh mối mà hắn không biết, dẫn đến bản báo cáo xét nghiệm phủ định suy đoán của hắn. Hắn đã biến đổi DNA của mình, Trịnh Viễn Đông nói với Tiểu Ưng, giữa sự kiện trên núi Lão Quân và sự kiện lấy máu xét nghiệm. Trong thời gian hơn 20 ngày tính cả ở thế giới trong và ngoài cộng lại, DNA của Khánh Trần đã thay đổi, đây là giải thích hợp lý nhất, chắc chắn thiếu niên kia biết, vết máu đối phương lưu lại trên núi Lão Quân là manh mối vô cùng quan trọng, trong hơn 20 ngày qua, đối phương đã chủ động biến đổi DNA của mình, có những thủ đoạn gì có thể biến đổi DNA của mình, chỉ có thuốc biến đổi gen thôi, nhưng vấn đề là, nếu hắn là người du hành thời gian trong ngục giam số 18, là học sinh của Lý Thúc Đồng, người giật dây phía sau Lưu Đức Trụ, tại sao hắn lại lựa chọn tiêm thuốc biến đổi gen? Phải biết, tất cả mọi người ở thế giới trong đều hiểu rất rõ, thuốc biến đổi gen để lại rất nhiều di chứng. Trong kỷ nguyên trước, thuốc biến đổi gen là cấm kỵ của tòa án cấm kỵ. Họ dùng thủ đoạn để lấy ra một đoạn gen của thần linh rồi ghép vào gen của con người. Thứ này rất thần bí, Trịnh Viễn Đông từng cho người nghiên cứu kỹ thuốc biến đổi gen, nhưng đến bây giờ vẫn không có ai có thể đột phá kỹ thuật này. Về sau, thuốc biến đổi gen dần nhiều hơn. Các tập đoàn đã tìm được rất nhiều kiểu gen mới trong cấm địa, sau đó phân tích, nhưng di chứng cũng theo đó mà đến, người tiêm thuốc biến đổi gen sẽ mất khả năng sinh con. Việc này thuận theo đại lý bình thường, muốn có thêm thứ gì phải mất đi một thứ khác, mọi thứ đều có cái giá của nó, cho nên học sinh của Lý Thúc Đồng sẽ vì che giấu tung tích mà chấp nhận hy sinh. Đương nhiên sẽ không, những người dân sinh sống ở tầng chót của xã hội vì sinh tồn, địa vị gia tộc, bảo vệ người thân, kiếm ăn mới coi trọng thuốc biến đổi gen. Vì ở thời đại mà tính mạng con người bị coi như cỏ rác, họ chỉ còn cách mạnh lên, trở nên có giá trị mới có thể sống tốt hơn một chút, nhưng trong giới thượng lưu, cho đến bây giờ đều khinh thường sử dụng thuốc biến đổi gen. Nghĩ tới đây, đột nhiên Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Tiểu Ưng, các ngươi có trách ta tiêm thuốc biến đổi gen cho các ngươi không? Tiểu Ưng gãi đầu rồi cười nói, ông chủ, ngươi nói gì đó, đây là lựa chọn của mọi người, chúng ta đều biết di chứng, nhưng các ngươi còn rất trẻ, không thể ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Tiểu Ưng cười cười, thật ra, căn bản là do không tìm được bạn gái, dưới ánh nhìn khinh bỉ của Trịnh Viễn Đông, Tiểu Ưng vội nói, ông chủ, ta chỉ đùa thôi. Với lại, có vài chuyện cần có người làm, đúng không? Ngài yên tâm đi, chúng ta đã tuyên thệ, không oán không hối. Trong văn phòng im lặng lại, Trịnh Viễn Đông trầm mặt, Tiểu Ưng nói sang chuyện khác, ông chủ, có thể phía sau Khánh Trần còn một người nữa. Trịnh Viễn Đông trầm tư, ta cũng nghĩ đến khả năng này, với lại cũng chỉ còn khả năng này. Người giật dây luôn hành động rất cẩn thận, không có khả năng dễ dàng đi ra sân khấu như vậy, giống như Hà Kim Thu, từ trước đến nay, có rất ít người thấy hắn ra tay, vì đối phương muốn làm người bày mưu nghĩ kế, đứng sau khống chế tất cả mọi chuyện. Từ chuyện này, Khánh Trần và Lưu Đức Trụ đều như con cờ trong tay người nào đó, bị người đánh cờ đặt lên sân khấu. Đêm hôm ấy trên núi Lão Quân, tên sát thủ vô cùng hung hăng, điều này không giống cách hành sự của người giấu sau màn. Nếu là hắn, có lẽ kết quả mọi chuyện sẽ khác, ta cần xác nhận lại một chuyện. Nói xong, Trịnh Viễn Đông gọi một cú điện thoại, giúp ta mang đoạn hội thoại giữa Nam Canh Thần và Khánh Trần đến đây, từ lúc bắt đầu xuyên qua đến nay, tất cả mọi thứ, cuộc điện thoại này không biết là gọi cho ai, nhưng rất nhanh, tất cả những ghi chép về đoạn hội thoại của hai người đã được gửi đến. Chuyện này trái với luật pháp nhưng hắn nhất định phải hiểu rõ hơn về Khánh Trần. Trịnh Viễn Đông xem kỹ tất cả, phát hiện trong một đoạn thời gian rất dài sau khi sự kiện bắt đầu, Nam Canh Thần không biết thân phận người du hành của Khánh Trần, cho đến lần trở về trước, hắn nhìn ghi chép về đoạn hội thoại này, Trần ca, ngươi ở đâu? Có ở đây không, có ở đây không, có ở đây không? Trần ca, ngươi nghe ta giải thích, Trần ca, không phải như những gì ngươi nghĩ đâu, ta và Lý Y Nặc chỉ là bạn bè bình thường. Trịnh Viễn Đông cảm thấy kỳ quái, a, chắc là họ đột nhiên gặp nhau ở thế giới trong, với lại đã xảy ra vài chuyện kỳ quái, dẫn đến Nam Canh Thần nóng lòng giải thích, Lý Y Nặc. Ta từng nghe nói về người này, đây không phải là con gái trưởng đời thứ ba của Lý Thị sao? Trước đó ta còn xem tin tức, nàng dẫn đầu đội ngũ thu săn đi vào hoang dã. Lý Y Nặc quá nổi tiếng,
còn là nhân vật quan trọng của tập đoàn, nổi tiếng đến mức Trịnh Viễn Đông cũng biết tin về nàng. Trước mắt xem ra, Nam Canh Thần đi về phía Nam theo đội ngũ thu săn, sau đó gặp Thánh Trần. Nhưng vì sao, Nam Canh Thần lại giải thích quan hệ giữa mình và Lý Y Nặc là bạn bè bình thường, mà Thánh Trần lại bảo Nam Canh Thần phải bồi bổ thật tốt trong 7 ngày trở về này. Tiểu Ưng thầm nói, ông chủ, theo ta thấy, có lẽ Nam Canh Thần bị phú bà Lý Y Nặc bao nuôi chăng? Trịnh Viễn Đông giật mình sửng sốt, đúng vậy, nghe cũng hợp lý. Hắn tiếp tục nhìn đoạn hội thoại, sau đó liền thấy Nam Canh Thần bảo Khánh Trần đến thành phố sống với mình, Khánh Trần lại nói tay làm hàm nhai thì tiền kiếm được mới thơm, xem cũng khá hợp lý. Tiểu Ưng cảm thấy rất hâm mộ, nếu ta cũng có thể bị phú bà bao nuôi thì tốt quá, ta đã dùng thuốc biến đổi gen, không chỉ có thể lực tốt, còn không cần buộc garo. Dưới ánh nhìn khinh bỉ của Trịnh Viễn Đông, Tiểu Ưng ngậm miệng. Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần là thợ săn trên hoang dã, Nam Canh Thần lại ở bên người Lý Y Nặc, hắn đã tiết lộ rất nhiều chuyện liên quan tới Lý Thị cho Khánh Trần. Như vậy có thể giải thích được, Nam Canh Thần biết được những chuyện liên quan đến kế hoạch diệt trừ từ Lý Y Nặc, sau đó nói cho Khánh Trần. Tiểu Ưng nói, ông chủ, có phải Nam Canh Thần mới là người giật dây hay không, ngươi nhìn xem, tất cả mọi chuyện đều có hắn tham gia. Trịnh Viễn Đông chậm rãi nhìn về phía hắn, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Thật ra bây giờ hắn đang cảm thấy rất tiếc nuối, hôm nay Côn Luân Cất Công tổ chức lấy máu xét nghiệm, vậy mà cũng chỉ có thể xác định thân phận thợ săn hoang dã của Khánh Trần mà thôi. Căn cứ theo những manh mối trước mắt, Khánh Trần và Lưu Đức Trụ đều đã tiêm thuốc biến đổi gen, cho nên họ không thể nào là nhân vật quan trọng kia được. Vấn đề mấu chốt là, Khánh Trần không ở trong ngục giam số 18. Thật ra Trịnh Viễn Đông và Tiểu Ưng không biết, thân phận thợ săn hoang dã này cũng không quan trọng. Khánh Trần giữ lại đoạn hội thoại này vì muốn chứng minh hắn không ở trong ngục giam số 18. Đã thế, hắn chắc chắn không thể là người bí ẩn kia. Sau đó, hắn có thể tự do ra vào thành phố. Ai mà ngờ được, thật ra hắn có thể tự do ra vào ngục giam. Khánh Trần có thể bại lộ thân phận người du hành thời gian, cũng có thể làm cho người ta nghĩ hắn là quân cờ của người nào đó. Đây chính là bức tường bảo vệ thứ hai của hắn. Trên thực tế, Khánh Trần đã ý thức được một việc, sau những chuyện đã xảy ra, hắn không có khả năng không lộ ra manh mối gì, cho nên hắn liền lùi một bước mà tiến hai bước, chủ động lựa chọn cho mình một thân phận không được coi trọng. Nhưng mà, Trịnh Viễn Đông cảm thấy, mặc dù hai người Khánh Trần và Lưu Đức Trụ chỉ là quân cờ, nhưng địa vị của Khánh Trần chắc chắn không phải cấp dưới của Lưu Đức Trụ, loại chuyện này tuyệt không thể nghe lời nói từ một phía Lưu Đức Trụ được. Trên thực tế, trong những tình huống như thế này, ai ẩn giấu càng sâu, địa vị người đó cao hơn. Nếu như nói Lưu Đức Trụ là đầy tớ, như vậy ít nhất Khánh Trần cũng là một tên tay sai đắc lực, căn cứ vào manh mối và tin tức mà Trịnh Viễn Đông lấy được, Khánh Trần thật sự mạnh hơn Lưu Đức Trụ nhiều. Tiểu Ưng hỏi, ông chủ, nói thật, chúng ta đều không hiểu, vì sao ngươi chắc chắn Khánh Trần chính là tên sát thủ trên núi Lão Quân, ngay cả lần này lấy máu xét nghiệm này đặc biệt được tổ chức vì hắn. Trịnh Viễn Đông nói, những đầu mối này do rất nhiều chuyện sâu chuỗi lại. Lúc sự kiện xuyên qua vừa mới bắt đầu, Lộ Viễn phát hiện một tên thiếu niên khả nghi xuất hiện ngoài cửa khu nhà của Hoàng Tể Tiên, vụng trộm quan sát chúng ta. Hoàng Tể Tiên chính là tên học sinh cấp 3 bị điên trong trường song ngữ ở Lạc Thành. Lúc ấy, Lộ Viễn và Hồ Lô Định âm thầm theo dõi thiếu niên kia. Ban đầu họ cũng không xác định được thiếu niên này xuất hiện ở nơi đó có phải trùng hợp hay không, cho đến khi thiếu niên này cắt đuôi họ, Lộ Viễn mới có thể chắc chắn đối phương là người du hành thời gian, còn là một người du hành có năng lực chống theo dõi rất cao. Tiểu Ưng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn nghe kể về việc này, đội trưởng Lộ nhìn tùy tiện như vậy thôi, nhưng từng là cao thủ trinh sát hình sự. Một học sinh trung học được đội trưởng Lộ và Hồ Lô cùng theo dõi sao có thể nói mất dấu là mất dấu được. Trịnh Viễn Đông nói, Lộ Viễn sợ mất mặt nên không nói cho các ngươi biết, nhưng sau đó hắn đã vụng trộm xem thiết bị giám sát ngày hôm đó, cuối cùng phát hiện đối phương biến mất trong trường song ngữ Lạc Thành, vùng đường hành thự này. Đây là manh mối thứ nhất. Trịnh Viễn Đông tiếp tục nói, về sau, nhà một người du hành thời gian tên là Giang Tuyết bị đột nhập. Trong hai tên côn đồ, một tên bị quẳng xuống cầu thang hôn mê tại chỗ, một tên chạy trốn được, nhưng trong quá trình tên côn đồ kia chạy trốn, hắn bị người dùng vũ khí đánh gãy chân. Quỷ dị nhất chính là tên côn đồ này lại không thấy rõ người này là ai, đối phương cực kỳ cẩn thận, đánh một đòn thành công liền nhanh chóng biến mất trong bóng tối, nhanh đến nỗi khi hàng xóm mở cửa sổ ra xem náo nhiệt lại chỉ có thể nhìn thấy một tên côn đồ gãy chân. Giống như cái chân gãy của tên côn đồ kia là do hắn tự ngã. Tiểu Ưng nói, ta biết việc này. Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần là hàng xóm của Giang Tuyết, ở ngay tầng dưới nhà nàng, có hàng xóm nói hắn có quan hệ rất tốt với con gái của Giang Tuyết. Đây là manh mối thứ hai. Trịnh Viễn Đông nói, lúc hai học sinh Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân bị bắt cóc tại nhà Giang Tuyết, Lưu Đức Trụ đã đưa các ngươi đến đường hành thự.
Nhưng sao Lưu Đức Trụ biết chuyện này? Đến cùng là ai phát hiện chuyện này rồi gửi tin tức cho mọi người? Cũng chính là sau khi xảy ra chuyện này, ta và Lộ Viễn mới ý thức được, có một người trốn ở phía sau màn, giật dây con rối, làm những trò này để đánh lạc hướng người khác. Thật ra cho đến giờ phút này, Trịnh Viễn Đông mới chú ý tới một người xuất hiện trong tất những manh mối có liên quan, đó là Khánh Trần. Trong tất cả mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến có cái tên này, nhưng giống như mỗi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Đây là manh mối thứ ba, Trịnh Viễn Đông nói, trong sự kiện trên núi Lão Quân, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10 khách sạn, ngay cả ghi chép những người ở đó cũng bị đốt mất. Bởi vì xảy ra vụ hỏa hoạn đó, chúng ta không thể nào tra được những ai từng thuê khách sạn. Tiểu Ưng nói, đúng vậy, lúc đó đội trưởng Lộ còn tự mình đi lật phế tích, nhưng không tìm được cái gì cả. Trịnh Viễn Đông nói, các ngươi đều không để ý đến một việc, hiện tại tất cả mọi người đều đã đặt trước khách sạn trên app. Ta đã tra trên Mỹ Đoàn, tìm được thông tin thuê nhà của Giang Tuyết. Giang Tuyết không có xe riêng, ta đã đi tìm ghi chép danh sách khách hàng trên xe buýt. Bây giờ nếu muốn ngồi xe buýt chính quy cũng cần dùng thẻ căn cước mua vé, cho nên ta phát hiện, Khánh Trần cũng ngồi trên chuyến xe đến núi Lão Quân, cho nên, đêm đó Khánh Trần cũng ở trên núi Lão Quân. Đây là manh mối thứ tư. Về sau Trịnh Viễn Đông còn tìm hiểu được, Khánh Trần là bạn học Kim Anh em tốt của Nam Canh Thần. Điều này có thể giải thích vì sao Khánh Trần giết tên côn đồ ở phía sau khách sạn sau đó lại lên tầng 2 trước, chắc chắn là để cứu Nam Canh Thần. Cũng có thể giải thích, vì sao Vương Vân nói sát thủ còn rất trẻ. Nam Canh Thần lại nói sát thủ là đàn ông trung niên hơn 30 tuổi. Sau đó Trịnh Viễn Đông lại phát hiện trong ghi chép hành khách trên xe buýt, sau khi xảy ra vụ án bắt cóc, đến sáng sớm ngày mùng 8 tháng 13 người Giang Tuyết, Khánh Trần, Lý Đồng Vân mới rời khỏi núi Lão Quân. Trong thời gian này, chắc chắn Khánh Trần đang dưỡng thương. Rất nhanh, Trịnh Viễn Đông lại phát hiện, sau khi sự kiện xuyên qua xảy ra, cha của Khánh Trần lại liên tục vào tù, hai lần đều do bị người báo tụ tập đánh bạc. Hắn đi tra những người báo tin, trong đó một hồ sơ viết người báo cáo là công dân gương mẫu Khánh Tiên Sinh. Giờ phút này, rốt cục Trịnh Viễn Đông cũng có thể đánh giá rõ ràng con người Khánh Trần, độc ác tàn nhẫn. Đây là manh mối thứ năm. Khi sâu chuỗi năm manh mối này lại, đến Trịnh Viễn Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể phán đoán một cách chính xác. Học sinh cấp 3 gọi là Khánh Trần kia vẫn luôn giấu kín thân phận nhưng lại có tác dụng cực lớn trong mỗi sự kiện xảy ra. Có lẽ đối phương không phải là người giật dây kia, nhưng có thể chắc chắn tên sát thủ trên núi Lão Quân chính là hắn. Trong văn phòng, miệng Tiểu Ưng càng mở càng lớn, ông chủ, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Theo Tiểu Ưng, mặc dù mỗi cái manh mối mà ông chủ nói đều rất có sức thuyết phục, nhưng hắn không thể tin được một học sinh trung học lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trong từng sự kiện kia, đổi lại là hắn, sợ là đã sớm bị bọn côn đồ giết rồi. Với lại, đối phương không chỉ có khả năng phản trinh sát rất tốt, có thể cắt đuôi được Lộ Viễn, còn có thể lấy một địch nhiều, tỉnh táo giết người. Mấu chốt nhất là, lại còn có thể không quan tâm tình thân mà đưa cha ruột vào tù. Tên này con mẹ nó chắc chắn là người vô cùng tàn nhẫn. Vậy ông chủ định làm gì với thiếu niên này bây giờ? Tiểu Ưng suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra Côn Luân bây giờ rất cần những kẻ khó chơi như thế này. Đúng vậy, Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói, dù chúng ta không tìm được người phía sau màn, nhưng có thể khiến Khánh Trần làm việc cho chúng ta cũng coi là thu hoạch không tệ. Tiểu Ưng hớn hở cười nói, đúng, không mất công đi không một chuyến. Trịnh Viễn Đông, .. Tiểu Ưng không dám cười nữa, ông chủ, ta nói sai rồi. Trịnh Viễn Đông thấm thía nói, Tiểu Ưng, có phải do mấy lần xung đột trước làm cho đầu óc ngươi xảy ra vấn đề gì hay không? Ta cho nhóm ngươi nghỉ 2 ngày, ngươi nên đi kiểm tra thử xem. Không cần đâu ông chủ, ta không sao, ta chỉ nói đùa chút thôi mà. Tiểu Ưng vừa đáng thương vừa thành khẩn nói, 6 giờ tối, ngoài cửa ra vào phòng pháp y, một nhân viên làm như không có chuyện gì mà đi ra ngoài, bảo vệ ngoài của cười chào hỏi hắn, Tần khoa trưởng, tan tầm về nhà sao? Tần trưởng khoa cười đáp lại, ừ, mệt mỏi một ngày rồi, nhanh về nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Tần trưởng khoa liền đi lên xe buýt. Đầu tiên, hắn đi đến chợ bán thức ăn trước, mua một bó hành, một bó rau cần, 2 cân thịt trâu, sau đó lại đi sang cửa hàng tạp hóa mua một chai xì dầu. Lúc này hắn mới đi về nhà. Cuối mùa thu, sắc trời cũng mau tối hơn. Chỉ là sau khi về đến nhà, Tần trưởng khoa lại không bật đèn trong phòng khách ngay, sờ soạng đi về phía tủ tivi. Hắn lấy ra một lá thư từ phía sau tivi, dựa vào ánh đèn điện thoại mà viết xuống mấy chữ lên trên lá thư, DNA không chính xác. Viết xong, Tần trưởng khoa lấy ra một con dao thái thịt từ trong bếp, nhẹ nhàng cắt trên cánh tay của mình, cứ như vậy, vết thương này sẽ bị quần áo che mất, không người nào có thể nhìn thấy được nó. Hắn nhỏ một ít máu lên trên phong thư, có thể thấy máu chảy theo những khe rãnh rồi chảy ra toàn bộ bức thư. Tần trưởng khoa lấy ra một cái bật lửa rồi bắt đầu đốt bức thư, ngọn lửa màu đỏ cam từ từ cháy lớn, chiếu sáng phòng khách.
Ngay sau đó Tần trưởng khoa nhìn về phía đối diện, hắn hoảng sợ hét ầm lên, không tự chủ mà lui về phía sau. Trong nháy mắt khi ánh lửa chiếu sáng phòng khách, hắn mới phát hiện trên chiếc ghế salon đối diện là đồng nghiệp cũ của mình, Lộ Viễn. Lộ Viễn không hề có ý định dập lửa trên phong thư kia, mặc cho nó cháy hết trong tay Tần trưởng khoa. Phòng khách lại tiếp tục bị bóng tối bao trùm. Lộ Viễn thở dài nói, lão Tần, vì sao? Trước đó ta không tin những gì trinh sát nói, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi còn từng dạy ta phải làm người chính trực. Tần trưởng khoa dựa lên tủ tivi, thoáng có chút run rẩy nói, tiểu Lộ, ta bị ung thư, đối phương có loại thuốc mà ta cần, thứ này không có ở thế giới ngoài. Ta đã điều tra giá cả trên chợ đen ở nước ngoài, với tiền lương ít ỏi của ta, căn bản mua không nổi, dù có bán hết tất cả của cải cũng chỉ có thể đủ mua lượng thuốc dùng trong một tháng. Lộ Viễn vô cùng sửng sốt, hắn không nghĩ tới lão Tần lại phản bội tổ chức vì chuyện này, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc, có rất nhiều người mắc bệnh nan y như lão Tần. Trước kia mọi người còn cảm thấy ung thư là một khái niệm gì đó xa xôi, nhưng bây giờ có mấy ai không có bạn bè bị ung thư cơ chứ. Nhưng mà, người nắm giữ con tem ác ma kia đang lợi dụng mong muốn được sống của mỗi người, hoặc những mong muốn khác của họ, thúc đẩy họ làm giao dịch với ác ma. Đối phương không hề ép buộc ai. Trong thần thoại, ác ma chưa bao giờ ép buộc ai, bọn chúng chỉ dùng lợi ích để câu dẫn con người bán đứng linh hồn. Tần trưởng khoa run rẩy nói, tiểu Lộ, tha cho ta một lần này thôi, dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Lộ Viễn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt của hắn cũng bị bao phủ trong bóng tối, thấy không rõ biểu cảm như thế nào. Một lúc lâu sau, Lộ Viễn thở dài một tiếng nói, lão Tần, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, Tần trưởng khoa liền quay người muốn chạy ra ngoài, nhưng Lộ Viễn đã nhanh chóng đi đến cạnh hắn, đánh hắn ngất xỉu. Lộ Viễn yên lặng nhìn vị đồng nghiệp cũ này, trong đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra xem ai là người tiết lộ thông tin ra ngoài, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Trong phòng khách u ám, Lộ Viễn ngồi trên ghế salon chờ đồng đội trợ giúp, hắn muốn bí mật dẫn lão Tần đi. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gọi một cuộc điện thoại, sau đó thẫn thờ phát hiện không biết đã gọi xong từ lúc nào. Mấy chục phút sau, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, Lộ Viễn mở cửa ra xem, hóa ra là ông chủ Trịnh Viễn Đông đích thân đến. Ông chủ, sao ngài lại tới đây? Trịnh Viễn Đông nhìn thoáng qua lão Tần còn đang hôn mê trên mặt đất, bắt tại chỗ. Ừ, tinh thần Lộ Viễn có vẻ khá chán nản. Ông chủ, lúc ta vừa vào nghề, có lần điều tra một vụ án rất kinh khủng. Trong lúc lão Tần kiểm tra thi thể, ta thì nôn bên ngoài phòng giải phẫu. Sau đó hắn rót một cốc nước nóng cho ta, nói với ta thật ra lúc hắn mới vào nghề cũng vậy. Lộ Viễn tiếp tục nói, hắn nói, công việc của chúng ta tuy vừa khổ vừa mệt, tiền lương cũng thấp, nhưng đã chọn thì không nên nghĩ nhiều làm gì. Nói thật, lúc điều tra người làm lộ thông tin, hắn không ngờ lại tra ra lão Tần. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, lão Tần phạm pháp, cứ để luật pháp xử lý hắn. Nhưng ngươi và ta có thể hiểu, lúc một người đối mặt với sinh tử của bản thân đều sợ hãi, ta không trách hắn, ngươi cũng không cần trách hắn. Lộ Viễn nói, con gái lão Tần còn đang đi học, nếu chúng ta làm vậy, không biết con hắn có bị ảnh hưởng gì không? Trên đời này vốn cũng không có ai có thể lạnh lẽo như máy móc, tất cả mọi người đều có máu có thịt, đều lo lắng cho gia đình, cũng sẽ vui cười giận mắng. Mong ước trong lòng loại người mạnh mẽ như Trịnh Viễn Đông là được quay về năm đó, uống rượu với các chiến hữu trên quán đồ nướng ven đường. Bính mệnh tam lang như tiểu ưng thỉnh thoảng cũng sẽ mơ được phú bà bao nuôi. Mỗi người đều có mơ ước của riêng mình, nhưng chắc chắn những mơ ước đó đều liên quan đến tình người. Trịnh Viễn Đông nói, ngươi sai người làm một bản thống kê, những người có người thân bị bệnh nặng hay gia tộc có bệnh di truyền. Nếu ở thế giới trong có thuốc hoặc thuốc biến đổi gen có thể chữa được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy cho họ. Lộ Viễn ngạc nhiên, ông chủ, thuốc chữa bệnh liên quan đến gen di truyền ở thế giới trong không rẻ. Trong phòng khách, Trịnh Viễn Đông yên lặng nhìn lão Tần vẫn đang hôn mê, sau đó vỗ vỗ bả vai Lộ Viễn, không có gì, ta sẽ nghĩ cách. Đúng rồi, thưa ông chủ, Lộ Viễn nói, ta dựa theo những gì ngươi nói, không ngăn hắn truyền tin ra ngoài. Ừ, Trịnh Viễn Đông gật gật đầu, nhưng mà, ta vẫn không thể hiểu được. Lộ Viễn buồn bực, chúng ta rất vất vả mới lấy được kết quả xét nghiệm, tại sao phải đưa cho người khác? Vì ta không muốn người khác cũng mắc tới tên học sinh cấp 3 Khánh Trần này. Trịnh Viễn Đông trả lời, tuy lần này vẫn không thể tìm được người giật dây, nhưng tìm được người có thể lôi kéo làm thành viên tổ chức như Khánh Trần cũng khiến Trịnh Viễn Đông cảm thấy mọi chuyện hắn làm không hề vô ích. Hắn nói với Lộ Viễn, mặt khác, triệu tập tất cả bộ phận gián điệp, điều tra hình sự, phân tích hành vi, giải mã mật mã đến đây, báo cho những người phụ trách đặt hết vé máy bay gần nhất tới Lạc Thành, ta có dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra ở nơi này. Bộ đặc công của các ngươi hành động cũng phải thật cẩn thận và cảnh giác, bắt đầu điều động mọi người đến Lạc Thành đi. Trong tiết tự học buổi tối,
chủ nhiệm lớp 11 ban ba Điền Hải Long đi dạo một vòng xung quanh lớp học. Khi thấy Khánh Trần ngồi trong phòng, chủ nhiệm vô cùng sửng sốt, có phần ngoài ý muốn. Điền Hải Long cảm thấy, rất ít khi hắn thấy Khánh Trần trong tiết này, vì thế nội tâm hắn lúc này vô cùng kích động. Lúc tan học, Khánh Trần và Nam Canh Thần cùng ra bên ngoài. Ở lớp bên cạnh, đám công tử kia khoác vai Lưu Đức Trụ, ồn ào muốn đi chơi ở quán Ba Lạc Thành. Kết quả Lưu Đức Trụ không đồng ý, một mình cưỡi xe đạp về nhà. Đám công tử kia có vẻ khá mất hứng, từng tên rú ga ở cửa trường học. Trong âm thanh vù vù của từng chiếc xe sang trọng, Khánh Trần thậm chí cảm thấy đây mới là thế giới cyber. Nhưng Khánh Trần cũng hiểu được, Lưu Đức Trụ vội vã về nhà hẳn là có tin muốn báo cho mình. Rất có thể lắm, Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần, ngươi có tính toán gì tiếp không? Ta thấy Lý Y Nặc đối với ngươi rất tốt, sư phụ ta cũng nói nàng thật lòng yêu ngươi. Nam Canh Thần lắc đầu nói, đúng là nàng đối với ta rất tốt, nhưng ta vẫn muốn tập làm hacker hơn. Đến lúc trở về thế giới trong, ta cũng có năng lực giúp ngươi đúng không? Với lại mọi người thường nói, sống đến già học đến già, ta hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ thật nhanh, không làm liên lụy đến ngươi nữa. Ta cũng không thể dựa vào Lý Y Nặc mãi. Khánh Trần hơi xúc động, thật sự là đường tới thiên đường ngươi không đi, đâm đầu vào con đường học hành này làm gì? Nam Canh Thần, chấm hỏi, nhưng đúng lúc này, trong lúc vô tình quay đầu, Khánh Trần lại phát hiện Ương Ương luôn đi theo sau họ. Hắn nghĩ một lúc rồi nói với Nam Canh Thần, ta về nhà trước đây, ngày mai gặp lại. Nói xong, Khánh Trần đi vào trong đám người. Hắn lặng lẽ đi ngang qua đường hành thự, tiến vào viện số 4. Đến lúc này vẫn có tiếng bước chân mơ hồ như cũ theo sau hắn. Khánh Trần quẹo vào một ngõ nhỏ u ám, hắn bỗng quay đầu nhìn cô nàng phía sau, vì sao lại theo ta? Ương Ương trầm mặc mấy giây rồi nói, xin hỏi, lầu số 12 đi thế nào? Khánh Trần nhíu mày, lầu số 12, đây không phải nhà của mình sao? Chờ chút, sáng sớm hôm nay Giang Tuyết có nói, căn phòng bên cạnh đã có hộ mới chuyển tới, không phải là cô nàng Ương Ương này đi. Khánh Trần thử thăm dò, chủ nhà mới phòng 101, từ, Ương Ương đưa chìa khóa ra, đêm qua mới đến, bây giờ không tìm thấy đường, vậy ngươi theo ta. Khánh Trần nói xong liền đi phía trước dẫn đường, ngươi cũng ở chỗ này sao? Ương Ương hiếu kỳ, từ, Khánh Trần nói, ta ở nơi này nhiều năm rồi, vậy thì tốt, sau này ta đi theo ngươi là được, Ương Ương nói. Lúc nghe được câu nói này, Khánh Trần cảm thấy hơi khó hiểu, cái gì gọi là sau này đi theo hắn là được, chẳng lẽ nàng ta không biết đường đến cửa chính? Lúc ở lớp, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều khen nức nở khả năng dùng súng của cô nàng này, sau đó còn kể chuyện nàng một mình vượt qua Ấn Độ Dương, loại người này sao có thể không tìm thấy nhà mình cơ chứ, chuyện này không hợp với lẽ thường. Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dò hỏi lần nữa, dân mù đường, lần này Ương Ương trầm mặc rất lâu, từ, Khánh Trần thầm cảm thấy bất ngờ, một thiếu nữ thiên tài như vậy lại là dân mù đường. Buổi sáng, hắn nhớ Hồ Tiểu Ngưu từng nói, lúc đầu đối phương chỉ chơi du thuyền ở khu vực gần bờ biển, sau đó tự dưng nổi hứng vượt qua Ấn Độ Dương. Lúc đối phương ở trên biển, đầu tiên là đánh lui cướp biển, sau đó thuyền mất phương hướng, cuối cùng phải đi rất lâu mới trôi dạt vào Pakistan. Khi Khánh Trần nhớ lại tất cả những gì mà thiếu nữ trải qua, nhịn không được mà đoán, cái gọi là nhất thời nổi hứng vượt qua Ấn Độ Dương, sẽ, không phải là lạc đường trên biển chứ, sau đó tự nhiên sáng tạo ra một truyền kỳ. Còn có, cái gọi là mất phương hướng trên biển, bất đắc dĩ trôi dạt vào Pakistan chẳng lẽ lại là lạc đường. Bỗng nhiên Khánh Trần cảm thấy, suy đoán của mình nghe có vẻ rất hợp lý. Tới cửa nhà, Khánh Trần nhìn Ương Ương móc chìa khóa mở cửa chính, sau đó nói một tiếng cảm ơn, hắn nhìn vào trong phòng. Dù tất cả đồ đã đổi mới nhưng bức tường tróc từng mảng vẫn còn, xem ra đối phương cũng không có ý sửa chữa. Khánh Trần nhịn không được hỏi, ngươi vừa chuyển đến đây, không cần sửa chữa lại gì sao? Ương Ương lắc đầu, ta không quan tâm mấy cái này, có thể ở là được. Vậy ngươi có thể trực tiếp ở lại khách sạn là được, vì sao muốn ở chỗ này? Khánh Trần lại hỏi, Ương Ương nhìn hắn một cái, khách sạn cách trường học quá xa. Khánh Trần cũng hiểu ý đối phương, bởi vì khách sạn ở quá xa nên rất dễ lạc đường. Mà nơi này chỉ cách trường học có 5 phút đồng hồ đi bộ, đi lại mấy lần cũng có thể nhớ. Trước đó hắn còn tưởng hộ gia đình mới chuyển đến là nhằm vào mình. Giang Tuyết, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân đều ở đây, hiện tại xem ra, lý do đối phương ở đây vô cùng đơn giản và ngắn gọn, bởi vì ở đây rất gần trường học. Đột nhiên, máy truyền tin trong túi Khánh Trần rung lên, hắn chào tạm biệt Ương Ương rồi quay vào nhà. Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, còn có tờ giấy Giang Tuyết lưu lại, nói nàng mang theo Lý Đồng Vân đi về nhà. Hai ngày nữa bà ngoại và ông ngoại của Tiểu Đồng Vân sẽ tới thăm từ Trịnh Thành, nàng phải về quét dọn vệ sinh một chút. Khánh Trần ngồi bên cạnh bàn ăn lấy ra máy truyền tin, là Lưu Đức Trụ gửi tin đến, ông chủ, có thư mới gửi đến. Đối phương viết trên thư là, hôm nay không thể tìm được ngươi, thật thất vọng, hì hì.
Hắn âm thầm nhíu mày, sao người nắm giữ con tem ác ma như âm hồn bất tán thế, trong thời gian nhanh như vậy đã biết kết quả xét nghiệm máu hôm nay của hắn, không biết đối phương làm kiểu gì nữa, nhưng may mắn là, tin hắn truyền ra trước đó hẳn đã đánh lạc hướng không ít người, chuyện này khiến Thánh Trần có thể thở phào nhẹ nhàng, hắn không để ý người khác coi hắn như quân cờ, ngược lại, đánh giá hắn càng thấp càng tốt. Lúc này, Lưu Đức Trụ gửi tin đến, ông chủ, lá thư này xuất hiện bên gối của ta lúc chạng vạng tối, khi đó ta còn chưa tan lớp tự học buổi tối, cho nên bị cha ta thấy được. Không có chuyện gì chứ, Khánh Trần giật mình, thì ra Lưu Đức Trụ từ chối lời mời của đám công tử kia là vì chuyện này, những gì hắn làm gần đây đã gõ cho tên này trở nên biết điều hơn trước nhiều, hắn trả lời một tin, không sao, trả lời lại người kia, ngươi không tìm được ta, nhưng ta sắp tìm được ngươi rồi. Sau khi Lưu Đức Trụ đọc được tin nhắn thì giật mình, ông chủ thật lợi hại, để ta trả lời hắn. Hắn đang nghĩ, chờ ông chủ tìm được tên này, có phải hắn không cần tốn máu nữa không? Lưu Đức Trụ vội nghĩ, thật ra Khánh Trần chưa tìm được chút manh mối nào cả. Chẳng qua hắn cảm thấy, nếu đối phương đã quấy rối mình nhiều lần, không dọa lại đối phương thì thật có lỗi với bản thân, không thể để đối phương dọa mình mãi được. Dù sao, đối phương cũng không biết rốt cuộc hắn là ai, không thể xác định được hắn có manh mối thật không. Một câu có thể khiến kẻ địch lâm vào khủng hoảng, còn làm đối phương tốn thời gian xem thử trên người hắn có sơ hở gì không, tội gì không làm. Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn, ông chủ, hắn lại viết một lá thư, ta cảm thấy Khánh Trần mạnh hơn Lưu Đức Trụ nhiều, không biết hắn có hứng thú làm việc cho ta không, hì hì. Đối phương không trả lời mình lá thư trước, điều này nói rõ, người nắm giữ con tem ác ma không muốn tiếp tục đàm luận việc này, hắn lo nói nhiều sẽ sai nhiều, nhưng đối phương ở ngay trước mặt Khánh Trần, định lôi kéo Khánh Trần làm việc cho hắn, thật khiến người ta cảm thấy rung động. Đương nhiên, người cảm thấy rung động nhất chính là Lưu Đức Trụ, bị người ta nhục mạ ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ đối phương quên hắn mới là người viết thư, sao có thể so sánh như vậy ngay trước mặt mình, có chút tôn trọng người khác được không? Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lưu Đức Trụ chú ý đến cái tên Khánh Trần này, chẳng lẽ đây là một thủ hạ khác của đại ca, cái tên này nghe hơi quen tai, đây có phải sát thủ đã cứu mình trên núi Lão Quân lần trước? Nếu thật, vậy mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, có thể thân thiết. Lúc này, Khánh Trần gửi tin tới, trả lời hắn, muốn lôi kéo Khánh Trần sợ không dễ đâu, nhưng không đợi Khánh Trần kịp ăn miếng cơm, Lưu Đức Trụ lại gửi tin nhắn đến, ông chủ, hắn lại gửi đến một lá thư, không cần tự tin như vậy, có vẻ ngươi không biết ta đã viết thư cho Khánh Trần, xem ra hắn cũng không nghe lời ngươi lắm, hì hì. Khánh Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, viết thư. Sao hắn chưa lấy được, chết rồi. Bỗng nhiên Khánh Trần ý thức được một vấn đề, Lâm Tiểu Tiếu nói muốn gửi con tem ác ma cần địa chỉ, cho nên nếu hắn bị người này để mắt tới, đối phương có thể tra được địa chỉ của hắn dễ dàng, hơn nữa còn viết thư cho hắn. Nhưng mà, hắn đã dọn nhà rồi, đối phương có thể tra được địa chỉ nhưng bây giờ người ở đó không phải hắn, mà là Ương Ương, cho nên lá thư đối phương nói tới, khả năng cao đang ở bên cạnh gối đầu của Ương Ương. Khánh Trần có thể tưởng tượng được, khi Ương Ương nhìn thấy lá thư đó sẽ bất ngờ cỡ nào. Khánh Trần suy nghĩ, bây giờ hắn có nên đi lấy lá về rồi giải thích gì đó với cô nàng không? Vấn đề này thật khó giải quyết. Trong lúc Khánh Trần đang xoắn xuýt, tiếng đập cửa truyền đến, Khánh Trần mở cửa thì thấy Ương Ương. Cô nàng đưa lá thư trong tay ra, chắc là của ngươi. Nói xong, nàng đưa thư cho Khánh Trần rồi quay người về nhà, không hỏi gì thêm, thậm chí không hề nghi ngờ, nhưng nàng làm vậy lại khiến Khánh Trần không cảm thấy xấu hổ. Vào lúc Ương Ương muốn đóng cửa, nàng bỗng quay đầu nói với Khánh Trần, đúng rồi, còn một chuyện. Ngươi còn nhớ Vương Vân không? Khánh Trần vô cùng sửng sốt, còn nhớ, nàng bị hàng xã Lý Đông Trạch giết ở thế giới trong, kiểu chết vô cùng thảm. Ương Ương nói, nàng còn một anh trai rất chiều chuộng nàng, cha mẹ nàng cũng coi là hòn ngọc quý trên tay, chuyện này Vương gia sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi Bạch Uyển Nhi trở lại Hải Thành đã đẩy tất cả mọi chuyện lên người Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Khánh Trần hỏi, vì sao lại nói với ta cái này? Ở thế giới trong, lực ảnh hưởng của Vương gia cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ không thể nào tìm Lý Đông Trạch và Lý Thúc Đồng để báo thù, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân chỉ có thể xem như có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng bọn họ sẽ không vì chuyện này mà xung đột với Hồ Gia và Trương Gia. Ương Ương giải thích, cho nên bây giờ người bọn họ có thể tìm tới chỉ có thể là Lưu Đức Trụ. Đừng quên, nơi này là thế giới ngoài, là sân nhà của Vương Gia, họ muốn tới báo thù. Khánh Trần nhíu mày, hắn cũng đoán được Vương Gia sẽ báo thù cho Vương Vân và không từ thủ đoạn nào. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Vương gia sẽ nhát gan như vậy. Với lại, tại sao Ương Ương lại nói chuyện này với mình? Khánh Trần hỏi, Vương Vân không phải là thành viên trong nhóm ngươi sao? Sao ngươi không giúp Vương gia? Cô nàng bình tĩnh nói, ta ở trong nhóm nhưng lại không thích trà xanh. Lúc này,
Khánh Trần hỏi, thật ra ta rất muốn biết, tại sao ngươi đến Lạc Thành, sau đó chuyển đến lớp 11 ban 3. Mục tiêu của ngươi là gì? Ngươi đã không thẳng thắn nói với ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ương Ương nói, chờ đến khi ngươi muốn nói tất cả, có thể hỏi lại ta. Nói xong, cô nàng đóng cửa lại. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới nhìn thoáng qua nội dung trong thư, những thứ ngươi muốn, ta đều có, nhưng nếu muốn có được thứ gì, chắc chắn phải chấp nhận hy sinh, hì hì. Khánh Trần thở dài, câu quảng cáo này chẳng có chút hấp dẫn nào cả, ngươi không nói ngươi có cái gì. Lần đầu hắn cảm thấy trong ván cờ với người nắm giữ con tem ác ma, hắn chiếm hết thượng phong, ván này, hắn thắng, không thể không nói, lớp bảo vệ thứ hai của Khánh Trần có tác dụng rất kịp thời. Đối phương rõ ràng đã để mắt tới cái thân phận Khánh Trần này, nếu không có tin tức khác lộ ra, như vậy chẳng mấy chốc đối phương tạo ra một loạt âm mưu nhằm vào hắn, mà bây giờ, hắn đã trở thành một nhân vật nhỏ bé, thành một quân cờ, như vậy an toàn hơn nhiều. Khánh Trần không có ý định dùng thân phận Khánh Trần để trả lời, dù sao nếu hắn muốn trả lời, con mẹ nó còn phải cắt ngón tay lấy máu, hiện tại, lấy máu của Lưu Đức Trụ thì thích hợp hơn. Lúc này, đối phương lại gửi cho Lưu Đức Trụ một bức thư, ta rất hiếu kỳ nha. Vì sao ngươi có thể giấu tốt như vậy? Đây là nghi vấn lớn nhất của người nắm giữ con tem ác ma. Trịnh Viễn Đông góp nhặt được nhiều manh mối, lại phải huy động nhiều người tiến hành xét nghiệm. Người đó cũng suy nghĩ, chú ý đến hắn lâu như vậy. Nhưng không ai trong tất cả mọi người tìm được người giật dây kia, chỉ có thể tìm được hai quân cờ. Loại cảm giác này khiến người vốn nắm giữ mọi thứ như chủ nhân con tem cảm thấy không vui vẻ. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, trả lời hắn thế nào bây giờ? Khánh Trần trầm mặc một lát, hì hì. Trong một góc nào đó của thành phố, một bóng người thon gầy ngồi trước một cái cửa sổ sát đất to lớn, nhìn bức thư trong tay và hai chữ hì hì trên đó, rơi vào trầm tư. Người nắm giữ con tem ác ma biến sắc vì hai chữ. Khánh Trần không tiếp tục đáp lại người nắm giữ con tem ác ma nữa, mà bắt đầu tập huấn lại. Dựa theo những gì Lý Thúc Đồng nói, dù hắn đã mở khóa gen nhưng tiềm lực cơ thể lại không tăng lên đến mức cao nhất, huấn luyện vẫn có hiệu quả như cũ. Mặc dù số tăng lên không là gì đối với siêu phàm giả, nhưng từ trước đến nay, Khánh Trần lại rất thích được ở mức cao nhất, với lại hắn luôn tin, tự hạn chế mới là thứ làm con người không thể đạt được mục đích. Thời gian đếm ngược 137.00.00, 7 giờ sáng cuối tuần, không có tiết học, Lưu Đức Trụ đã rời giường rửa mặt từ sáng sớm, cha của hắn, Lưu Hữu Tài nhìn con trai của mình, vô cùng vui vẻ. Lúc sự kiện xuyên qua còn chưa xảy ra, buổi tối trước mỗi cuối tuần, Lưu Đức Trụ hoặc là hơi game đến rạng sáng, hoặc cày phim suốt đêm. Sau đó ngày thứ hai sẽ ngủ say như chết, hoàn toàn không biết điều độ là gì. Nhưng bây giờ thì khác, tối hôm qua Lưu Đức Trụ đi ngủ rất sớm, hôm nay cũng dậy rất sớm. Bây giờ Lưu Hữu Tài đang cảm thấy con trai mình trưởng thành rồi. Lúc đầu hắn cảm thấy xuyên qua có thể là chuyện xấu, sau đó con trai hắn còn gặp chuyện, suýt bị bắt cóc. Nhưng bây giờ, chuyện xấu lại biến thành chuyện tốt, con hắn không chỉ thành một trong những người du hành thời gian nổi tiếng nhất, còn rèn luyện được những thói quen tốt. Điều này khiến người làm cha như Lưu Hữu Tài càng cảm thấy hắn phải cố gắng tìm hiểu vận may và sự nghiệp của con trai mình. Chỉ là, đột nhiên Lưu Hữu Tài cảm thấy, sắc mặt con của hắn đã tái nhợt hơn hôm qua rất nhiều, trên người còn có mùi ngai ngái. Trụ tử, ngươi dậy sớm như vậy vì muốn đi ra ngoài sao? Ta đã nấu cơm cho ngươi rồi, ăn xong rồi đi. Lưu Hữu Tài vừa tháo tạp về vừa nói, không ăn. Lưu Đức Trụ nói, cha, ngươi nấu cơm xong thì để trên mặt bàn là được, ta đi một lúc rồi về ăn. Nói xong, Lưu Đức Trụ quấn kỹ khăn quàng cổ cho mình, sau đó đội thêm một cái mũ, còn đeo thêm cái kính râm lúc trước hắn mua để làm màu. Bộ dạng võ trang đầy đủ từ đầu đến chân của con trai khiến Lưu Hữu Tài sửng sốt, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nếu nhìn thấy ở ngoài đường, hắn chưa chắc có thể nhận ra con trai của mình. Lưu Hữu Tài chần chừ một chút hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cha, đừng hỏi nữa, đây là bí mật. Lưu Đức Trụ nói xong liền quay người đi ra ngoài, đợi sau khi con trai ra cửa. Lưu Hữu Tài vội vàng tìm vợ mình là Vương Thục Vân nói thầm, vợ à, hôm nay ngươi có cảm thấy con trai của chúng ta rất kỳ lạ hay không? Giờ phút này, Lưu Đức Trụ đang đứng bên cạnh một điểm hiến máu lưu động, lặng yên không tiếng động quan sát xung quanh. Nhưng kỳ quái là, hắn luôn cảm thấy một cặp tình nhân mặc áo đôi màu đen lén quan sát mình. Có điều mỗi khi hắn quay đầu nhìn sang lại phát hiện đôi tình nhân kia không hề nhìn mình, họ chỉ đang cười đùa nói chuyện phiếm mà thôi. Chắc là do hắn quá lo. Lưu Đức Trụ quan sát một lúc lâu, sau đó mới yên lặng đi vào trạm hiến máu, xin chào, ta có thể mua máu không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.